Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 1701, an ủi, nhất định phải chết. Trong sơn cốc, yên tĩnh, thổi qua gió nhẹ đem trên mặt đất lá cây thổi sang giữa không trung. Diệp Thần Phong đem thanh vân kiếm một lần nữa nắm tại trong tay phải, hắn ánh mắt nhìn về phía nằm ở đang thử người Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình, vừa vặn hắn nhưng là tận mắt thấy hai nữ nhân này không ngừng kêu gào. Nếu hai người bọn họ lựa chọn làm Diệp Thần Phong kẻ địch, như vậy Diệp Thần Phong đối xử kẻ địch từ trước đến giờ là sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình nhìn thấy hướng về chính mình đi tới Diệp Thần Phong, thân thể của các nàng đột nhiên một cái run rẩy, các nàng trên mặt dại ra được sợ hãi cho thay thế, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần Phong dĩ nhiên hội mạnh tới mức như thế. Hơn nữa còn để Trình Kình Thiên bốn loại cái thanh niên thần bí là hai cái chết rồi. Hai cái chạy trốn. Nguyên bản Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình lựa chọn làm Trình Kình Thiên đám người nô bộc, các nàng nhận thức vì sự lựa chọn này tuyệt đối là chính xác, vừa vặn hai người bọn họ chả không giữ mồm giữ miệng đối Diệp Thần Phong không ngừng giễu cợt, đến giờ phút này rồi, hai người bọn họ mới biết mình lựa chọn là 10 phần sai. Nhìn xem càng đi càng gần Diệp Thần Phong, Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình liền một tia lòng phản kháng cũng cầm lên không nổi, thật sự là vừa vặn Diệp Thần đỉnh điểm. Phong cho thấy thực lực làm kinh sợ các nàng, nhưng hai người bọn họ lại không nghĩ chết, hiện tại các nàng mới biết làm một cái chết rồi Thiệu Đực, mà căm thù Diệp Thần Phong, chuyện này quả thật quá ngu xuẩn. Cộc, cộc, cộc. Diệp Thần Phong dưới chân giẫm trên mặt đất phát ra âm thanh, đối với Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình tới nói, phảng phất là tới từ địa ngục triệu hoán. Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình trên mặt tràn đầy vô tận hối hận. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống. Trong miệng cầu xin tha thứ, chúng ta biết sai rồi, cầu ngài buông tha chúng ta một lần. Cầm trong tay thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn tại Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình hai nữ nhân này trước mặt ngừng lại. Hắn lãnh đạm nói, hai người các ngươi cũng đã nương nhờ vào vừa vặn bốn người kia đi nha. Nếu như các ngươi lựa chọn cùng Du Thủy Giao bọn hắn kể vai chiến đấu, như vậy cho dù các ngươi căm thù ta, trong lòng đối với ta không sảng khoái, như vậy ta cũng có thể tha các ngươi một mạng, xuất hiện tại các ngươi muốn ta nắm lý do gì đến bỏ qua cho các ngươi. Quỳ ở trên mặt đất Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, Lý Nguyệt Sương nhìn phía xa Du Thủy Giao, con mắt của nàng bên trong lóe lên cuối cùng một tia hy vọng. Người cầu khẩn nói, Thủy Giao sư tỷ, người đã quên sao? Chúng ta vẫn luôn là hảo tỷ muội a hát, ta thật sự biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Mai Đình Đình cũng nhanh nói tiếp, Thủy Giao sư tỷ, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Xa xa Du Thủy Giao, trên mặt nàng tràn đầy do dự, hàm răng thật chặt cắn môi. Diệp Thần Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn Du Thủy Giao, nói ra, lẽ nào ngươi thật sự dự định muốn ta thả hai người bọn họ? Chớ quên, nếu như không phải ta đúng lúc chạy đến lời nói. Ngươi cho dù bất tử cũng phải trở thành người khác hưởng lạc công cụ. Nghe vậy, Du Thủy Giao do dự trong nháy mắt biến mất rồi, nàng nói, hai người bọn họ do ngươi xử trí. Diệp Thần Phong cười nhún nhún vai, nói ra, đáp án này ta thỏa mãn, bất quá, tự coi như ngươi muốn ta thả hai người bọn họ, ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ một tia mặt mũi, là địch nhân. Đáng chết! Du Thủy Giao sắc mặt nghẹn đến một trận đỏ lên. Mà Diệp Thần Phong trong tay thanh vân kiếm vung ra ngoài. Quỳ ở trên mặt đất Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình muốn né tránh. Nhưng làm sao Diệp Thần Phong trong tay thanh vân kiếm quá nhanh rồi, các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân kiếm không ngừng tới gần. Hai người bọn họ con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt ngoại trừ tuyệt vọng liền vẫn là tuyệt vọng. Có phần sai lầm có thể tha thứ. Nhưng, có phần sai lầm nếu như phạm vào. Như vậy liền tất cần phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Tư, một tiếng. Thanh vân kiếm lướt qua Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình trắng nõn cổ, hai người bọn họ trên cổ trong nháy mắt thêm ra một đạo vết máu. Vết máu mở rộng. Tiên huyết phun. Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình đầu, trực tiếp được trong cổ phun ra tiên huyết cho vào tới trên mặt đất. Diệp Thần Phong liền nhìn nhiều hai nữ nhân này thi thể hứng thú cũng không có. Hắn một lần nữa đi trở về Du Thủy Giao, Lý Nghiên Nghiên cùng Tả Phi Bạch bên cạnh. Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên trong túi càn khôn có một ít chữa thương đan dược, đang uống chữa thương đan dược sau, các nàng thương thế trên người mặc dù không có hoàn toàn khôi phục,
thế nhưng tối thiểu có thể đứng lên đi lại. Mà Tả Phi Bạch tứ chi toàn bộ được Kiều Đực Cường cho rộng gãy rồi, bên trong thân thể cũng bị cực kỳ nội thương nghiêm trọng, đặc biệt là Tả Phi Bạch trái tim, Tả Phi Bạch mũi cùng trong miệng khí tức vẫn là suy yếu tới cực điểm, vậy đan dược căn bản đối Tả Phi Bạch không hề có tác dụng rồi. Dù thủy giao trên người cấp bậc cao nhất cũng chỉ có tam phẩm liệu thương đan mà thôi, người cho Tả Phi Bạch phục dụng tam phẩm liệu thương đan sau, Tả Phi Bạch khí tức chỉ là hơi khôi phục một ít. Dù thủy giao cùng Lý Nghiên Nghiên đều kiểm tra một chút Tả Phi Bạch tứ chi, dù thủy giao cùng Lý Nghiên Nghiên lắc lắc đầu, Tả Phi Bạch xương quả thực là được dẫm thành bột phấn, căn bản không khả năng khôi phục lại, cho dù tứ phẩm đan dược e sợ cũng không làm được rồi. Huống hồ Tả Phi Bạch chả bị như thế nặng thương thế, dù thủy giao cùng Lý Nghiên Nghiên đều biết Tả Phi Bạch nhiều nhất chỉ có thể sống cái vài ngày thời gian rồi. Diệp Thần Phong đối với Tả Phi Bạch, nói ra, Phi Bạch, ngươi yên tâm, ta bảo đảm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Phục dụng tam phẩm liệu thương đan Tả Phi Bạch, hắn có thể đủ hư nhược mở miệng, lão tổ tông, ta tin tưởng ngài. Mà tình cảnh này tại dù thủy giao cùng Lý Nghiên Nghiên xem ra, hoàn toàn là Diệp Thần Phong đang an ủi Tả Phi Bạch rồi, tuy rằng các nàng biết Diệp Thần Phong giải độc thủ đoạn có một bộ, thế nhưng các nàng nhưng không chút nào biết Diệp Thần Phong chính là luyện dược sư. Diệp Thần Phong đem Tả Phi Bạch cho vác tại trên lưng, hắn lại nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, vừa vặn ta chỉ là đem bọn họ dọa đi rồi mà thôi, ta cũng không có tự tin 100% chiến thắng bọn hắn. Nghe vậy, dù thủy giao cùng Lý Nghiên Nghiên trong lòng không hỏi ra miệng nghi hoặc là mở ra, chẳng trách vừa vặn Diệp Thần Phong không có thừa thắng xông lên rồi, nguyên lai Diệp Thần Phong chỉ là lợi dụng biện pháp đem đối phương dọa cho đi rồi mà thôi. Dù thủy giao cùng Lý Nghiên Nghiên thân thể thương thế tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng muốn đuổi đường là hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Diệp Thần Phong đám người là nhanh chóng rời đi chỗ này sơn cốc. Tại Diệp Thần Phong đám người rời đi sơn cốc ước chừng thời gian một nén nhang sau. Hai bóng người cực kỳ nhanh chóng xuất hiện tại trong sơn cốc, hai người này không phải là đi mà quay lại Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ Ma. Bọn hắn nhìn thấy trong sơn cốc Diệp Thần Phong đám người đã sớm rời đi, chỉ còn dư lại Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất lên, bọn hắn ngực lửa giận suýt chút nữa yếu muốn nổ tung lên rồi. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ mang theo Kiều Đực Cường cùng Bàng Tinh Phàm thi thể sau khi rời đi, bọn hắn luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Đang suy tư một phen sau đó bọn hắn mới nghĩ tới trong đó điểm đáng ngờ, nếu như Diệp Thần Phong thật sự có năng lực giết bọn hắn, như vậy Diệp Thần Phong tại sao không có đuổi theo? Bọn hắn có thể không tin tưởng Diệp Thần Phong là thiện nam tín nữ. Thế là, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ liền lập tức quay trở về, bây giờ nhìn thấy này trống rỗng sơn cốc, bọn hắn biết mình đúng là trúng kế, không chỉ hai tên đồng bạn đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, hơn nữa hai người bọn họ cũng bị Diệp Thần Phong đùa bỡn, được một chỗ huyền giới rác rưởi người tu luyện đùa bỡn. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ gân xanh trên trán nổi lên, bên trong thân thể cái cỗ này bị áp chế sức mạnh kinh khủng không ngừng phun trào, trong con người sát ý là càng ngày càng nồng đậm. Một lát sau, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ để cho mình tận lực bình tĩnh, không hẹn mà cùng đem trong cơ thể áp chế sức mạnh kinh khủng bình ổn lại. Kim Văn Kỳ nhã nhặn gương mặt thượng cơ bắp vi vi co giật, hắn thương thế bên trong cơ thể khiến hắn hận không thể đem Diệp Thần Phong chém thành muôn mảnh. Hắn âm lãnh nói chúng ta lại bị địa huyền giới hạ đẳng người tu luyện đùa bỡn ở trong bàn tay. Nếu để cho thiên bản của huyền giới biết chuyện của chúng ta, sợ là chúng ta hội triệt để trở thành trò cười, nếu không phải thực lực nhất định muốn áp chế, chúng ta gảy gảy đầu ngón tay là có thể diệt tiểu tử kia. Trình Kình Thiên không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, phổi của hắn đều muốn nổ tung rồi, trong con người hung tàn ánh sáng liên tục lập lòe, trong lòng của hắn là uất ức, vô cùng uất ức, vô cùng uất ức. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, Văn Kỳ, chúng ta bây giờ chủ yếu là đem chỗ này long tộc tổ địa bên trong bảo vật chiếm được, nói không chắc nơi này còn có long tộc truyền thừa, nếu như có thể đem long tộc truyền thừa chiếm được, như vậy trên trời huyền giới chúng ta cũng sắp trở thành thiên chi kiêu tử rồi. Về phần tiểu tử kia cùng bằng hữu của hắn, chúng ta có thể một bên tìm kiếm bảo vật, một bên sẽ tìm tung tích của bọn họ, dù sao tiểu tử kia là nhất định phải chết. Chương 1702, năm phẩm đan dược. Năm sắc thái cầu vồng. Long Nguyên bí cảnh. Nơi nào đó sơn mạch bên trong hang núi. Diệp Thần Phong, Dụ Thủy Giao,
Lý Nghiên Nghiên cùng Tả Phi Bạch bốn người này, bọn hắn chuẩn bị tại đây nơi trong sơn động tạm làm nghỉ ngơi. Đương nhiên Diệp Thần Phong muốn trước hết để cho Tả Phi Bạch thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, bọn hắn lại chạy về chỗ kia lên trời trong các. Diệp Thần Phong tại cửa sơn động làm một chút tay chân, cho dù Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ ở phụ cận đây trải qua, bọn hắn cũng rất khó phát hiện Diệp Thần Phong đám người hành tung. Diệp Thần Phong trong lòng đối Trình Kình Thiên đám người lai lịch hiếu kỳ vô cùng, hắn ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, các người biết những người đó lai lịch sao? Ta cảm giác bên trong cơ thể của bọn họ áp chế sức mạnh không yếu, bọn hắn căn bản không giống tất nhiên huyền giới người. Lão Bạch cùng Lão Hắc che che giấu giấu, cuối cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên, nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần ngươi không ngừng tăng lên thực lực, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết thân phận của bọn họ cùng lai lịch. Tiểu tử, thực lực chẳng khác gì là tất cả a hát. Tuy rằng ngươi lĩnh ngộ rất nhiều những người khác không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý cùng áo nghĩa, nhưng thực lực bản thân vẫn là then chốt a hát. Ngươi nỗ lực tăng cao thực lực đi. Từ Lão Bạch cùng Lão Hắc trong miệng hỏi không ra tin tức hữu dụng, Diệp Thần Phong trong lòng tuy rằng phiền muộn, nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là giúp Tả Phi Bạch khôi phục thương thế. Hắn lại tiếp lấy ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, có hay không cái gì đan dược là có thể khôi phục Phi Bạch xương cùng thương thế? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh đang suy tư chỉ chốc lát sau, nói ra, ngươi trong túi càn khôn linh thảo chủng loại cực kỳ có hạn, rất nhiều đan dược đều không thể luyện chế ra đến. Có một loại ngũ phẩm đan dược tên là sinh cốt tục mệnh đan, không chỉ có thể khiến hắn biến thành bụi phấn xương hoàn toàn khôi phục. Đồng thời vẫn có thể để hắn thương thế bên trong cơ thể triệt để khôi phục. Bất quá, người trong túi càn khôn chỉ có luyện chế sinh cốt tục mệnh đan 8 loại linh thảo, mà yếu luyện chế loại đan dược này yêu cầu 10 loại linh thảo. Người bây giờ còn kém tiếp theo linh hoa cùng tử dương thảo 2 loại linh thảo. Lấy tình huống bây giờ tới nói. Sinh cốt tục mệnh đan là thích hợp nhất cho hắn. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn nhìn xem nằm ở một bên Tả Phi Bạch, hắn lại nhìn một cái Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên, hỏi, hai người các ngươi trên người có không có tiếp theo linh hoa cùng tử dương thảo? Tiếp theo linh hoa cùng tử dương thảo cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Khi nghe đến Diệp Thần Phong hỏi dò sau đó Lý Nghiên Nghiên lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một đóa cả người biến thành màu đen hoa. Nàng nói, trên người ta vừa vặn có một đóa tiếp theo linh hoa. Đây là ta trước đó trong khi lịch luyện lấy được. Du Thủy Giao cũng sát theo đó từ của mình trong túi càn khôn lấy ra một cây màu tím thảo, nói ra, Diệp Thần Phong, vừa vặn trên người ta cũng có một cây tử dương thảo. Diệp Thần Phong thấy Lý Nghiên Nghiên cùng Du Thủy Giao trên người dĩ nhiên vừa vặn có tiếp theo linh hoa cùng tử dương thảo. Trong lòng của hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá. Hắn sát theo đó lại nhíu mày đến. Này sinh cốt tục mệnh đan chính là ngũ phẩm đan dược, Diệp Thần Phong trước đó luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan. Chỉ là nửa bước ngũ phẩm đan dược mà thôi. Nói chuẩn xác một ít, bây giờ Diệp Thần Phong vẫn không có chân chính bước vào ngũ phẩm luyện dược sư hàng ngũ, hắn cách ngũ phẩm luyện dược sư còn kém một bước khoảng cách đây. Mà bây giờ tiếp theo linh hoa cùng tử dương thảo đều chỉ có một cây. Nói cách khác Diệp Thần Phong nhất định muốn một lần luyện chế ra sinh cốt tục mệnh đan, bằng không hai loại linh thảo cũng không có dư thừa. Diệp Thần Phong từ Lý Nghiên Nghiên cùng Du Thủy Giao trong tay tiếp nhận hai loại linh thảo sau, hắn lại đem luyện chế sinh cốt tục mệnh đan mặt khác 8 loại linh thảo cho đã lấy ra. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh đã tại Diệp Thần Phong trong đầu biểu diễn một lần, luyện chế sinh cốt tục mệnh đan toàn bộ quá trình rồi, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ. Nằm ở trên mặt đất Tả Phi Bạch, hắn cũng hơi hơi nhắm hai mắt lại, mà Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên là nhìn xem Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ không biết Diệp Thần Phong đang dở trò quỷ gì. Các nàng cũng sẽ không liên tưởng đến Diệp Thần Phong chính là luyện dược sư. Trong hang núi bầu không khí có phần nghiêm nghị. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong bỗng nhiên mở mắt ra, luyện chế sinh cốt tục mệnh đan toàn bộ quá trình đều khắc tại trong đầu của hắn rồi. Du Thủy Giao đang do dự một lúc sau, người vẫn là mở miệng nói, Diệp Thần Phong, đầu tiên ta muốn nói rõ, ta cũng không có nửa điểm ác ý, thế nhưng Tả Phi Bạch bị thương thật sự là quá nghiêm trọng, coi như là tứ phẩm đan dược chỉ sợ cũng không thể cứu vãn rồi, lần sau bây giờ Linh Dược Cốc được công tử thần bí hầu như làm hỏng, tại Linh Dược Cốc trung phẩm cấp cao nhất cũng chỉ có nhị phẩm luyện dược sư rồi. Lý Nghiên Nghiên cắn môi, ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong.
tuy rằng người không có mở miệng, thế nhưng người ý nghĩ trong lòng giống như Du Thủy Giao. Diệp Thần Phong cũng biết Du Thủy Giao cũng không có ác ý gì, một số thời khắc chính là yêu cầu đối mặt thực tế, đặc biệt là đang tu luyện người bên trong thế giới. Mà nằm ở trên mặt đất Tả Phi Bạch, hắn cũng chậm chậm mở mắt ra, hắn biết mình lão tổ tông Diệp Thần Phong chính là tứ phẩm luyện dược sư, nếu như ngay cả hắn lão tổ tông cũng cứu không được hắn, như vậy hắn liền thật sự chỉ còn nước chờ chết. Tả Phi Bạch âm thanh hư nhược nói ra, lão tổ tông, mặc kệ kết quả làm sao, Phi Bạch ta đều không oán không hối. Diệp Thần Phong vô cùng kiên định nói, ta nói rồi sẽ để cho ngươi khôi phục như vậy, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không đến, như vậy ta còn có tư cách cho ngươi hô một tiếng lão tổ tông sao? Bởi trong túi càn khôn không gian chứa đồ có hạn, Diệp Thần Phong chỉ chứa vào một phần linh thảo cùng cần dùng đến vật phẩm, địa chi hỏa long đỉnh đương nhiên cũng bị Diệp Thần Phong đựng vào trong túi càn khôn. Diệp Thần Phong tiện tay đem hỏa long đỉnh lấy ra. Tại hỏa long đỉnh xuất hiện nháy mắt, Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên hơi sững sờ, Lý Nghiên Nghiên kinh ngạc mở miệng nói, ngươi là luyện dược sư. Du Thủy Giao cũng hơi kinh hãi, nhưng nàng không có lại mở miệng rồi, cho dù Diệp Thần Phong đúng là luyện dược sư, như vậy lấy Diệp Thần Phong bằng chừng ấy tuổi, hắn chế thuốc trình độ hội cao đi nơi nào. Rất rõ ràng Lý Nghiên Nghiên cũng nghĩ đến điểm này, bất quá, người cũng không có lại vạch trần rồi, trong hang núi bầu không khí lần thứ hai trở nên ngưng trọng lên. Diệp Thần Phong không lại đi để ý tới Du Thủy Giao các nàng, bàn tay phải của hắn một phen, thanh viêm nhất thời xuất hiện. Ngón tay búng một cái. Thanh viêm lập tức tiến vào hỏa long đỉnh bên trong. Luyện chế sinh cốt tục mệnh đan mỗi một bước tỉ mỉ khắc vào Diệp Thần Phong não bên trong. Diệp Thần Phong đem 10 loại linh thảo lần lượt bắn vào hỏa long đỉnh bên trong. Mỗi một bước Diệp Thần Phong đều khống chế cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận. Tại Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, kèm theo thanh viêm thiêu đốt, 10 loại linh thảo tại hỏa long đỉnh bên trong từ từ dung hóa thành chất lỏng. Diệp Thần Phong điều khiển thanh viêm, hắn để 10 loại chất lỏng từ từ dung hợp lại cùng nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đang luyện chế sinh cốt tục mệnh đan trong quá trình này, có mấy lần Diệp Thần Phong suýt chút nữa không khống chế xong, để hỏa long đỉnh bên trong linh thảo hóa thành chất lỏng được đốt thành cho tàn. Bất quá, cũng may mỗi một lần Diệp Thần Phong đều có thể đúng lúc bổ cứu, thế nhưng Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí là nhanh chóng tiêu hao. Ước chừng sau nửa giờ, Diệp Thần Phong khóe miệng cuối cùng là hiện lên một vệt nụ cười. Luyện chế sinh cốt tục mệnh đan mấu chốt nhất bộ phận đi qua, trong lòng của hắn là tùng một cái đi, hắn hiện tại hầu như có thể khẳng định sinh cốt tục mệnh đan là 100% biết luyện chế mà xong rồi. Nồng nặc đan hương vị từ hỏa long đỉnh bên trong tung bay đi ra. Lý Nghiên Nghiên cùng Du Thủy Giao là không nháy một cái nhìn xem hỏa long đỉnh, các nàng hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định Diệp Thần Phong hẳn là hiểu được chế thuốc chi thuật. Nhưng Du Thủy Giao tam phẩm liệu thương đan đối Tả Phi Bạch đều không có tác dụng quá lớn, Diệp Thần Phong thuật chế thuốc sẽ vượt qua tam phẩm sao? Không phải Lý Nghiên Nghiên cùng Du Thủy Giao đối Diệp Thần Phong không có lòng tin, chỉ là tại nguyên bản linh dược cốc trong, cao nhất cấp bậc cũng chỉ là tứ phẩm luyện dược sư mà thôi, lấy Diệp Thần Phong từng tuổi này muốn đến tam phẩm luyện dược sư, sợ là sớm đã có thể náo động toàn bộ huyền giới rồi. Nhưng mà tại Lý Nghiên Nghiên cùng Du Thủy Giao trong lòng vì Tả Phi Bạch cảm thấy khó chịu thời điểm. Hai người bọn họ đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, trong lỗ mũi hô hấp cũng biến thành gấp gáp cực kỳ. Chỉ thấy tại hỏa long đỉnh phía trên đột nhiên xuất hiện đỏ màu da cam lục thanh, này năm loại màu sắc cầu vồng. Có người nói, tứ phẩm đan dược và ngũ phẩm đan dược trong lúc đó có một cái to lớn khe rãnh, một khi có thể luyện chế thành ngũ phẩm đan dược. Tại đan dược hình thành thời điểm sẽ có cầu vồng dị tượng sinh ra. Ngũ phẩm đan dược hình thành dị tượng là ngũ sắc cầu vồng. Lục phẩm đan dược hình thành dị tượng là lục sắc cầu vồng. Thất phẩm đan dược hình thành dị tượng là cầu vồng bảy màu. Về phần thất phẩm trở lên đan dược hình thành dị dạng, mỗi một loại đều là kinh thiên động địa. Lý Nghiên Nghiên cùng Du Thủy Giao ngược lại cũng đúng là nghe nói qua những chuyện này, nhưng nàng nhóm tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết dị tượng dĩ nhiên xuất hiện tại các nàng trước mặt. 5. Ngũ sắc cầu vồng. Diệp Thần Phong luyện chế chính là ngũ phẩm đan dược. Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện dược sư. Trong lúc nhất thời, Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên là hoàn toàn choáng váng,
hai người bọn họ thập phần có liệu bộ ngực là kịch liệt phập phồng, trong đầu suy nghĩ thì không cách nào vận chuyển, các nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn hỏa phía trên chiếc long đỉnh ngũ sắc cầu vồng dị tượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1703, kích động, hưng phấn, thần bí. Từ hỏa long đỉnh bên trong bay ra đan hương vị là càng thêm nồng nặc, chỉnh trong sơn động được đan dược tản ra linh khí cho tràn ngập đầy. Diệp Thần Phong đem hỏa long đỉnh bên trong thanh viêm thu hồi bên trong đan điền. Chỉ thấy hỏa long đỉnh bên trong an tĩnh nằm 6 viên màu đỏ thắm đan dược, mỗi một viên thuốc thượng đều hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, đây chính là sinh cốt tục mệnh đan rồi. Diệp Thần Phong từ đó lấy ra một viên sinh cốt tục mệnh đan, đem viên này sinh cốt tục mệnh đan nhét vào tả Phi Bạch miệng bên trong, nói ra, Phi Bạch, đem viên đan dược kia nuốt vào. Khí tức hư nhược tả Phi Bạch, trong đầu hắn trả quanh quẩn vừa vặn ngũ sắc cầu vồng dị tượng, khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn là theo bản năng đem một viên sinh cốt tục mệnh đan nuốt xuống trong bụng. Nguyên bản hư nhược tả Phi Bạch, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, tại đem một viên sinh cốt tục mệnh đan nuốt xuống bụng bên trong sau. Hắn nhất thời cảm giác một dòng nước ấm tại trong thân thể của hắn sản sinh, sát theo đó, nhất cổ ôn hòa lực lượng cường đại liền hướng về toàn thân của hắn khuếch tán. Tả Phi Bạch tứ chi xương nguyên bản được kiều được cường cho dẫm thành bụi phấn rồi, giờ khắc này, hắn cái kia chút biến thành bụi phấn xương đang nhanh chóng ngưng tụ, chỉ là hơn một phút đồng hồ thời gian, tả Phi Bạch tứ chi xương hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mà tả Phi Bạch bên trong thân thể chịu trọng thương cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong, tại tứ chi xương khôi phục không bao lâu sau đó bên trong thân thể của hắn chỗ có thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, thật giống từ đầu tới cuối hắn căn bản như chưa từng thụ thương. Tả Phi Bạch tại hoàn toàn khôi phục sau đó hắn nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, trong con ngươi của hắn tràn đầy kích động, tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn có chút tay chân luống cuống nói ra, lão tổ tông, ta khôi phục. Ta thật sự khôi phục, hơn nữa ta cảm giác mình xương cốt so với bị thương trước kiên cố hơn. Cứng rắn. Lão Tổ Tông, ngài đến cùng luyện chế là đan dược gì? Này, điều này cũng quá thần kỳ chứ. Ta vừa vặn nhưng là suýt chút nữa thì đi gặp Diêm Vương ra rồi. Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên nguyên bản là đắm chìm tại trong khiếp sợ. Hai người bọn họ đang nhìn đến tả Phi Bạch tốc độ khôi phục sau đó trong lòng các nàng quả thực là lật lên sóng biển ngập trời. Các nàng đều rõ ràng biết tả Phi Bạch thương thế có cỡ nào nghiêm trọng, nhưng tại phục viên tiếp theo Diệp Thần Phong luyện chế đan dược sau, tả Phi Bạch liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Du Thủy Giao thân là Thiên Âm môn đệ tử thiên tài, của nàng kiến thức muốn so Lý Nghiên Nghiên cùng tả Phi Bạch mạnh, có ngũ sắc cầu vồng dị tượng sản sinh. Người có thể khẳng định Diệp Thần Phong luyện chế chính là ngũ phẩm đan dược. Du Thủy Giao đang trầm tư mấy giây sau đó bởi vì kích động. Thanh âm của nàng trở nên hơi sắc bén, Diệp Thần Phong. Ngươi luyện chế chẳng lẽ là trong truyền thuyết sinh cốt tục mệnh đan? Tại Du Thủy Giao đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, Diệp Thần Phong bình tĩnh gật gật đầu, nói ra, ngươi cũng vẫn tính có phần kiến thức. Đang xác định Diệp Thần Phong luyện chế chính là sinh cốt tục mệnh đan sau, Du Thủy Giao hô hấp trở nên càng thêm gấp gáp rồi. Mà tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên mặc dù không cách nào suy đoán ra loại đan dược này. Nhưng hai người bọn họ tại cổ tịch thượng từng thấy sinh cốt tục mệnh đan giới thiệu, bây giờ Du Thủy Giao vạch trần loại đan dược này lai lịch, này làm cho tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên ánh mắt trợn lên so với đèn lồng còn lớn hơn. Lần này tổng cộng có 6 viên sinh cốt tục mệnh đan luyện chế mà thành, cho tả Phi Bạch phục dụng một viên sau đó còn sót lại 5 viên sinh cốt tục mệnh đan đây. Diệp Thần Phong vẫn không có dùng qua ngũ phẩm đan dược đây. Này sinh cốt tục mệnh đan mặc dù là chữa thương đan dược. Nhưng là không có người bị thương dùng cũng là không có vấn đề, này sinh cốt tục mệnh đan là có thể cường hãn xương cốt. Diệp Thần Phong tiện tay ném một viên sinh cốt tục mệnh đan tại trong miệng, tại nuốt vào sinh cốt tục mệnh đan không bao lâu sau. Hắn xương cốt quả nhiên trở nên cường ngạnh mấy phần, trong cơ thể linh khí cũng tăng lên một ít. Tình cảnh này rơi vào Du Thủy Giao các loại trong mắt người. Bọn hắn từng cái trên mặt tràn đầy khó mà tin nổi. Du Thủy Giao kinh hô, Diệp Thần Phong, ngươi đang làm gì? Trên người ngươi chịu một chút thương nhẹ, không phải cũng sớm đã khôi phục sao? Ngươi làm gì thế còn muốn dùng sinh cốt tục mệnh đan? Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, ta nếm nếm mùi vị, thuận tiện thể hội một chút loại đan dược này công hiệu,
này sinh cốt tục mệnh đan là ta lần thứ nhất luyện chế. Diệp Thần Phong không nói chả không sao. Này Diệp Thần Phong nói chuyện, không chỉ có Du Thủy Giao tựa như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Thần Phong, liền ngay cả Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên cũng là loại ánh mắt này. Du Thủy Giao thở phì phò nói, Diệp Thần Phong, đây chính là trong truyền thuyết sinh cốt tục mệnh đan a hát. Đây chính là niết bàn cảnh cường giả đều sẽ đỏ mắt sinh cốt tục mệnh đan a hát. Ngươi dĩ nhiên vì nếm thử mùi vị liền trực tiếp nuốt một viên. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là gợn sóng không khỏi nói ra, vậy thì thế nào? Nếu như ta yêu cầu sinh cốt tục mệnh đan, ta bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế. Nhìn xem còn dư lại 4 viên sinh cốt tục mệnh đan, Diệp Thần Phong tại lấy đi 1 viên đi rồi, nói ra còn lại 3 viên các ngươi phân ra đi. Dù sao Lý Nghiên Nghiên cùng Du Thủy Giao cung cấp linh thảo, đây coi như là Diệp Thần Phong hồi báo bọn họ, về phần Tả Phi Bạch một mực gọi hắn vì lão tổ tông, đối chính mình người, Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là sẽ không hẹp hòi. Này sinh cốt tục mệnh đan tuy rằng hiệu quả mạnh phi thường, thế nhưng khôi phục thương thế tốc độ vẫn là quá chậm, nếu như trong quá trình chiến đấu, căn bản chưa kịp thương thế khôi phục, chỉ sợ cũng sẽ bị kẻ địch cho giết chết. Diệp Thần Phong vẫn tương đối coi trọng thần huyết quyết bên trong là bất tử kim thân, mặc kệ thương thế có nghiêm trọng, bất tử kim thân khôi phục thương thế đều chỉ cần chớp mắt thời gian. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Tả Phi Bạch trước tiên kích động lấy đi 1 viên, sau đó Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên cũng lấy đi còn dư lại 2 viên. Vừa vặn Du Thủy Giao là quá mức kích động, người đã quên những đan dược này là Diệp Thần Phong luyện chế rồi, bây giờ nghĩ đến thật là người quá mức khẩn trương rồi. Diệp Thần Phong nếu như yêu cầu sinh cốt tục mệnh đan lời nói, như vậy hắn là bất cứ lúc nào có thể luyện chế. Bất quá, Du Thủy Giao trong lòng vẫn là một trận đau lòng, đây chính là ngũ phẩm đan dược a hát. Nếu như sinh cốt tục mệnh đan trên đất huyền giới ra đời lời nói, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận bão táp. Địa huyền giới đã có bao lâu không có sinh ra ngũ phẩm luyện dược sư? Bây giờ địa huyền giới đừng nói là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Tại linh dược cốc trải qua công tử thần bí dằn vặt sau đó linh dược cốc bên trong chỉ còn dư lại nhị phẩm luyện dược sư rồi, có thể coi là tại công tử thần bí không có dằn vặt linh dược cốc trước đó, linh dược cốc bên trong đỉnh cấp luyện dược sư cũng chỉ có tứ phẩm. Phải biết trên đất huyền giới ngoại trừ linh dược cốc có thể bồi dưỡng được luyện dược sư bên ngoài, những thế lực khác hầu như đều không thể bồi dưỡng được luyện dược sư. Tả Phi Bạch tại đem 1 viên sinh cốt tục mệnh đan thu sau khi thức dậy. Hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, hắn là gương mặt lấy lòng nói, lão tổ tông, Phi Bạch liền biết ngài ngưu nhất tách ra rồi, ngài trước đó không phải tứ phẩm luyện dược sư sao? Ngài làm sao có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược? Diệp Thần Phong thuận miệng giải thích, ta vừa vặn lên cấp ngũ phẩm luyện dược sư không bao lâu. Tả Phi Bạch kích động sắc mặt đỏ lên, hắn hưng phấn nói, đây chính là trong truyền thuyết sinh cốt tục mệnh đan a hát. Không nghĩ tới ta Tả Phi Bạch cũng có thể thưởng thức được trong truyền thuyết ngũ phẩm đan dược tư vị. Diệp Thần Phong tức giận nhìn xem Tả Phi Bạch, nói ra, Phi Bạch, nếu như ngươi còn muốn thưởng thức một cái lời nói, ta có thể giúp ngươi một tay, ta hiện tại liền đem xương của ngươi lại đánh đoạn một lần. Tả Phi Bạch vội vàng nói, lão tổ tông, ta đây không phải tùy tiện nói một chút mà. Ta Tả Phi Bạch có thể có ngài già như vậy tổ tông. Này chỉ sợ là ta Tả Phi Bạch đời này tối chuyện may mắn rồi. Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, từ Diệp Thần Phong tại trong sơn cốc giết Kiều Đực Cường cùng Bàng Tinh Phàm, dọa đi Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ, hai người bọn họ trong lòng cũng đã đối Diệp Thần Phong sản sinh tò mò. Lý Nghiên Nghiên mặc dù là Xích Viêm Tông thủ tịch đại đệ tử, thế nhưng Xích Viêm Tông hai vị lão tổ không có đối với nàng nói qua bất kỳ Diệp Thần Phong kiểu như châu bỏ chỗ. Bây giờ khi biết Diệp Thần Phong chính là trong truyền thuyết ngũ phẩm luyện dược sư sau, Lý Nghiên Nghiên cùng Du Thủy Giao nhịp tim đều tăng nhanh, các nàng hay là không thể nói là đối Diệp Thần Phong sản sinh yêu thương, thế nhưng ngũ phẩm luyện dược sư thân phận này, hơn nữa còn là tại một tên hơn 20 tuổi thanh niên trên người, này làm cho bất kỳ cô gái nào đều sẽ tim đập thình thịch, đây là một loại cường giả mị lực. Tại Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên trong đôi mắt, Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ là được phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Thanh thuần khả nhân Du Thủy Giao, người cong lên thủy nhuận môi, người đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Thần Phong, âm thanh mềm mại nói, Diệp đại ca, người nói chúng ta có phải không bằng hữu? Người ta vì ngươi,
nhưng là ngay cả mình tông môn người cũng không để ý rồi. Vóc người nóng nảy Lý Nghiên Nghiên, người đang do dự chỉ chốc lát sau, người cũng nhăn nhăn nhó nhó nói ra, lão tổ tông, ta là của ngài vãn bối, ngài có thể hay không đáp ứng vãn bối một yêu cầu. Này Lý Nghiên Nghiên vẫn đối với xưng hô Diệp Thần Phong vì lão tổ tông là cực kỳ chống lại, giờ khắc này, người dĩ nhiên kiều. Thẹn thùng chủ động gọi Diệp Thần Phong vì lão tổ tông. Chương 1704, bốn tòa dị biến lên trời các. Diệp Thần Phong nhìn xem thay đổi thái độ Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên, hắn cười nói, hai người các ngươi không bệnh chứ? Tả Phi Bạch ở một bên cười nói, lão tổ tông, hai người bọn họ mới không bệnh đây. Ta nhìn các nàng là coi trọng lão tổ tông ngài, đỉnh, điểm. Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên gò má đồng thời hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp không khỏi mạnh mẽ chừng mắt liếc Tả Phi Bạch, hai người bọn họ tạm thời vẫn không có đối Diệp Thần Phong sản sinh yêu thương. Chỉ là Diệp Thần Phong ngũ phẩm thân phận của luyện dược sư quá hấp dẫn người, tại trên con đường tu luyện, đan dược tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên tự nhiên là bởi vì Diệp Thần Phong luyện dược sư thân phận, hai người bọn họ mới buông xuống sự căng thẳng của nữ nhân. Diệp Thần Phong tự nhiên cũng nhìn ra Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên tâm tư rồi, hắn thuận miệng nói ra các ngươi vẫn là cho ta bình thường một chút đi. Nếu như về sau ta tâm tình tốt, như vậy ta có lẽ sẽ cho các ngươi luyện chế một ít đan dược. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong lại nhìn xem Du Thủy Giao, trong đầu hắn suy nghĩ là quay vòng lên, địa huyền giới U Minh quỷ vực bên trong ma đạo dục già dục dịch, mà đế huyết thiên lại muốn thức tỉnh rồi, e sợ lần này hắn từ Long Nguyên bí cảnh sau khi rời đi, địa huyền giới cũng đã rơi vào trong hỗn loạn rồi. Tuy rằng Diệp Thần Phong hỗn độn trong nhẫn có một thế giới nhỏ, thế nhưng hắn nhưng không có ý định đem hết thảy người quen biết toàn bộ đưa vào bên trong tiểu thế giới. Hắn hỗn độn nhẫn bí mật này còn chưa thể tiết lộ. Một khi tiến vào bên trong tiểu thế giới người, Diệp Thần Phong liền sẽ không dễ dàng để cho bọn họ rời khỏi. Đương nhiên Diệp Thần Phong nữ nhân và người thân là ngoại lệ. Lần sau, Diệp Thần Phong không phải là một cái yêu thích tránh né người. Nếu như gặp phải bất cứ chuyện gì đều yêu thích trốn, như vậy Diệp Thần Phong làm sao ở về mặt thực lực nhanh chóng tăng lên. Hắn Diệp Thần Phong sẽ không chủ động đi chọc ma đạo tông môn, nhưng mà nếu như đối phương muốn vời chọc giận hắn, như vậy hắn cũng tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Lần này các loại rời đi Long Nguyên bí cảnh sau, Diệp Thần Phong cũng dự định đưa hắn thế tục giới người thân cùng nữ nhân toàn bộ nhận được địa huyền giới đến rồi. Nếu như ma đạo chọc Diệp Thần Phong lời nói, như vậy tại không trốn hỗn độn nhẫn điều kiện tiên quyết, Diệp Thần Phong liền muốn kéo một ít đồng minh. Như vậy hắn mới có đối kháng ma đạo tư bản, đến lúc đó hải tộc, Vân Tiên Tông cùng Lạc Nhật Đảo nhất định có thể trở thành Diệp Thần Phong trợ lực. Bất quá, này cỗ trợ lực còn chưa đủ cường hãn, nếu như có thể hợp tác với Thiên Âm Môn, này ngược lại là cực kỳ tốt. Du Thủy Giao thấy Diệp Thần Phong liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình không nói lời nào. Gò má của nàng đỏ rực rất là mê người, người nhỏ giọng nói, Diệp Thần Phong, ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không thích ngươi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, Du Thủy Giao, ngươi không nên suy nghĩ lung tung, ta mới vừa nghĩ đến một chuyện, các loại rời đi Long Nguyên bí cảnh sau. Ma đạo tông môn khẳng định đã nhiễu loạn địa huyền giới rồi. Đến lúc đó ta còn cần minh hữu, chờ ngươi rời đi Long Nguyên bí cảnh sau, ngươi có thể hỏi một chút sư phụ của ngươi, các ngươi Thiên Âm Môn có nguyện ý hay không tiếp tục làm minh hữu của ta. Diệp Thần Phong tuy nhiên đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Nếu như thân phận này để địa huyền giới người biết, e sợ rất nhiều người đều sẽ muốn đem Diệp Thần Phong khống chế lại, để Diệp Thần Phong đến vì bọn họ tông môn luyện chế đan dược. Trải qua lúc trước tiếp xúc, Diệp Thần Phong cảm thấy Thiên Âm Môn Tô Băng Vân vẫn là một cái phi thường hết lòng tuân thủ cam kết người. Này Thiên Âm cửa thế lực khẳng định cũng không yếu, có Thiên Âm Môn tại thêm vào cùng Diệp Thần Phong giao hảo những tông môn kia. Như vậy đây chính là nhất cổ không kém thế lực rồi. Du Thủy Giao không nghĩ tới Diệp Thần Phong nói là sự tình này, gò má của nàng là đỏ càng thêm lợi hại rồi, người có chút tức giận trừng mắt Diệp Thần Phong, nói ra ta sẽ nói cho sư phụ ta hiện tại rất hiếu kỳ ngươi thân phận chân chính. Lẽ nào ngươi và Linh Dược Cốc có quan hệ? Diệp Thần Phong phủ nhận nói, của ta chế thuốc chi thuật cùng Linh Dược Cốc trong lúc đó dám quan hệ cũng không có. Được rồi, nếu Phi Bạch Thương thế cũng khôi phục. Như vậy chúng ta bây giờ lập tức chạy về lên trời cắt đi. Thấy Diệp Thần Phong không muốn nhiều lời,
dù Thủy Giao cũng thức thời không có hỏi nhiều. Diệp Thần Phong bọn bốn người rời đi sơn động sau, bọn hắn liền lần nữa chạy đi rồi. Nơi này khoảng cách Diệp Thần Phong biết tòa kia lên trời các vẫn có một khoảng cách. Hai ngày sau, Diệp Thần Phong đám người là thuận lợi đi tới nằm ở trong sa mạc tòa kia lên trời trước các. Diệp Thần Phong là không kịp chờ đợi đi vào lên trời các bên trong, căn cứ trước đó Xích Viêm Tông hai vị lão tổ từng nói, tại Long Nguyên trong bí cảnh tổng cộng có 4 tòa lên trời các. Mà thu được Long tộc truyền thừa then chốt liền ở lên trời trong các. Diệp Thần Phong trước đó tại Long Thần Điện tầng thứ 2 lấy được cuộn tranh, đang vẽ trục cuối cùng để lại 3 tiểu câu nói. Lên trời các. Mở ra đường lên trời. Thu được Long tộc truyền thừa. Diệp Thần Phong lại đi tiến lên trời trong các sau, hắn liền bắt đầu nghiên cứu cẩn thận lên trời trong các mỗi một tấc không gian. Mà Du Thủy Giao, Lý Nghiên Nghiên cùng Tả Phi Bạch ba người này, bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong đang làm gì. Nhưng, bọn hắn nhìn ra Diệp Thần Phong tại làm việc, cho nên bọn hắn cũng không có đi quấy rầy Diệp Thần Phong rồi, mà là tại một bên yên lặng nhìn xem. Này lên trời các tổng cộng có tầng 3. Lại qua 3 ngày, Diệp Thần Phong đem lên trời các tầng 3 toàn bộ cẩn thận nghiên cứu khắp cả, nhưng hắn nhưng vẫn là không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, này làm cho trong lòng của hắn là buồn khổ cực kỳ. Trong miệng tự nói chẳng lẽ nói thu được Long tộc truyền thừa biện pháp, tại mặt khác 3 tòa lên trời trong các. Trong 3 ngày qua, dù Thủy Giao, Lý Nghiên Nghiên cùng Tả Phi Bạch ba người này, bọn hắn cũng đều không hề rời đi lên trời các, bây giờ bọn hắn nghiễm nhiên là coi Diệp Thần Phong là làm là người tâm phúc rồi. Diệp Thần Phong từ lên trời các tầng thứ 3 đi trở về tầng thứ nhất, dù Thủy Giao đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong đi xuống sau đó ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Mà Diệp Thần Phong lại không có chút nào phát giác, lông mày của hắn nhíu thật chặt, hắn ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, hai người các ngươi cũng không có phát hiện chỗ đặc thù sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, trong 3 ngày này, ta cùng lão Hắc cũng một mực tại nghiên cứu chỗ này lên trời các, chúng ta cũng nhìn không ra nơi này chỗ đặc thù, trừ phi nơi này chỗ đặc thù được lực lượng nào đó cho ẩn giấu đi rồi. Tại lên trời trong các là không cho phép chém giết. Một khi chém giết, liền sẽ gặp phải sức mạnh thần bí đánh giết, cho nên lên trời trong các bình thường sẽ không tồn tại tiên huyết, cho nên ta cùng lão Hắc hoài nghi, cần dùng máu tươi của ngươi, mới có thể đem chỗ này lên trời các chỗ đặc thù hiển lộ ra. Ngươi trước tại mỗi một tầng thượng đều lưu lại máu tươi của ngươi, nếu như cái biện pháp này cũng không được, như vậy ta cùng lão Hắc cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Khi nghe đến lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong trực tiếp đem bàn tay của chính mình bị rạch rách rồi, hắn trước tiên ở tầng thứ nhất trên mặt đất giọt một bãi lớn vết máu, tại Tả Phi Bạch đám người ánh mắt nghi hoặc trong, Diệp Thần Phong lại đi lên tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, đồng dạng tại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba trên mặt đất nhỏ xuống một bãi lớn vết máu. Sau đó, Diệp Thần Phong lại trở về tầng thứ nhất. Tả Phi Bạch các loại trong lòng người tuy rằng nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Diệp Thần trịnh trọng biểu lộ. Bọn hắn vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng. Diệp Thần Phong tại tầng 3 trên mặt đất đều giọt một bãi lớn tiên huyết, nhưng nơi này lại vẫn là không có thay đổi, trong lòng của hắn một trận thất vọng. Mà chính lúc lão Bạch cùng lão Hắc cũng thở dài một hơi thời điểm. Tầng thứ nhất trên mặt đất tiên huyết lại đang ngưng tụ lên. Đồng dạng tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 tiên huyết cũng đang ngưng tụ. Sát theo đó, ngưng tụ tiên huyết cuối cùng tự mình nổ tung. Ở trong không khí biến thành một vũng máu sương mù. Tại huyết phụ hình thành trong nháy mắt. Tầng 3 trên mặt đất toàn bộ hiển lộ ra một cái phức tạp trận pháp, này 3 cái trận pháp đồng thời vận chuyển. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 3 cái trận pháp, chúng nó đều là tại cùng một vị trí. Theo, này 3 cái trận pháp vận chuyển, từ trong đó bạo phát ra nhất cổ khiến người ta sởn cả tóc gáy sức mạnh, đồng thời nhất cổ chói mắt ánh sáng màu trắng cũng từ trong đó phóng lên trời. Một đạo cự đại cột sáng màu trắng đột nhiên từ Diệp Thần Phong bọn hắn chỗ ở lên trời trong các sông hướng trên bầu trời. Theo, cái này một đạo to lớn cột sáng phóng lên trời. Tại Long Nguyên bí cảnh mặt khác 3 cái phương vị, dĩ nhiên cũng có 3 đạo cự đại cột sáng màu trắng phóng lên trời. 3 cái kia đồng dạng vọt lên cột sáng màu trắng phương vị, hẳn là mặt khác 3 tòa lên trời các vị trí. Diệp Thần Phong chỗ ở tòa này lên trời các biến hóa. Dĩ nhiên dẫn động mặt khác 3 tòa lên trời các biến hóa.
Này bốn tòa lên trời các vừa vặn là tại đông nam tây bắc này bốn cái phương vị. Phóng lên trời bốn cái to lớn quang sắc cột sáng lại đang trên bầu trời hội tụ lại với nhau. Sát theo đó, một đạo cực kỳ xa xôi mà lại thâm trầm tiếng rồng ngâm vang lên, đạo này tiếng rồng ngâm vang vọng chân trời, vang dội Long Nguyên bí cảnh mỗi một góc. Chương 1705, đường lên trời mở ra. Long Nguyên bí cảnh phía tây phương hướng, Thiên Huyền giới Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ, hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời. Mấy ngày nay hai người bọn họ một bên đang tìm kiếm Long Nguyên trong bí cảnh bảo vật, còn vừa đang tìm kiếm Diệp Thần Phong đám người tung tích đây. Nhưng hai người bọn họ chẳng những không có tìm đến bất kỳ bảo vật, thậm chí ngay cả Diệp Thần Phong tung tích của bọn họ cũng không có phát hiện. Giờ khắc này, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ hai người này, bọn hắn nhìn qua bốn cái phóng lên trời cột sáng, bên tai quanh quẩn đạo kia thâm trầm tiếng rồng ngâm, trên mặt bọn họ cuối cùng là hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ khoảng cách phía tây phóng lên trời cột sáng màu trắng gần nhất, hai người bọn họ tại liếc nhau một cái sau đó Trình Kình Thiên nói ra, xem ra chỗ này Long tộc tổ địa bên trong nói không chắc thật sự tồn tại Long tộc truyền thừa. Kim Văn Kỳ trước đó chịu thương cũng hoàn toàn khôi phục, hắn bình tĩnh trong con ngươi thì không cách nào che giấu kích động, hắn nói ra, Long tộc truyền thuyết tại chúng ta Thiên Huyền giới là quảng làm người biết, nếu như có thể thu được Long tộc truyền thừa. Một khi tương lai trưởng thành, e sợ toàn bộ Thiên Huyền giới đều sẽ nắm giữ ở trong tay chúng ta. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ nhanh chóng hướng về phía tây phóng lên trời cột sáng lao đi rồi. Mà cùng lúc đó, mặt phía bắc tòa kia vọt lên cột sáng màu trắng lên trời trong các. Diệp Thần Phong nhìn xem này trong chớp mắt kịch biến, hắn trừ khiếp sợ ra chính là kích động, xem ra Lão Bạch cùng Lão Hắc suy đoán không có sai. Cần dùng tiên huyết mới có thể đem lên trời trong các ẩn núp chỗ đặc thù hiển lộ ra. Dù sao lên trời trong các là không cho phép chém giết, có ai hội vô duyên vô cớ thanh gia của mình bị rạch rách đâu này. Coi như là bị thương người chạy vào lên trời trong các, để tiên huyết trong lúc vô tình đã rơi vào trên mặt đất, này cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì muốn để lên trời trong các chỗ đặc thù hoàn toàn hiển lộ ra, nhất định muốn tại vừa đến tầng 3 trên mặt đất toàn bộ nhỏ lên tiên huyết. Bình thường coi như là bị thương người tiến vào lên trời các, chuyện thứ nhất hay là tại lên trời các tầng dưới chót chữa thương, cho nên tuyệt đối không thể tại lên trời các tầng 3 toàn bộ nhỏ lên tiên huyết. Du Thủy Giao, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên ba người này, bọn hắn nhìn xem bất thình lình biến hóa, bọn hắn cảm thụ cột sáng màu trắng bên trong dọa người sức mạnh. Bọn hắn sợ đến là kinh hồn táng đảm, Diệp Thần Phong bay thẳng đến lên trời các tầng thứ 3 đi đến. Mà Tả Phi Bạch đám người là theo sát ở Diệp Thần Phong phía sau. Diệp Thần Phong đi tới tầng thứ 3 bên ngoài trên bình đài. Hắn nhìn xem mặt khác ba cái phương vị đồng dạng phóng lên trời cột sáng màu trắng. Hắn biết e sợ Trình Kình Thiên đám người tuyệt đối cũng phát hiện này động tính cực lớn rồi. Xem ra Long tộc truyền thừa có người muốn đến cùng hắn tranh đoạt. Bất quá, Diệp Thần Phong đã đem Long tộc truyền thừa coi vì đồ đạc của mình rồi. Bất luận ai cũng đừng hòng muốn cướp đi cơ duyên của hắn. Đang vang vọng chân trời đạo kia tiếng rồng ngâm dần dần tiêu tan sau. Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ Long Nguyên bí cảnh trong không khí chứa đựng long khí là càng thêm thịnh vượng. Tại Diệp Thần Phong trong đầu như có điều suy nghĩ thời điểm. Hắn chỗ ở lên trời các, đạo kia phóng lên trời cột sáng màu trắng, bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Theo, to lớn cột sáng màu trắng lay động, bốn phía mặt đất cũng bắt đầu rung động rồi. Cột sáng màu trắng lay động càng lợi hại, mặt đất cũng rung động càng lợi hại, phảng phất là động đất bình thường. Tả Phi Bạch, Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên đứng ở Diệp Thần Phong phía sau, ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Bọn hắn biết lên trời các biến hóa là Diệp Thần Phong làm ra, bọn hắn trong con ngươi nghi hoặc là càng thêm nồng nặc, bọn hắn không biết Diệp Thần Phong đến cùng đang làm gì. Thế nhưng, Tả Phi Bạch ba người làm ăn ý không có đi quấy rầy Diệp Thần Phong. Chỉ là sau lưng Diệp Thần Phong đứng yên tĩnh, to lớn cột sáng màu trắng lay động phạm vi càng lúc càng lớn, mà mặt đất rung động cũng càng ngày càng kịch liệt, Diệp Thần Phong cảm giác được to lớn cột sáng màu trắng thật giống tại bành trướng. Trong đó có một cổ lực lượng cường đại yếu thả ra ngoài. Tại Diệp Thần Phong vừa vặn có loại cảm giác này thời điểm. Oanh, 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 tiếng nổ lớn, vang vọng ở bên trong đất trời. Diệp Thần Phong bọn hắn chỗ ở lên trời các to lớn cột sáng màu trắng xảy ra nổ tung, cuồng bạo mãnh liệt năng lượng từ trong đó tràn ngập ra,
đồng thời nhất cổ tia sáng chói mắt cũng từ bên trong bắn ra, để Diệp Thần Phong đám người trong nháy mắt không mở mắt ra được rồi. Từ cột sáng màu trắng bên trong bộc phát ra năng lượng quá cường đại, thậm chí Diệp Thần Phong cảm giác chỉ cần trong đó một tia năng lượng đánh vào trên người hắn. Hắn chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp mất mạng, đồng dạng nhắm hai mắt lại Tả Phi Bạch, Dụ Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên ba người này, bọn hắn cảm thụ chu vi bừa bãi tàn phá khủng bố năng lượng. Sắc mặt của bọn họ đều trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh, thân thể tại tia sáng chói mắt bên trong run lẩy bẩy. Ước chừng sau 10 phút, cuồng bạo khủng bố năng lượng chậm rãi tiêu tán, tia sáng chói mắt cũng đã biến mất. Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt ra, con mắt của hắn là trong nháy mắt chừng lớn. Mà Tả Phi Bạch, Dụ Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên ba người này, bọn hắn cũng mở mắt ra, bọn hắn là may mắn vừa vặn năng lượng tuy rằng khủng bố cùng cuồng bạo, lại không có chút nào xúc phạm tới bọn hắn, chuyện này quả thật quá may mắn. Mà khi Tả Phi Bạch ba người chậm rãi thích ứng tia sáng, nhìn về phía trước bình đài phương thời điểm, ba người bọn hắn ánh mắt trợn lên so với Diệp Thần Phong còn lớn hơn, trên mặt các loại vẻ mặt là biến hóa liên tục, thậm chí ngay cả miệng cùng trong lỗ mũi hô hấp đều tạm thời ngừng lại rồi. Vừa vặn cột sáng màu trắng nổ tung, từ đó lao ra cuồng bạo năng lượng, không có đem chu vi sự vật phá hỏng. Thế nhưng, tại bình đài bên ngoài lại xuất hiện từng cái to lớn màu trắng cầu thang, những này cầu thang từng tầng đi về trên bầu trời. Hướng về trên bầu trời hai vầng mặt trời nhìn tới, chỉ thấy này từng cái to lớn cầu thang trực tiếp đâm vào trong tầng mây, cũng không biết này to lớn cầu thang rốt cuộc là đi về nơi nào. Diệp Thần Phong tại thoáng phục hồi tinh thần lại sau đó hắn lập tức đã minh bạch mới vừa từ cột sáng màu trắng bên trong bộc phát ra khủng bố năng lượng, chỉ sợ sẽ là hình thành những này to lớn cầu thang khởi nguồn rồi. Diệp Thần Phong lại hướng về mặt khác ba cái vọt lên cột sáng màu trắng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia ba phương hướng cột sáng màu trắng cũng đã biến mất, đồng dạng là nhiều hơn từng cái cầu thang, liên đới Diệp Thần Phong bên này cầu thang, này đông nam tây bắc bốn cái phương vị cầu thang toàn bộ đều là đi về trên bầu trời. Lên trời các, mở ra đường lên trời, thu được long tộc truyền thừa, này ba tiểu câu nói lại tại Diệp Thần Phong trong đầu hiện lên. Hiện tại Diệp Thần Phong hầu như có thể khẳng định trước mặt chính là cái gọi là đường lên trời rồi. Bây giờ đường lên trời đã mở ra, e sợ phải đi qua này đường lên trời mới có thu được long tộc truyền thừa khả năng. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn phía sau tràn ngập nghi ngờ Tả Phi Bạch ba người, hắn cũng không hề giải thích quá tỉ mỉ, chỉ là mơ hồ nói ra, ta trước đó phát hiện này lên trời trong các ẩn dấu bí mật, trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, ta rốt cục đem bí mật này phát hiện, chỉ cần đi qua này đi về trên bầu trời cầu thang, hẳn có thể thu được một loại nào đó cổ lão truyền thừa. Diệp Thần Phong cũng không hề nói tường tận có thể lấy được chính là long tộc truyền thừa. Dụ Thủy Giao nhìn xem đi về trên bầu trời, nhìn không thấy đầu to lớn cầu thang, người điều chỉnh một cái tâm tình của chính mình, nàng nói, Diệp Thần Phong, người yên tâm, cái này truyền thừa là ngươi phát hiện, ta sẽ không ham muốn đồ vật của ngươi. Sau đó, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên cũng lập tức tỏ rõ thái độ rồi, bọn hắn cũng sẽ không ham muốn Diệp Thần Phong phát hiện cái này truyền thừa. Diệp Thần Phong ngược lại là cực kỳ không sao cả, hắn nhìn ra được này đi về giữa bầu trời cầu thang cực kỳ không bình thường, cũng không phải bất luận người nào đều có thể đi lên. Hắn mở miệng nói, ta tùy cho các ngươi, nếu như các ngươi cũng muốn đi lên xem một chút lời nói, ta cũng sẽ không phản đối, ta vẫn là vô cùng đối với tin nhân phẩm của các ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, Dụ Thủy Giao, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên vi vi vui vẻ. Tuy rằng bọn hắn sẽ không ham muốn Diệp Thần Phong phát hiện truyền thừa, nhưng là trong lòng bọn họ đối cái này truyền thừa hiếu kỳ vô cùng, bọn hắn thuần túy chỉ muốn đi theo đi lên xem một chút, cũng không tồn tại còn lại bất kỳ tâm tư. Trong ba người, Tả Phi Bạch cùng Diệp Thần Phong là quen thuộc nhất, hắn biết mình vị lão tổ tông này tính khí, hắn lập tức cười nói, lão tổ tông, cái kia Phi Bạch ta liền cũng đi theo đi lên xem một chút. Dụ Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên cũng lần lượt gật đầu. Các nàng xem đi về trên bầu trời cầu thang, các nàng thật sự là quá tốt kỳ này trên cầu thang rốt cuộc là tồn tại cái gì. Diệp Thần Phong trong lòng là lắc lắc đầu, hắn nhìn xem đi về giữa bầu trời từng cái to lớn cầu thang, hắn đoán chừng này cầu thang khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, bất quá, hắn không thể nói rõ, bằng không Dụ Thủy Giao đám người còn tưởng rằng Diệp Thần Phong không muốn để cho bọn hắn đi tới đây. Chương 1706, truyền thừa là thuộc về chúng ta.
Bốn cái đường lên trời tại đông nam tây bắc này bốn phương tám hướng hiện ra xuất hiện lúc đi ra. Vùng thế giới này giữ nhiều hơn một loại pháp tắc hạn chế. Đã hạn chế hết thảy phi hành thuật lực. Nói cách khác Diệp Thần Phong bọn người không thể thi triển ngự không năng lực phi hành rồi, đương nhiên Diệp Thần Phong linh khí vũ dực cũng thì không cách nào thi triển. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt từng cái đi về trên bầu trời cầu thang, hắn rốt cục bước ra bước chân, hắn nhảy lên cái thứ nhất cầu thang, nhưng tại hắn vượt trên cái thứ nhất cầu thang thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể của mình chìm xuống, nhất cổ trọng lực đặt ở trên người hắn. Quả nhiên cùng Diệp Thần Phong trước đó suy đoán như thế, này từng cái đi về trên bầu trời cầu thang không đơn giản. Diệp Thần Phong liếc nhìn sau lưng Du Thủy Giao đám người, nói ra, tại bước lên cầu thang trước đó, các người yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đang nhắc nhở một câu sau đó Diệp Thần Phong liền tiếp tục cất bước rồi, mỗi lần bước ra một bước, đến mặt trên một cái cầu thang thời điểm, trọng lực liền sẽ tăng thêm một phần, này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi nhíu nhíu mày, này từng cái cầu thang trông không đến phần cuối, muốn thông qua nhiều như vậy cầu thang, trong này độ khó là không cách nào tưởng tượng, xem ra hắn còn đánh giá thấp những này cầu thang. Tả Phi Bạch, Dụ Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên ba người này, bọn hắn nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn phân biệt thận trọng nhảy lên cầu thang, tại nhảy lên cái thứ nhất cầu thang sau đó Tả Phi Bạch ba người mới biết Diệp Thần Phong trong lời nói ý tứ. Trong đó Dụ Thủy Giao ngược lại là vẫn được, dù sao Dụ Thủy Giao thực lực muốn so Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên mạnh hơn rất nhiều. Diệp Thần Phong lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói ra các ngươi không nên miễn cưỡng chính mình, nếu như đi không được, như vậy liền đường cũ trở về. Tại lên trời trong các chờ ta. Nói xong, Diệp Thần Phong liền lần nữa đi lên cất bước rồi, Dụ Thủy Giao ba người tại liếc nhau một cái sau đó bọn hắn cũng tiếp tục cất bước đi lên, nhìn xem này không thể nhìn thấy phần cuối cầu thang, ba người bọn họ mặc dù biết chính mình không có khả năng lắm đi tới phần cuối. Nhưng này cầu thang không thể nghi ngờ là một loại không sai phương thức tu luyện, bọn hắn dự định nhìn xem chính mình cực hạn ở nơi nào. Dụ Thủy Giao, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên ba người này, bọn hắn theo sát ở Diệp Thần Phong phía sau. Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên tại đi theo 30 cầu thang sau đó tốc độ của bọn họ rõ ràng cho thấy chậm lại, chỉ có thể mắt thấy Diệp Thần Phong cùng Dụ Thủy Giao cùng giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa. Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên là một trận cười khổ, thực lực của bọn họ vẫn là quá yếu rồi. Mà Dụ Thủy Giao theo Diệp Thần Phong đi rồi 100 cầu thang sau. Người trong lỗ mũi khí tức cũng chậm chậm trở nên rối loạn lên, trên người là hương. Mồ hôi tràn trề, người cảm thụ trên người càng ngày càng nhiều trọng lực, nhìn xem Diệp Thần Phong vẫn cứ tại không nhanh không chậm đi lên cất bước, khóe miệng nàng cũng lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Người biết nàng và Diệp Thần Phong ở giữa khoảng cách sớm muộn hội kéo ra. Tuy rằng Dụ Thủy Giao vẫn có thể kiên trì một quãng thời gian, thế nhưng đến phần cuối cơ hồ là không có bất kỳ hy vọng. Dụ Thủy Giao cũng không lại xính cường rồi, người hướng về phía Diệp Thần Phong hô chúng ta ở phía dưới lên trời các chờ ngươi. Diệp Thần Phong cũng không quay đầu, hắn chỉ là hướng về phía sau mình khoát tay áo một cái, hắn vẫn cứ vùi đầu đi tới. Diệp Thần Phong quần áo trên người cũng bị mồ hôi cho thấm ướt. Theo, mỗi vượt cái trước cầu thang, trên người trọng lực liền tăng thêm một phần. Diệp Thần Phong hai chân giơ lên tốc độ cũng chậm lại. Diệp Thần Phong đem trên lưng dỉ xét loang lổ thanh vân kiếm lấy xuống, tại đem thanh vân kiếm thu nhập trong túi càn khôn sau. Diệp Thần Phong trên người đột nhiên nhẹ đi, hai chân bước ra tốc độ lại khôi phục bình thường. Dù sao thanh vân kiếm trọng lượng là không thể nghi ngờ. Không có thanh vân kiếm trọng lượng áp chế sau đó Diệp Thần Phong đương nhiên là trở nên dễ dàng không ít. Giữa bầu trời hai vòng lửa nóng thái dương thiêu nướng Diệp Thần Phong. Kèm theo Diệp Thần Phong càng chạy càng cao, hắn và hai vầng mặt trời khoảng cách cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, hắn cảm giác được nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao. Thời gian từ từ trôi qua. Ban ngày cùng đêm tối qua lại luân phiên. Hai ngày thoáng qua liền qua. Hai chân đạp ở trên bậc thang Diệp Thần Phong, hắn hướng về phía dưới nhìn tới, hắn đã không nhìn thấy phía dưới lên trời các. Diệp Thần Phong giờ khắc này chỗ ở độ cao đã phi thường cao. Hắn đã sớm tại 3 tiếng trước xuyên qua tầng mây. Diệp Thần Phong cả người một mực dường như mới vừa từ trong hồ nước mò đi ra ngoài bình thường. Hai chân của hắn bên trong phảng phất được tưới chì, tại này 2 ngày thời gian bên trong.
hắn mỗi đi 5 tiếng, hắn liền sẽ nghỉ ngơi 1 giờ. Thật sự là càng đi lên, trọng lực càng lớn, cho tới hôm nay Diệp Thần Phong mỗi lần bước ra một bước, hắn đều cần tiêu tốn tốt mấy phút. Cũng may, Diệp Thần Phong nhục thân cường độ cũng đã đến luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, bằng không trọng lực e sợ sẽ đem xương của hắn đều đập vụn. Mồ hôi trán chảy vào trong hốc mắt, gò má mồ hôi chảy vào trong miệng, Diệp Thần Phong trong miệng là thở hổn hển, hắn hướng về phía trên nhìn tới, hắn vẫn là trông không đến cầu thang phần cuối. Có thể thành trong truyền thuyết long tộc truyền thừa, Diệp Thần Phong là cắn chặt hàm răng, hắn tiếp tục dường như ốc sên bình thường bước ra bước chân. Này đông nam tây bắc bốn cái đường lên trời càng đi lên, cách nhau khoảng cách lại càng gần, bất quá, này bốn cái đường lên trời đều bị lực lượng nào đó cho bao phủ rồi, Diệp Thần Phong chút nào không nhìn thấy còn lại đường lên trời thượng cảnh tượng, mặc dù không cách nào nhìn thấy còn lại đường lên trời thượng cảnh tượng. Thế nhưng hắn hầu như có thể khẳng định Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ chỉ sợ cũng đã bước lên đường lên trời. Lại qua sau 5 tiếng, Diệp Thần Phong cũng không biết vượt qua bao nhiêu cái cầu thang rồi, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình nhẹ đi, trên người trọng lực dĩ nhiên vô ảnh vô tung biến mất rồi, dưới chân hắn bước chân suýt chút nữa một cái không đứng vững đây. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong đầu ý thức có phần mơ mơ màng màng, thật sự là được trọng lực áp chế quá mức rồi. Nhưng mà, chính lúc Diệp Thần Phong yếu thở ra một hơi thời điểm. Oanh! Một tiếng. Nhất cổ năng lượng bàng bạc hướng về Diệp Thần Phong cực kỳ mãnh liệt tấn công tới, ý thức có phần mơ hồ Diệp Thần Phong, trong đầu hắn tư duy chậm một nhịp. Một tiếng. Này cỗ năng lượng bàng bạc vọt thẳng đánh vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong trên người nhất thời tuôn ra một đoàn lại một đoàn xương máu. Đau đớn để ý thức của hắn trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Được này cỗ năng lượng bàng bạc tấn công một đòn, Diệp Thần Phong thân thể lập tức được nguồn sức mạnh này hướng về bên cạnh phóng đi. Tuy rằng từng cái cầu thang đều cực kỳ to lớn, thế nhưng nguồn năng lượng này xung kích quá mạnh, trực tiếp đem Diệp Thần Phong lao ra khỏi cầu thang bên ngoài. Phi hành thuật lực bị hạn chế ở, Diệp Thần Phong thì không cách nào thi triển bay trên trời được rồi. Mắt thấy Diệp Thần Phong thân thể liền muốn rơi xuống, hắn không lo được trên người kịch liệt đau đớn, bên trong thân thể của hắn linh khí đột nhiên hướng bên ngoài hiện lên, những linh khí này tạo thành nhất cổ lực đẩy, cuối cùng Diệp Thần Phong bàn tay hiểm mà lại hiểm bắt được cầu thang biên giới. Chu vi gió lạnh thổi qua, Diệp Thần Phong nhìn xem phía dưới, con mắt của hắn căn bản không nhìn thấy mặt đất, nếu như cứ như vậy té xuống, như vậy e sợ cơ thể hắn cường độ cũng mặc kệ dùng. Diệp Thần Phong sau lưng một trận mồ hôi lạnh, hắn cầm lấy cầu thang biên giới, hắn về tới trên cầu thang, ngực của hắn là máu thịt be bét, bộ ngực hắn xương nứt gãy tận mấy cái, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, nhìn qua đi về phía trên cầu thang, hắn nhất thời cảm giác con đường phía trước không rõ, bất quá, hắn hiện tại chỉ có thể cắn răng đi lên rồi. Cùng lúc đó, chính như Diệp Thần Phong sở liệu, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ cũng đã sớm bước lên cái khác đường lên trời, bọn hắn vừa vặn đi qua đường lên trời trọng lực khu vực. Bọn hắn đang đi ra trọng lực khu vực thời điểm, bọn hắn đồng dạng là nhận lấy đột nhiên xuất hiện sức mạnh công kích. Bất quá, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ dù sao cũng là thiên huyền giới người, hơn nữa thực lực chân chính của bọn họ cũng rất xa vượt qua tạo hóa cảnh, hai người bọn họ là hiểm mà lại hiểm tránh thoát công kích. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ quần áo trên người cũng bị ướt đẫm mồ hôi, dù sao thực lực của bọn họ vẫn là chỉ có thể áp chế ở tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Trình Kình Thiên cười lạnh nói tiểu tử kia khẳng định cũng là đi lên mặt khác cầu thang, lấy thực lực của hắn, hắn là chắc chắn phải chết rồi, chỉ tiếc không thể tự tay giết hắn rồi. Nơi này long tộc truyền thừa nhất định là thuộc về chúng ta, chỉ là một chỗ huyền giới tiểu tử cũng dám đến cùng chúng ta tranh đấu. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ tại trong sơn cốc sở dĩ sẽ bị Diệp Thần Phong dọa đi, bọn họ là sợ sệt Diệp Thần Phong thả ra thiên lôi, nhưng căn cứ hai người bọn họ suy đoán, Diệp Thần Phong có thể thả ra thiên lôi có hạn, thậm chí là không cách nào nữa phóng thích thiên lôi rồi, bằng không trước đó Diệp Thần Phong cũng sẽ không trơ mắt nhìn hai người bọn họ rời khỏi. Chương 1707, điều này sao có thể? Diệp Thần Phong chỗ ở đường lên trời thượng. Diệp Thần Phong hai chân đứng ở trên cầu thang, hắn từ từ điều chỉnh hô hấp của mình, hắn chỉ là để ngực máu thịt be bét đã ngừng lại huyết, hắn chả không có ý định dùng sinh cốt tục mệnh đan.
Sớm biết đường lên trời sẽ như thế hung hiểm, hắn thì sẽ không thanh mặt khác ba viên sinh cốt tục mệnh đan cho Du Thủy Giao bọn họ, hắn có thể đợi đến rời đi Long Nguyên bí cảnh sau, hắn tại một lần nữa giúp Du Thủy Giao bọn hắn luyện chế một lần đan dược, tính làm bọn hắn cung cấp linh thảo báo đáp. Bất quá, bây giờ muốn những chuyện này cũng hết tác dụng rồi, Diệp Thần Phong trên người chỉ có một viên sinh cốt tục mệnh đan rồi, về phần còn lại phẩm chất thấp lần chữa thương đan dược, tại bị thương nặng thời điểm không được tác dụng quá lớn, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của mình, cho nên còn lại cấp thấp lần liệu thương đan dâm bổn thượng là vô dụng. Cũng may Diệp Thần Phong vẫn có thể thi triển bất tử kim thân, trước đó theo thực lực của hắn tăng lên, trong cơ thể hắn tiêu hao thần huyết đã sớm khôi phục, hơn nữa còn có nhất định phạm vi dâng lên, hắn bây giờ có thể liên tục thi triển 4 lần là bất tử kim thân. Này bất tử kim thân so với bất kỳ chữa thương đan dược đều phải tới cường hãn, chỉ cần có một hơi tại, Diệp Thần Phong thương thế là có thể trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Bây giờ Diệp Thần Phong chỉ là ngực bị thương nhẹ, gãy rồi vài cái xương, hắn vẫn có thể kiên trì một quãng thời gian, nếu như bây giờ dùng sinh cốt tục mệnh đan liền quá lãng phí một điểm, hắn tính toán đợi thương thế tại nghiêm trọng một chút thời điểm, hắn lại dùng trên người duy nhất một viên sinh cốt tục mệnh đan. Tuy rằng trên người trọng lực hoàn toàn biến mất rồi, thế nhưng Diệp Thần Phong biết đi lên con đường, đem so với trọng lực khu vực càng thêm gian nan, hắn hầu như có thể khẳng định như vừa vặn đột nhiên xuất hiện công kích. Sau vẫn là sẽ không ngừng xuất hiện, Diệp Thần Phong nhẫn nhịn ngực một loạt đau đớn, trong đầu hắn tinh thần cao độ tập trung, hắn tại đem tâm tình điều chỉnh sau đó đi tới. Hắn tiếp tục đi lên bước ra bước chân, quả nhiên cùng Diệp Thần Phong suy đoán không có bất kỳ ra vào. Mỗi khi Diệp Thần Phong đi lên bước ra một bước, đến mặt trên một cái cầu thang thời điểm, hắn liền sẽ lập tức chịu đến nhất cổ dâng trào sức mạnh công kích, hơn nữa hắn càng đi lên đi, bị lực công kích lại càng lớn, công kích bao trùm phạm vi cũng đang càng lúc càng lớn. Khởi điểm Diệp Thần Phong vẫn có thể khoảng chừng tránh né, về sau lực công kích bao trùm toàn bộ cầu thang. Diệp Thần Phong chỉ có thể dùng được thân thể đi ngăn cản. Tại lại dùng thân thể ngăn cản một làn sóng dâng trào sức mạnh công kích sau đó Diệp Thần Phong rốt cục không cách nào từ mặt đất đứng lên rồi, Diệp Thần Phong là co quắp ngồi ở trên cầu thang. Trên người hắn che kín vết thương, hắn biết không có thể còn tiếp tục như vậy rồi, trên người rất nhiều xương đều đứt gãy, hắn không chút do dự đem duy nhất một viên sinh cốt tục mệnh đan nuốt vào trong bụng. Tại đem sinh cốt tục mệnh đan sau khi ăn vào, Diệp Thần Phong thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại. Hắn biết sinh cốt tục mệnh đan khôi phục là không thể đủ cùng bất tử kim thân so sánh, dù sao sinh cốt tục mệnh đan cũng là có cực hạn, một sợ quá rồi cực hạn này, có phần thương thế liền sinh cốt tục mệnh đan cũng không cách nào khôi phục. Mà không chết kim thân nhưng không như thế rồi, chỉ cần có một hơi tại, mặc kệ vết thương nặng đến đâu thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Diệp Thần Phong ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi mấy phút, để sinh cốt tục mệnh đan dược lực hoàn toàn phát huy ra. Diệp Thần Phong phát hiện mỗi đi cái trước cầu thang, hắn chỉ sẽ phải chịu một lần sức mạnh công kích. Chỉ cần tránh thoát lần này sức mạnh công kích, hoặc là đem hắn chịu đựng xuống. Như vậy ở cái này trên bậc thang liền sẽ không được đến lần thứ hai sức mạnh công kích. Tại sinh cốt tục mệnh đan dược lực hoàn toàn phát huy ra sau đó Diệp Thần Phong thương thế trên người cũng hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn qua phía trên từng cái cầu thang, tuy rằng hắn vẫn có thể thi triển 4 lần là bất tử kim thân. Nhưng hắn vẫn là không biết phần cuối ở nơi nào. Hắn nhất định muốn nguyên vẹn lợi dụng được 4 lần là bất tử kim thân. Khôi phục thương thế Diệp Thần Phong, hắn tiếp tục hướng phía trước bước ra bước chân, đối mặt xông tới trước mặt sức mạnh công kích, đối mặt bao trùm toàn bộ cầu thang sức mạnh công kích, hắn là muốn tránh cũng không được, chỉ có thể dùng được thân thể của mình đi chịu đựng. Oanh! 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 Diệp Thần Phong là một lần lại một lần dùng thân thể đi ngăn cản dâng trào sức mạnh công kích, trên người hắn rất nhanh sẽ lại máu thịt be bét được rồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cũng không ngừng gãy vỡ. Bất quá, Diệp Thần Phong vẫn cứ tại cắn răng kiên trì, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông lao nhanh cực kỳ, hắn vừa muốn thừa nhận dâng trào sức mạnh công kích, hắn lại phải bảo đảm chính mình không bị lao ra cầu thang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng không biết Diệp Thần Phong lại đi lên bao nhiêu cái cầu thang. Cả người hắn không có một cái địa phương là hoàn hảo rồi, liền ngay cả trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, trong lỗ mũi khí tức là càng ngày càng suy yếu, tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn thi triển lần đầu tiên bất tử kim thân. Có ở đây không chết kim thân thi triển nháy mắt,
thương thế trên người hắn trong thời gian ngắn toàn bộ khôi phục lại. Một cái chớp mắt, một ngày lại qua rồi. Diệp Thần Phong tại trong ngày này lại thi triển hai lần là bất tử kim thân, bây giờ hắn chỉ có thể thi triển một lần cuối cùng là bất tử kim thân. Cả người máu me đầm đìa Diệp Thần Phong, con mắt của hắn nhìn qua phía trên, khóe miệng của hắn rốt cục lộ ra một vệt nhìn thấy hy vọng nụ cười. Chỉ thấy phía trước, chỉ cần lên trên nữa đi qua ước chừng 50 cầu thang, Diệp Thần Phong là có thể đến phần cuối. Tại đường lên trời phần cuối lơ lửng một mảnh to lớn quảng trường, bốn cái đường lên trời đều là đi về quảng trường này. Đang nhìn đến hy vọng sau đó Diệp Thần Phong biết một lần cuối cùng là bất tử kim thân không thể tùy tiện thi triển, hắn nhất định muốn các loại đến phần cuối sau, hắn lại triển khai một lần cuối cùng bất tử kim thân, dù sao hắn biết mình vô cùng có khả năng gặp phải Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ. Cả người máu thịt be bét Diệp Thần Phong, hắn tiếp tục hướng phía trước bước ra bước chân, trong con ngươi vẻ mặt trở nên kiên định hơn rồi. Mênh mông sức mạnh một lần lại một lần đánh vào trên người hắn, tại trên người hắn không ngừng tuôn ra một đoàn lại một đoàn xương máu. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Thần Phong rốt cuộc thông qua được hết thảy cầu thang, hắn đi lên phần cuối mảnh kia trôi nổi ở trên bầu trời quảng trường. Khi hắn đi tới quảng trường trong nháy mắt, hắn trong khoảnh khắc té lăn quay trên mặt đất, hắn vừa nãy một mực tại dựa vào ý chí lực đi tới, bây giờ tại tới mục đích sau, hắn là không tiếp tục kiên trì được rồi. Trong miệng khí tức là như có như không, thân thể bên ngoài cùng bên trong thân thể bị thương thế đều đủ để chí mạng. Bất quá, Diệp Thần Phong thừa dịp chính mình khi tỉnh táo, hắn thi triển một lần cuối cùng là bất tử kim thân, trên người hắn vết thương chí mệnh thế toàn bộ trong nháy mắt khôi phục. Đang khôi phục thương thế sau đó Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đứng lên, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái sạch sẽ trường sam màu đen đổi lại. Hắn giờ phút này dáng vẻ hoàn toàn không giống như là đi qua đường lên trời người. Mà đang ở Diệp Thần Phong bắt đầu đánh giá quảng trường này thời điểm. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ chỗ ở đường lên trời. Hai người bọn họ cũng đi đến cuối con đường, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi tới quảng trường rồi. Bọn hắn chả không nhìn thấy trên quảng trường cảnh tượng đây này Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ dáng dấp vô cùng chật vật. Trên người là hiện đầy vết thương, hơn nữa hai người bọn họ trong miệng thở hổn hển lợi hại. Hai người bọn họ cũng vẫn là tại dùng thân thể thừa nhận từng luồng lực công kích, có thể là bởi vì bọn họ hai cái cùng đi thượng đường lên trời nguyên nhân, hai người bọn họ cái kia đường lên trời thượng lực công kích, muốn so Diệp Thần Phong cái kia đường lên trời thượng lực công kích mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ trên người cũng có không ít chữa thương đan dược, hơn nữa bọn hắn thân là thiên huyền giới người, thủ đoạn của bọn họ tầng tầng lớp lớp, nhưng cho dù như thế, hai người bọn họ cũng trong lòng khổ không thể tả, trên người đều bị không giống trình độ thương thế. Bây giờ hai người bọn họ đã dùng hết rồi trên người hết thảy chữa thương đan dược rồi. Trình Kình Thiên quên mất đau đớn trên người cùng mình chật vật, hắn lại lộ ra nụ cười đắc ý, nói ra tiểu tử kia là căn bản không thể đi tới phần cuối, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị chết, ngay cả chúng ta cũng phí đi sức của chín châu hai hổ mới đến phần cuối. Kim Văn Kỳ cũng tán đồng gật gật đầu. Hắn biết Trình Kình Thiên nói không sai, hắn nhưng sẽ không tin tưởng Diệp Thần Phong cái loại này huyền giới người cũng có thể đi tới phần cuối. Hắn trong con ngươi mang theo nóng lòng muốn thử, mở miệng nói chúng ta lên đi ta lại phải xem thử xem long tộc truyền thừa. Nhưng mà, làm Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ đi tới quảng trường trong nháy mắt, hai người bọn họ trong phút chốc dường như cọc gỗ không nhúc nhích. Chỉ thấy Diệp Thần Phong sớm đã đi tới trên quảng trường rồi. Hơn nữa Diệp Thần Phong trên người dĩ nhiên một điểm thương đều không có. Liền ngay cả quần áo đều như thế sạch sẽ. Vừa vặn Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ còn tại trêu đùa Diệp Thần Phong đây này mà bây giờ đây không thể nghi ngờ là chính bọn hắn cho mình đánh một cái tát tử. Trình Kình Thiên phảng phất như điên đồng dạng quát điều này sao có thể. Ngươi làm sao có khả năng đi tới đây. Ngươi cũng đã đi gặp Diêm Vương ra được rồi. Diệp Thần Phong là một lần lại một lần dẫm trên Trình Kình Thiên thân là thiên huyền giới người tu luyện kiêu ngạo, này Trình Kình Thiên rốt cục không khống chế được tâm tình của chính mình rồi. Chương 1708, số mệnh như cầu vồng. Đường lên trời phần cuối. Trôi nổi ở trên bầu trời quảng trường khổng lồ thượng. Tại Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ bước lên quảng trường sau đó Diệp Thần Phong là híp mắt nhìn bọn họ hai cái. Diệp Thần Phong đã đem mảnh này to lớn quảng trường đánh giá một mảnh, quảng trường này ngoại trừ to lớn cái này đặc một chút ra, không có bất kỳ cái khác chỗ đặc thù rồi. Toàn bộ trên quảng trường là không có vật gì.
Này Long tộc truyền thừa chẳng lẽ muốn tại quảng trường này thượng thu được? Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ sắc mặt rất khó nhìn, phi thường không dễ nhìn, vừa vặn điên cuồng gầm rú Trình Kình Thiên, trong con ngươi của hắn hiện lên độc ác vẻ, hắn mở miệng nói, tiểu tử, coi như ngươi số may, ngươi đi tới cầu thang, khẳng định không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào chứ. Bằng không ngươi làm sao có khả năng so với chúng ta trước tiên đi tới nơi này. Bằng không ngươi làm sao có khả năng còn có thể sống rất là tốt. Tiếp lấy, Trình Kình Thiên câu chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, nói ra, bất quá, tiểu tử, kế tiếp ngươi tuyệt đối sẽ không vận tốt như vậy, ngươi không cần giả bộ nữa. Lần trước tại trong sơn cốc ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ dọa đi chúng ta, đồng dạng sai làm hại chúng ta sẽ không phạm lần thứ hai, chỉ bằng ngươi cũng dám đụng chạm Long tộc truyền thừa. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Thần Phong nhìn xem trên người bị thương thượng Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ, hắn khẽ cau mày, hắn cũng không có bởi vì đối thủ bị thương mà thả lỏng cảnh giác, hắn biết coi như là bị thương Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ liên thủ, hắn phần thắng cũng không cao, hắn lạnh lùng nói, thủ đoạn hèn hạ. Ta xem các ngươi hẳn là rất sợ chết chứ, Long tộc truyền thừa là của ai, còn chưa tới phiên các ngươi tới làm chủ. Trình Kình Thiên là hoàn toàn bị có chút tức giận. Hắn cười lạnh nói, tốt ngươi cái không biết sống chết tiểu tử, nếu không phải ở nơi này có rất nhiều hạn chế, nếu như ta có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Như vậy ta thậm chí không cần động đầu ngón tay, ta là có thể ép chết ngươi. Nói xong, Trình Kình Thiên bàn tay phải nắm thành quyền đầu, bên trong thân thể linh khí tuôn ra, nắm đấm phải của hắn thượng khí thế mãnh liệt. Mà Diệp Thần Phong cũng lập tức lấy ra trong óc cửu thiên huyền lôi sức mạnh. Trình Kình Thiên bên cạnh Kim Văn Kỳ cũng không chút do dự hướng về Diệp Thần Phong vỗ ra một trường. Nhưng chính lúc tình thế thế ngàn cân treo sợi tóc, Trình Kình Thiên nắm tay phải thượng thật khí thế đột nhiên tán loạn rồi. Sau đó ở trong không khí vô ảnh vô tung biến mất. Diệp Thần Phong bàn tay phải thượng nguyên bản tốc biến màu đỏ lôi điện, dĩ nhiên cũng trong nháy mắt tán loạn biến mất. Về phần hướng về Diệp Thần Phong hư không đánh ra một trường Kim Văn Kỳ. Hắn một trưởng này hoàn toàn không có khởi đến bất kỳ công kích hiệu quả. Diệp Thần Phong, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ ba người này, sắc mặt của bọn họ đều hơi đổi, bọn hắn lại thử mấy lần sau đó bọn hắn được ra một cái kết luận. Tại quảng trường này tiền nhiệm hà công kích đều ngưng tụ không ra. Người này để Trình Kình Thiên sắc mặt càng phát khó coi, cánh tay của hắn muốn khoác lên Kim Văn Kỳ trên bả vai. Nhưng là hắn và Kim Văn Kỳ trong lúc đó thật giống được một nguồn sức mạnh cho ngăn trở rồi, dù như thế nào, Trình Kình Thiên cánh tay cũng sợ không đụng tới Kim Văn Kỳ. Xa xa Diệp Thần Phong cũng nhìn thấy màn này, xem ra tại quảng trường này thượng không chỉ có công kích không cách nào ngưng tụ, liền ngay cả giữa người và người cũng không cách nào lẫn nhau chạm vào, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng là một chuyện tốt, dù sao hắn không có tự tin 100% chiến thắng Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ liên thủ. Tại phát hiện điểm này sau đó Diệp Thần Phong căng thẳng thần kinh hơi chút đã thả lỏng một chút, hắn cười lạnh nói, thế nào? Các ngươi không là muốn giết ra ra ta sao? Hai người các ngươi quy, cháu trai ngược lại là đến A Hát. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ khí sắc mặt nộ đỏ một mảnh, nhưng bọn họ cũng biết ở nơi này, bọn hắn căn bản không làm gì được Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ trong lòng nghẹn đến yếu hộc máu. Trình Kình Thiên trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Quát lên tiểu. Xúc, sinh, người tốt nhất không nên quá đắc ý. Quy, cháu trai, có ngươi như thế cùng ra ra lời ta nói đấy sao? Diệp Thần Phong là tùy ý nhún nhún vai, ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt quảng trường bốn phía, nỗ lực muốn phát hiện một ít manh mối. Mà Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ cũng cưỡng chế trong lòng lửa giận, chính làm hai người bọn họ cũng muốn cẩn thận nghiên cứu quảng trường này thời điểm. Từ quảng trường chính giữa mặt đất, một cổ cường đại năng lượng bạo phát ra, theo nguồn năng lượng này bạo phát. Tại quảng trường chính giữa địa phương, dĩ nhiên lại xuất hiện từng cái to lớn cầu thang. Những này cầu thang là đi về trên quảng trường phương bầu trời bên trong, xem ra phía trên kia mới là thu được Long tộc truyền thừa chân chính địa phương. Theo, quảng trường chính giữa cầu thang sản sinh, Diệp Thần Phong, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ ba người này, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về cầu thang lao đi. Nhưng thân thể của bọn họ đều bị ngăn ở khoảng cách cầu thang 5 mét địa phương xa, không cách nào nữa tới gần nửa bước. Tại Diệp Thần Phong cùng Trình Kình Thiên đám người được ngăn cản tại khoảng cách cầu thang 5 mét địa phương xa lúc. Từ trên quảng trường phương trên bầu trời,
một nguồn sức mạnh đột nhiên hướng về quảng trường mãnh liệt mà tới. Nguồn sức mạnh này bên trong hàm chứa long khí, hàm chứa rồng thực sự khí. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ vẻ mặt vui vẻ, Trình Kình Thiên nói ra số mệnh lực lượng. Long tộc số mệnh lực lượng, chẳng trách không cách nào tới gần cầu thang rồi, xem ra yếu hấp thu long tộc số mệnh lực lượng mới có thể đi tới cầu thang. Ngược lại, Trình Kình Thiên rồi hướng Kim Văn Kỳ, nói ra, Văn Kỳ, chúng ta bằng bản lãnh của mình, ai có thể hấp thu đến long tộc số mệnh lực lượng, ai là có thể thu được long tộc truyền thừa. Nói xong, Trình Kình Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, mà Kim Văn Kỳ cũng theo sát ngồi ở trên mặt đất. Chỉ có Diệp Thần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi hắn, Lão Bạch, Lão Hắc, chuyện gì thế này? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lập tức giải thích, từ bầu trời tuôn ra xuống sức mạnh chính là long tộc số mệnh lực lượng, chỉ cần là người tu luyện sẽ có của mình số mệnh, phàm là cường giả đều cũng có là người đại khí vận, số mệnh đại diện cho lấy được các loại cơ duyên. Này con đường tu luyện không riêng phải có xuất chúng thiên phú, số mệnh cũng là không thể thiếu. Có người có vận may lớn bọn hắn gặp phải cơ duyên khẳng định cũng là nhiều, cho dù thiên phú không xuất chúng, cũng có thể dựa vào không ngừng cơ duyên để đền bù. Trên đất huyền giới, số mệnh thuyết pháp này đã sớm không tồn tại, tại chúng ta thời đại kia, một môn phái chiêu thu đệ tử, số mệnh thậm chí so với thiên phú còn trọng yếu hơn, đương nhiên chuyên môn kiểm tra số mệnh pháp bảo là cực kỳ hiếm thấy. Người nhất định muốn hấp thu long tộc số mệnh lực lượng, người mới sẽ không được đến cầu thang bài xích. Xem ra long tộc muốn đem nơi này truyền thừa để cho một cái là người đại khí vận. Đương nhiên ngươi đang hấp thu long tộc những này số mệnh lực lượng sau, thực lực của ngươi hội có nhất định tăng lên, nhưng những này long tộc số mệnh lực lượng, chỉ là mở ra đến long tộc nơi truyền thừa phương chìa khóa. Tiểu gia hỏa, nếu như ta đoán không lầm lời nói, quảng trường này hẳn là một cái cự đại kiểm tra số mệnh pháp bảo, ngươi số mệnh hẳn là sẽ không kém đi nơi nào, ngươi chỉ cần ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất thượng. Tại trong gân mạch vận chuyển linh khí dòng sông là được rồi. Khi nghe đến Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, mà cách đó không xa Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ, từ hai người bọn họ trên người vọt lên một đạo thành. 5. Nhân cánh tay bình thường thô hình trụ, đây chính là bọn họ số mệnh rồi. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ số mệnh tại sàn sàn với nhau. Tại hai người bọn họ số mệnh hiển lộ ra sau đó từ bầu trời tuôn ra xuống long tộc số mệnh lực lượng không ngừng hướng về bên trong thân thể của bọn họ hội tụ. Trình Kình Thiên nhìn cách đó không xa vừa mới ngồi xuống tới Diệp Thần Phong, hắn chào phúng tiểu tử, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi. Ngươi biết cái gì gọi là số mệnh sao? Các ngươi địa huyền giới người hẳn là liền số mệnh cũng không biết ha. Chỉ bằng ngươi loại này địa huyền giới dế nhũi. Người số mệnh lực lượng có thể có sợi tóc như thế thô cũng đã không tệ. Kim Văn Kỳ cũng cực kỳ tán đồng nói ra, muốn tới cùng chúng ta tranh cướp long tộc số mệnh lực lượng. Người căn bản còn chưa đủ tư cách. Kim Văn Kỳ lại nhìn xem Trình Kình Thiên nói ra, mặc kệ lần này long tộc truyền thừa giữa ngươi và ta ai thu được, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Trình Kình Thiên cũng cười nói, đúng vậy, chúng ta dùng không để ý tới này thổ miết. Mà Diệp Thần Phong tại ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất thượng sau, hắn trong gân mạch bắt đầu vận chuyển linh khí dòng sông rồi. Hắn cảm giác bên trong thân thể lực lượng nào đó đang bị trên quảng trường lực lượng nào đó cho dắt dẫn ra. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ là một mặt cười gần nhìn xem Diệp Thần Phong, Trình Kình Thiên lần nữa mở miệng nói, thật chờ mong nhìn một chút này rác rưởi khí vận đến trình độ nào. Hắn cũng coi như là địa huyền giới thiên tài rồi. Vừa vặn ta nói một cái sợi tóc thô số mệnh hay là khoa trương một chút, nhưng hắn số mệnh nhiều nhất sẽ chỉ là ngón út bình thường thô. Tại Trình Kình Thiên không ngừng chào phúng trêu đùa thời điểm. Diệp Thần Phong cảm giác bên trong thân thể lực lượng nào đó bắt đầu sôi trào lên, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Kim Văn Kỳ thấy Diệp Thần Phong số mệnh chậm chạp không xuất hiện, hắn cũng mở miệng nói, chẳng lẽ nói hắn số mệnh liền một sợi tóc tia cũng không có. Trình Kình Thiên càng thêm khinh thường lắc đầu nói ra, xem ra ta còn là đánh giá quá cao này thổ miết. Nhưng lại tại Trình Kình Thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc. Oanh! Một tiếng. Từ trên người Diệp Thần Phong đột nhiên vọt lên một đạo hình trụ khí lưu, bốn phía không gian đột nhiên vặn vẹo. Đạo này hình trụ khí lưu có tới thành. 5. Thân thể của con người bình thường thô, đây chính là Diệp Thần Phong bây giờ số mệnh rồi.
coi như là Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ số mệnh trụ gộp lại, cũng phải so với Diệp Thần Phong số mệnh trụ nhỏ hơn thật nhiều lần. Số mệnh như cầu vồng. Diệp Thần Phong số mệnh trụ một hiển lộ ra, từ bầu trời tuôn ra xuống long tộc số mệnh lực lượng, hầu như nghiêng về một phía hướng về Diệp Thần Phong trong thân thể hội tụ. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ giờ khắc này không ngớt lời âm đều phát ra rồi, bọn hắn không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ là một chỗ huyền giới hạ đẳng người tu luyện, số mệnh làm sao có khả năng cường hãn đến mức độ này. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ trong cổ họng trong nháy mắt khô khốc cực kỳ, trong con ngươi là tràn đầy vẻ khiếp sợ, miệng há đầy đủ nhét viên tiếp theo trứng gà rồi. Chương 1709, gây xích mích ly gián. Từ trên người Diệp Thần Phong vọt lên một người thô số mệnh trụ, phảng phất biến thành một khối cường lực nam châm. Cho tới bầu trời tuôn ra xuống long tộc số mệnh lực lượng, điên cuồng hướng về Diệp Thần Phong bên trong thân thể thẩm thấu. Tại Diệp Thần Phong số mệnh trụ phóng lên trời trong nháy mắt, không có một tia long tộc số mệnh lực lượng xa hơn Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ bên kia hội tụ. Những này điên cuồng hướng về Diệp Thần Phong trong thân thể thẩm thấu long tộc số mệnh lực lượng, không có lập tức được Diệp Thần Phong hấp thu, chỉ là toàn bộ tiềm phục tại bên trong thân thể của hắn. Đối mặt số mệnh loại này không nói được, không nói rõ đồ vật, Diệp Thần Phong trong lòng cảm xúc có phần phức tạp, lại có một ít kích động. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm lần thứ hai vang lên, tiểu gia hỏa, này long tộc số mệnh lực lượng là đến long tộc nơi truyền thừa phương chìa khóa, hẳn là chỉ có chờ ngươi chân chính đến long tộc truyền thừa địa phương, những này long tộc số mệnh lực lượng mới có thể được ngươi hấp thu. Ta biết vừa vặn giải thích vẫn để cho ngươi đối với số mệnh vô cùng nghi hoặc, số mệnh có thể nói là lên trời giao cho ngươi một loại sức mạnh, một loại vận khí, phàm là đứng lên thế giới đỉnh phong cường giả, bọn họ đều là đã lấy được một lần lại một lần cơ duyên, đồng thời một lần lại một lần từ bên bờ tử vong đi tới, ngươi có thể phủ định những này không phải vận khí sao? Rất nhiều chuyện hay là từ nơi sâu xa nhất định được rồi. Đương nhiên số mệnh cũng không phải cố định không đổi, có phần sinh ra ở đại gia tộc, hoặc là đại tông môn bên trong đệ tử, bọn hắn vừa sinh ra khả năng liền số mệnh phi phàm, nhưng có phần sinh ra ở nghèo hèn địa phương người, hay là bọn hắn vừa sinh ra số mệnh cũng không phải rất nhiều. Nhưng mà nếu như bọn hắn có thể dựa vào chính mình chật vật thu được một lần lại một lần cơ duyên, như vậy mỗi thu được một lần cơ duyên, bọn hắn số mệnh liền sẽ tăng cường một phần, thu được càng thêm cường hãn cơ duyên, số mệnh gia tăng thì càng nhiều. Số mệnh người càng cường hãn hơn, tại các loại trong di tích lấy được cơ duyên nhất định là tốt nhất nhiều nhất, cho nên số mệnh kém người muốn ôn hòa vận mạnh người tranh đoạt cơ duyên, này đương nhiên cũng không phải là không có khả năng, chỉ là số mệnh kém người muốn đoạt lấy số mệnh cường người, chính là phi thường khó khăn. Người gặp phải ta cùng lão Hắc tính là một loại cơ duyên, người lĩnh ngộ các loại kiếm ý cùng áo nghĩa cũng coi như là cơ duyên, nếu không phải ngươi vẫn không có đem những cơ duyên này hoàn toàn nắm giữ. Ngươi số mệnh trụ tuyệt đối không chỉ một người thô. Nếu như trống trơn là ngươi đem ta cùng trên người lão Hắc bản lĩnh toàn bộ học được, ngươi số mệnh trụ cũng không thể chỉ như thế lớn. Bất quá, số mệnh cũng không là tuyệt đối. Tại chúng ta thời đại kia, liền có rất nhiều cường giả đi ngược lên trời, dựa vào yếu ớt số mệnh bước lên đỉnh cao. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng khẽ thở một hơi, nói ra, không nghĩ tới long tộc vẫn muốn cùng trời đối nghịch. Siêu thoát luân hồi, đến sống mãi, bọn hắn dĩ nhiên vẫn là tin tưởng số mệnh. Vẫn là yếu chọn một số mệnh người cường hãn tới đón bọn hắn nơi này truyền thừa. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh khá là thổn thức nói, e sợ long tộc năm đó cũng phi thường mâu thuẫn, bọn hắn không tin là lên trời nắm trong tay vạn vật, nhưng này kèm theo vạn vật số mệnh lại xác thực tồn tại. Có người nói tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, trong long tộc đã từng xuất hiện một vị số mệnh nghịch thiên cường giả, hay là chờ đến thu được long tộc truyền thừa địa phương, chúng ta có thể biết một ít long tộc năm đó chân chính bí mật khó biết đi. Diệp Thần Phong nghe lão Bạch cùng đến Hắc đối thoại, hắn đối số mệnh loại sức mạnh này là có đại khái hiểu được, hắn không ngừng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông. Long tộc số mệnh lực lượng dường như hồng thủy điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cách đó không xa ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ, tại vừa vặn Diệp Thần Phong một người thô số mệnh trụ phóng lên trời thời điểm, hai người bọn họ liền đã sớm trợn mắt hốc mồm rồi, hai người bọn họ số mệnh trụ đều chỉ có to bằng cánh tay,
Bọn hắn không tin Diệp Thần Phong cái này địa huyền giới hạ đẳng người tu luyện, số mệnh trụ thậm chí có một người lớn. Trong đầu quanh quẩn vừa nãy đối Diệp Thần Phong không ngừng trào phúng, nhìn xem Diệp Thần Phong cái kia một người thô số mệnh trụ, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ sắc mặt là lúc thì xanh, lúc thì đỏ, hai người bọn họ không thể nghi ngờ lại là mình quạt chính mình một người bạt tai. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ chậm rãi từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, bọn hắn cảm thụ chính mình chu vi không có bất kỳ một tia long tộc số mệnh lực, trong lòng bọn họ lửa giận dường như núi lửa bạo phát. Trình Kình Thiên đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, hắn hướng về phía Diệp Thần Phong quát lên, ngươi số mệnh trụ làm sao có khả năng so với chúng ta đều phải thô. Đây tuyệt đối không thể, ngươi cho ta lập tức dừng lại, ngươi cho ta lập tức dừng lại. Kim Văn Kỳ nhã nhặn gương mặt cũng biến thành dữ tợn, long tộc truyền thừa không phải loại người như ngươi có thể lấy được, nếu như ngươi bây giờ dừng lại, chúng ta có thể đối với trước ngươi đã làm sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật sự là long tộc truyền thừa quá mức hấp dẫn người, coi như là trên trời huyền giới, long tộc truyền thừa đồng dạng các loại từ truyền thuyết. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ biết, chỉ cần mình thu được long tộc truyền thừa, như vậy bọn hắn liền tuyệt đối có thể trên trời huyền giới quật khởi, thậm chí tương lai trưởng khống toàn bộ thiên huyền giới cũng là điều chắc chắn, dù sao long tộc tại viễn cổ thời đại sơ kỳ nhưng là vạn tộc đứng đầu. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong. Hắn lãnh đạm liếc mắt nhìn Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ, tại quảng trường này bên trên, hai người kia căn bản nắm hắn không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cười lạnh nói các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Có bản lĩnh các ngươi liền đến tranh cướp long tộc số mệnh lực lượng à? Các ngươi không là đối chính mình số mệnh làm tự tin đấy sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi khẳng định không phải tới từ trên đất huyền giới à? Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Phong tiếp tục tăng nhanh thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông, tràn vào trong cơ thể hắn long tộc số mệnh lực lượng trở nên càng nhanh hơn rồi. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ thấy Diệp Thần Phong không chút nào sợ uy hiếp của bọn hắn cũng biết ở nơi này bởi vì một loại nào đó hạn chế, bọn hắn đừng nói là công kích Diệp Thần Phong được rồi, bọn hắn liền ngay cả Diệp Thần Phong thân thể cũng sợ không đụng tới. Nhìn xem bầu trời tuôn ra xuống long tộc số mệnh lực lượng càng ngày càng bạc nhược rồi, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi rồi. Một cái nào đó trong nháy mắt, trên không trung không lại vọt xuống đến long tộc số mệnh lực, mà hết thảy số mệnh lực lượng cũng đều tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trên người mơ hồ tản ra nhất cổ long khí tức. Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đứng lên. Hắn lần thứ hai hướng về quảng trường chính giữa cầu thang tới gần, quả nhiên ở trong người có long tộc số mệnh lực lượng sau, cầu thang không lại đối Diệp Thần Phong bài xích, hắn thuận lợi từng bước đến gần rồi cầu thang, cuối cùng thuận lợi đi lên cái thứ nhất cầu thang. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ căn bản vô pháp ngăn cản Diệp Thần Phong, hai người bọn họ điên cuồng muốn vào tới cầu thang trước, nhưng thân thể của bọn họ thủy chung là được chắn khoảng cách cầu thang 5 mét địa phương xa. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ áp chế lửa giận trong lòng, Kim Văn Kỳ nhìn xem Diệp Thần Phong, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt ôn hòa vẻ mặt, nói ra chỉ sợ ngươi hẳn là chưa từng nghe nói thiên huyền giới đây này chứ. Chúng ta là tới tự ở thiên huyền giới người tu luyện, mà các người địa huyền giới đối với chúng ta thiên huyền giới tới nói chỉ là một cái chỗ man di mọi dợ mà thôi. Nếu như người nguyện ý đem long tộc số mệnh lực lượng giao cho chúng ta, như vậy chúng ta có thể dẫn người đi thiên huyền giới. Thậm chí cho ngươi gia nhập thiên huyền giới tông môn, phải biết thực lực của ngươi trên trời huyền giới liền một cái không bằng cái rắm, yếu là chúng ta không áp chế thực lực, ngươi căn bản ngay cả chúng ta một đầu ngón tay cũng không chống đỡ được. Nghe vậy, Trình Kình Thiên cũng lập tức nói ra, đúng vậy, tiểu tử, này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt, tự coi như ngươi đã lấy được nơi này truyền thừa, nếu như ngươi một mực ở lại địa huyền giới lời nói. Như vậy thực lực của ngươi cao nhất cũng chỉ có thể đủ đến niết bàn cảnh mà thôi. Kim Văn Kỳ cùng Trình Kình Thiên rõ ràng là tại lừa Diệp Thần Phong, bọn hắn căn bản không có biện pháp thanh Diệp Thần Phong mang tới thiên huyền giới đi, dù sao từ Long Nguyên bí cảnh cái nào cửa vào tiến vào, cuối cùng đều sẽ từ đâu cái cửa vào truyền tống đi ra. Thiên huyền giới. Đạp trên cái thứ nhất cầu thang Diệp Thần Phong, hắn khẽ cau mày, trong đầu hắn lại vang lên Lão Bạch cùng Lão Hắc thanh âm. Lão Bạch cùng Lão Hắc mặc dù không có lập tức giải thích thiên huyền giới, nhưng bọn họ nói cho Diệp Thần Phong, trước mặt hai người kia căn bản không có năng lực, đưa hắn mang đến thiên huyền giới.
Diệp Thần Phong nhìn xem Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ, cười nói thiên huyền giới. Ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, bất quá, trong thân thể ta long tộc số mệnh lực lượng chỉ có thể cho một người, nhưng các ngươi nhưng có hai người đây. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ trong con ngươi trong nháy mắt hiện lên sát ý, bọn hắn không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trước đó còn nói là huynh đệ tốt đây. Bây giờ lại muốn giết chết đối phương, thật sự là long tộc truyền thừa quá mức hấp dẫn người. Trình Kình Thiên lập tức mở miệng nói, đem ngươi long tộc số mệnh lực lượng cho ta, ta bảo đảm cho ngươi gia nhập của ta tông môn. Kim Văn Kỳ trong con ngươi lửa giận bốc hơi, hắn chào phúng nói, Trình Kình Thiên, nếu không có ta, các ngươi căn bản vô pháp tiến vào chỗ này long tộc tổ địa, ta mới có tư cách nắm giữ long tộc truyền thừa. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ toàn bộ lộ ra nguyên bản xấu xí diện mạo. Nơi này căn bản không cách nào công kích được đối phương, cho nên, Diệp Thần Phong gây xích mích ly gián xem như là thành công, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian rồi, hắn cười lạnh nói các ngươi chậm rãi ở nơi này chơi đi. Các ngươi cho rằng da da ta là trắng, ngây dại, thiên huyền giới, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ tự mình đi. Diệp Thần Phong biết vừa vặn Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ đã đem lời nói làm rõ, liền tính hai người bọn họ cùng rời đi nơi này, về sau chỉ sợ bọn họ hai cái cũng không làm được bằng hữu. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ nhìn xem Diệp Thần Phong không ngừng đi thượng từng cái cầu thang, hai người bọn họ nguyên bản là mơ hồ đoán được Diệp Thần Phong có thể là đang khích bác ly gián, nhưng bọn họ không muốn buông tha bất kỳ thu được long tộc truyền thừa cơ hội, nhìn xem Diệp Thần Phong càng chạy việt viễn bóng lưng. Trình Kình Thiên thanh âm lạnh lẽo thấu xương, tiểu tử, nếu như ngươi có một ngày dám đi hướng về thiên huyền giới, ta Trình Kình Thiên tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Kim Văn Kỳ sắc mặt liên tục biến hóa, thanh âm hắn âm lãnh nói, ở trên thế giới này không thể trêu chọc ta Kim Văn Kỳ, nếu có một ngày ngươi thật sự có thể đi tới thiên huyền giới, như vậy cho dù là tìm khắp hết thảy địa phương, ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra, cho ngươi nếm thử cái gì gọi là so với chết trả thống khổ. Sau đó, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ lại lẫn nhau tức giận liếc nhau một cái, xem ra mới vừa lộ ra bộ mặt thật, để hai người bọn họ là hoàn toàn quyết liệt. Chương 1710, vượt vào luân hồi cảnh. Trôi nổi ở trên bầu trời quảng trường, hắn chính giữa đi về bầu trời cầu thang. Lúc này, Diệp Thần Phong mặc dù là đề cao cảnh giác, thế nhưng đi bước đi lại cực kỳ ung dung. Từ quảng trường chính giữa đi lên kéo dài cầu thang. Vừa không có trọng lực khu vực, cũng không có lại đột nhiên nhô ra công kích. Diệp Thần Phong tại thận trọng đi lại một đoạn đường sau, hắn rốt cục không nhịn được tăng nhanh tốc độ. Lấy trên quảng trường độ cao, không khí chung quanh đã trở nên làm mỏng manh, Diệp Thần Phong như thế không ngừng nhanh chóng đi lên hành tẩu, không khí chung quanh là cực có giảm bớt. Cũng may, lấy Diệp Thần Phong tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, chu vi càng ngày càng ít không khí đối với hắn mà nói không có đặc biệt to lớn ảnh hưởng. Diệp Thần Phong trong cơ thể ẩn núp long tộc số mệnh lực lượng, theo hắn càng chạy càng cao, những này số mệnh lực lượng ở trong cơ thể hắn trở nên không an phận lên. Diệp Thần Phong một bên hành tẩu, thời khắc chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay, trong lòng của hắn vừa nói, Lão Bạch, Lão Hắc, thiên huyền giới là địa phương nào? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tại châm trước một lát sau, nói ra tiểu gia hỏa, địa huyền giới cùng cổ võ giới trong lúc đó. Cổ võ giới xa xa yếu lạc hậu hơn địa huyền giới rất nhiều rất nhiều, thiên huyền giới cùng địa huyền giới quan hệ, người cũng có thể đồng dạng cho là như thế, thiên huyền giới là so với địa huyền giới cao hơn một cái vị diện, địa huyền giới muốn so thiên huyền giới rớt lại phía sau rất nhiều rất nhiều. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân không có dừng lại đến, hắn nhưng vẫn là từng bước nhảy lên lần lượt cầu thang, hắn không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Âm Minh Tông thời điểm. Bị hắn từ thế tục giới đáy biển triệu hoán mà đến Lưu Ly Cung Điện, khi đó từ Lưu Ly Cung trong điện trả đi ra rất xa xôi cổ yêu thú. Là những viễn cổ đó yêu thú giúp Diệp Thần Phong giải quyết xong Âm Minh Tông thượng sự tình. Từ Lưu Ly Cung trong điện đi ra viễn cổ yêu thú, trong đó thôn thiên long mãng, viễn cổ long thích cùng băng phách ma chu, này ba con yêu thú thực lực cường hãn nhất. Chúng nó chính là Lưu Ly Cung trong điện viễn cổ yêu thú đầu lĩnh. Ban đầu ở Âm Minh Tông thời điểm, Lưu Ly Cung Điện đột nhiên dị biến, sau đó phá không mà đi rồi. Khi đó Lão Bạch cùng Lão Hắc đã nói, Âm Minh Tông tại đã từng cũng là cực kỳ cường thịnh, Lưu Ly Cung Điện thân là Âm Minh Tông bí bảo, hẳn là cảm thấy Âm Minh Tông địa chỉ cũ khí tức,
phá không bay đi Âm Minh Tông địa chỉ cũ đi rồi. Mà vào lúc đó, Thôn Thiên Long Mãng, Viễn Cổ Long Tích cùng Băng Phách Ma Chu ba vị này thủ lĩnh cũng đã nói một ít kỳ quái lời nói. Nói cái gì lần sau nếu có cơ hội cùng Diệp Thần Phong gặp mặt lại, chúng nó cam tâm tình nguyện nhận thức Diệp Thần Phong làm chủ. Diệp Thần Phong lúc đó cũng đã nói, lần sau nếu như sẽ cùng Thôn Thiên Long Mãng chúng nó gặp mặt, hắn muốn cho Thôn Thiên Long Mãng chúng nó xin hắn làm chủ nhân của bọn nó. Bây giờ nghĩ đến lúc đó Thôn Thiên Long Mãng chúng nó giọng nói chuyện phi thường quái lạ, thật giống Diệp Thần Phong đời này là cơ hồ không khả năng sẽ cùng chúng nó gặp mặt. Diệp Thần Phong ở trong lòng nói ra, Lão Bạch, Lão Hắc, Âm Minh Tông địa chỉ cũ hẳn là trên trời huyền giới chứ. Lưu Ly Cung điện hẳn là phá không đi hướng thiên huyền giới đi nha. Mà Lưu Ly Cung trong điện Thôn Thiên Long Mãng các loại viễn cổ yêu thú. Chúng nó cần phải cũng lợi dụng một loại nào đó phương pháp đi hướng thiên huyền giới đi nha. Lão Hắc Giang Vận Thiên hồi đáp, tiểu tử, ngươi đoán không sai, chúng nó đều là đi hướng thiên huyền giới rồi, bất quá. Thiên huyền giới cùng địa huyền giới ở giữa thông đạo đã sớm phong kín, trong tình huống bình thường địa huyền giới người không cách nào đi hướng thiên huyền giới, mà thiên huyền giới người cũng không cách nào đi tới địa huyền giới, trừ phi là lợi dụng có chút cực kỳ phương pháp đặc thù, những phương pháp này phần lớn cũng đã thất truyền. Tiểu tử, ngươi bây giờ không nên suy nghĩ lung tung, nếu ngươi đã biết thiên huyền giới rồi. Như vậy ngươi cũng khẳng định đoán được tại Niết Bàn cảnh bên trên còn có hắn thực lực của hắn đẳng cấp đây này chứ. Đợi thời cơ chín muồi sau đó ta cùng Lão Bạch sẽ để cho ngươi thuận lợi đi hướng thiên huyền giới, cho ngươi quá sớm biết thiên huyền giới sự tình, chỉ sẽ ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Ta cùng Lão Bạch nhất trí cho rằng, chỉ có thực lực của ngươi đến Niết Bàn cảnh sau đó ngươi mới đủ tư cách đi hướng thiên huyền giới, bằng không dùng ngươi gây chuyện bản lĩnh. Người tại thiên huyền giới mỗi ngày đều sẽ sống tại thủy sinh lửa nóng trong. Được rồi, thiên huyền giới sự tình ngươi liền không nên hỏi nhiều rồi, hiện tại thu được long tộc truyền thừa mới là trọng yếu nhất, có ta cùng Lão Bạch dốc túi dạy dỗ, lại tăng thêm long tộc truyền thừa, tương lai thiên huyền giới cũng nhất định là ngươi vật trong túi. Nghe được Lão Hắc Giang Vân lời nói sau, Diệp Thần Phong không hỏi thêm nữa cái gì, bàn tay của hắn là thật chặt nắm thành quyền đầu. Lưu Ly Cung trong điện viễn cổ yêu thú, chúng nó chính là Lưu Ly Cung điện đời trước chủ nhân thuần phục, bây giờ Diệp Thần Phong chính là Lưu Ly Cung điện chủ nhân rồi, chúng nó hẳn là hào vô điều kiện nhận thức Diệp Thần Phong làm chủ. Nhưng hiện thực đây, Lưu Ly Cung điện tự mình phá không mà đi rồi, Thôn Thiên Long Mãng các loại viễn cổ yêu thú, chúng nó trong lòng khẳng định cũng không ủng hộ Diệp Thần Phong, cho rằng Diệp Thần Phong không đủ tư cách làm chủ nhân của bọn nó. Diệp Thần Phong tính cách chính là không chịu thua, khóe miệng hắn nứt ra một đạo nụ cười, tự nói thiên huyền giới. Thôn Thiên Long Mãng, Viễn Cổ Long Tích, Băng Phách Ma Chu, chờ ta trên trời huyền giới cùng các ngươi gặp gỡ thời điểm, các ngươi nhất định sẽ nhìn thấy một cái hoàn toàn mới ta sẽ cho các ngươi xin ta làm chủ nhân của các ngươi. Diệp Thần Phong vi vi thu hồi tâm tình, lại tự nói, bất quá, tại đi hướng thiên huyền giới trước đó, ta nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Còn muốn trước tiên xưng bá toàn bộ huyền giới, nếu như ngay cả địa huyền giới đều không thể xưng bá lời nói, như vậy ta chả có tư cách gì đi hướng thiên huyền giới. Diệp Thần Phong bên trong thân thể huyết dịch sôi trào lên, xem ra yếu đến sống mãi, để người bên cạnh hắn đều đến sống mãi, ở lại địa huyền giới là không thể nào làm được rồi, đi hướng thiên huyền giới mới có siêu thoát luân hồi, đến vĩnh viễn hy vọng sống sót. Diệp Thần Phong tăng nhanh dưới chân bước chân, sau nửa giờ. Diệp Thần Phong rốt cuộc lại đã tới một đoạn này cầu thang phần cuối, lại đi đến cầu thang phần cuối trong quá trình, hắn không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Chỉ thấy tại cầu thang phần cuối lơ lửng một tòa rực rỡ cung điện, tòa cung điện này ngoại hình cùng Long Thần Điện không có quá lớn khác biệt. Bất quá, Diệp Thần Phong có thể nhìn ra tòa cung điện này chỉ có một tầng, mà Long Thần Điện là có hai tầng. Trước mặt này tòa cung điện khổng lồ trước không có bất kỳ bảng hiệu. Làm Diệp Thần Phong đi tới trước cung điện thời điểm, cung điện hai cánh cửa lớn tự chủ mở ra. Mà tiềm phục tại Diệp Thần Phong trong cơ thể long tộc số mệnh lực lượng, tại cửa lớn mở ra trong nháy mắt, những này số mệnh lực lượng hoàn toàn sôi trào lên, liên tục chuyển hóa thành linh khí hòa vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Diệp Thần Phong tại cảm giác được thân biến hóa trong cơ thể sau, hắn không để ý tới đến xem bên trong cung điện cảnh tượng rồi, hắn lập tức ngồi xếp bằng ở cung điện trước đại môn. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, người yên tâm hấp thu long tộc số mệnh lực lượng hóa thành linh khí,
Tại Long Nguyên trong bí cảnh là không cho phép xuất hiện tạo hóa cảnh bên trên cường giả, thế nhưng tại tòa cung điện này trước, ta cùng Lão Hắc cảm giác được hạn chế hoàn toàn biến mất rồi, số mệnh lực lượng mặc dù không cách nào cho ngươi tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng cho ngươi đột phá đến luân hồi cảnh hẳn là vẫn là có thể rồi. Diệp Thần Phong trong lòng là một trận kích động. Dù sao Diệp Thần Phong thực lực hôm nay mới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Đang nghe xong Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại tăng nhanh dung hợp trong cơ thể, do long tộc số mệnh lực lượng hóa thành linh khí. Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế là liên tục tăng lên. Những này long tộc số mệnh lực lượng hóa thành linh khí cực kỳ cuồng bạo cùng mãnh liệt. Thực lực của hắn thượng bình cảnh là một tên tiếp theo một tên bị giải khai. Diệp Thần Phong bốn phía không khí phi thường hỗn loạn, không gian cũng có một chút vặn vẹo. Tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ bình cảnh được giải khai, Diệp Thần Phong thuận lợi khóa nhập tứ trọng thiên hậu kỳ, tiếp lấy lại khóa nhập tứ trọng thiên đỉnh phong. Long tộc số mệnh lực lượng hóa thành linh khí cùng Diệp Thần Phong dung hợp tốc độ cũng đang không ngừng tăng nhanh. Tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, ngũ trọng thiên trung kỳ, ngũ trọng thiên hậu kỳ. Rất nhanh, Diệp Thần Phong thực lực liền đến tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tạo hóa cảnh cùng luân hồi cảnh trong lúc đó có một đạo to lớn khe rãnh, cho nên Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí không ngừng tích tụ, lại tích tụ. Bên trong thân thể gân mạch là từng trận đâm nhói, hết thảy trong gân mạch đều bị linh khí cho lấp đầy, liền ngay cả Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt cũng đang phồng lên. Tại mỗ trong nháy mắt, không ngừng tích tụ linh khí tạo thành nhất cổ trùng kích cực lớn. Oanh! Một tiếng, Diệp Thần Phong cảm giác mình toàn thân yếu bạo liệt ra, nhưng sát theo đó, nổ tung y hệ thống khổ cảm giác biến mất rồi, thay vào đó là nhất cổ vô cùng thư thích. Nhất cổ cực kỳ khí thế cường hãn từ trên người Diệp Thần Phong vọt lên. Tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong bình cảnh được đột nhiên giải khai, Diệp Thần Phong rốt cục khóa nhập luân hồi cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Chương 1711, bí cảnh đóng. Ngồi xếp bằng tại thần bí trước cung điện Diệp Thần Phong. Thực lực tại tấn mãnh vượt vào luân hồi cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ sau đó trong cơ thể hắn long tộc số mệnh lực lượng chuyển hóa linh khí, nhưng vẫn là không có toàn bộ dung hợp xong. Diệp Thần Phong khí thế trên người tại luân hồi cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ chỉ dừng lại chỉ chốc lát, theo liên tục dạng dung hợp bên trong còn lại linh khí, hắn khí thế trên người lần thứ hai căng vọt. Luân hồi cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, luân hồi cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, cuối cùng Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế vững vàng ngừng lưu tại luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, mà trong cơ thể hắn linh khí cũng toàn bộ bị hắn cho dung hợp xong, những này long tộc số mệnh lực lượng chuyển hóa linh khí, trực tiếp khiến hắn tự tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, cực kỳ thuận lợi khóa nhập luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Diệp Thần Phong trong con người tránh qua hai bôi tinh quang, hắn từ trên mặt đất đứng lên. Cảm thụ trong gân mạch càng thêm lao nhanh hai cái linh khí dòng sông, cảm thụ thân thể trong ngoài biến hóa, hắn phát hiện kèm theo lần này thực lực của mình tăng lên, cơ thể hắn cường độ cũng theo luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, tăng lên tới luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Bất quá, chiến vương cường thân quyết vẫn cứ dừng lại tại tầng thứ hai, cũng không hề yếu bước vào tầng thứ ba dấu hiệu. Diệp Thần Phong trong cơ thể tiêu hao thần huyết cũng toàn bộ khôi phục lại, hơn nữa còn có trình độ nhất định tăng lên. Bây giờ hắn hẳn có thể liên tục thi triển 5 lần là bất tử kim thân. Luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong nhục thân cường độ, phải biết Diệp Thần Phong khi tiến vào Long Nguyên bí cảnh trước, thực lực của hắn mới chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên mà thôi. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía trước mặt cung điện, hai cánh dày nặng cửa lớn đã mở ra. Hắn hiện tại trong lòng mặt là không kịp chờ đợi muốn thu được long tộc truyền thừa. Hắn tin tưởng tại thu được long tộc truyền thừa sau, thực lực của hắn còn sẽ có nhất định tăng lên. Hắn cất bước, bước chân vào cung điện bên trong, mà ở Diệp Thần Phong đi vào thần bí cung điện lúc. Toàn bộ Long Nguyên bí cảnh pháp tắc hạn chế toàn bộ biến mất rồi. Trôi nổi ở trên bầu trời quảng trường khổng lồ thượng, thiên huyền giới Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ hai người này, bọn hắn cũng không hề rời đi đây. Cảm thụ vùng thế giới này biến hóa. Cảm thụ quảng trường chính giữa cầu thang lực bài xích biến mất rồi, hai người bọn họ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Hết thảy hạn chế toàn bộ biến mất, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ không cần áp chế trong cơ thể sức mạnh kinh khủng rồi, hai người bọn họ trên người cực hạn thật khí thế phóng lên trời, Trình Kình Thiên quần áo vi vi nhô lên. Quát lạnh, Kim Văn Kỳ, người tốt nhất không nên cùng ta tranh cướp long tộc truyền thừa,
bằng không đừng có trách ta không niệm ngày xưa tình. Kim Văn Kỳ không nhượng bộ chút nào, cười lạnh nói, Trình Kình Thiên. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Chỉ bằng thực lực của ngươi, nếu như ngươi muốn giết chết ta, như vậy ta cũng tuyệt đối có thể làm cho ngươi cho ta chôn cùng. Nói xong, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ lẫn nhau căm tức, hai người bọn họ thân ảnh nhanh chóng hướng về quảng trường chính giữa cầu thang đi đến. Nhưng mà, chính lúc Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ yếu đạp trên cái thứ nhất cầu thang thời điểm, bọn hắn không gian chung quanh một trận vặn vẹo, sát theo đó, tại bọn hắn hai bên người xuất hiện một cái hắc động lớn, từ trong hắc động truyền ra nhất cổ liền bọn hắn cũng không cách nào chống đỡ sức hút. Kim Văn Kỳ biến sắc mặt, hắn quát lên, tại sao lại như vậy? Lẽ nào chỗ này bí cảnh yếu đóng cửa? Đây là truyền tống ra bí cảnh thông đạo. Trình Kình Thiên khi nghe đến Kim Văn Kỳ tự nói sau, hắn khuôn mặt lộ ra cực kỳ không cam lòng vẻ mặt, hắn cũng cảm giác được chính mình không cách nào chống đối hố đen sức hút. Nơi này chính là vô cùng có khả năng thu được long tộc truyền thừa địa phương, này làm cho hắn làm sao có thể cam tâm được truyền tống ra đi. Trình Kình Thiên tức giận quát lên, địa huyền giới tiểu tử. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, nếu là có một ngày ngươi thật đi tới thiên huyền giới. Ta Trình Kình Thiên nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt tiếng, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ toàn bộ được hút vào trong hố đen, từ nơi nào tiến vào, liền sẽ từ nơi nào được truyền tống ra đi. Hai người bọn họ là bị truyền tống về thiên huyền giới. Tại Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ được truyền tống ra Long Nguyên bí cảnh thời điểm, Du Thủy Giao, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên ba người này, bọn hắn biết mình không cách nào đi tới cầu thang phần cuối, bọn hắn đã sớm từ trên bậc thang đi xuống rồi, bọn hắn đứng ở lên trời các tầng thứ ba trên bình đài, nhìn qua từng cái đi về trên bầu trời cầu thang, bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong bây giờ thế nào rồi. Diệp Thần Phong nguyên bản lại để cho Thiên Kim Chuột Tiểu Kim chính mình đi tìm Long Nguyên trong bí cảnh bảo vật, nhưng tại hai ngày trước Thiên Kim Chuột Tiểu Kim cũng đi tới Du Thủy Giao đám người chỗ ở lên trời trong các. Thiên Kim Chuột Tiểu Kim không có đạp vào đăng thiên chi lộ đi hướng Diệp Thần Phong bên người, nó thật giống bản năng đối đường lên trời có một loại sợ hãi, nó là nhận ra Tả Phi Bạch đám người, cho nên, nó mấy ngày nay cũng một mực cùng Tả Phi Bạch bọn hắn cùng nhau. Du Thủy Giao, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên ba người này, bọn hắn cũng cảm thấy Long Nguyên trong bí cảnh biến hóa, nơi này tất cả pháp tắc hạn chế đột nhiên biến mất, này làm cho Du Thủy Giao bọn người trong nội tâm nghi hoặc vạn phần. Nhưng còn không có đợi bọn hắn tới kịp lẫn nhau nói ra nghi ngờ trong lòng, ở bên cạnh họ cũng xuất hiện hắc động thật lớn, hố đen sức hút đem Du Thủy Giao ba người nhẹ nhõm hút vào trong đó, đương nhiên Thiên Kim Chuột Tiểu Kim cũng bị hút vào trong hắc động. Du Thủy Giao đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tầm mắt tối sầm lại, đợi đến tầm mắt của bọn họ khôi phục thời điểm, bọn hắn phát hiện mình về tới, chỗ kia tiến vào Long Nguyên bí cảnh không gian kỳ dị bên trong. Không gian kỳ dị bên trong pháp tắc vẫn không có biến mất, nếu có người dám ở chỗ này chém giết, vẫn là sẽ bị trong đó sức mạnh bắn cho chết. Một mực tại không gian kỳ dị trong chờ đợi, tứ đại tông môn, Phệ Hồn Tông cùng Xích Viêm Tông người. Bọn hắn đang nhìn đến Du Thủy Giao, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên được truyền tống đi ra, bọn hắn không khỏi từng cái cũng cau mày lên đầu. Tại Du Thủy Giao, Tả Phi Bạch, Lý Nghiên Nghiên cùng Thiên Kim Chuột xuất hiện không bao lâu sau đó chỉ thấy tiến vào Long Nguyên bí cảnh lối vào dĩ nhiên trực tiếp nhanh chóng đóng cửa, ở đây ai cũng không có năng lực đủ ngay đầu tiên phản ứng lại. Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Chí Dũng, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hắn quát lên, chuyện gì thế này? Dĩ vãng bí cảnh tối thiểu yếu mở ra nửa năm mới sẽ đóng, bây giờ làm sao sẽ sớm đóng cửa? Còn có ta môn hạ đệ tử đâu? Làm sao liền một cái Kiếm Vũ Sơn Trang đệ tử cũng không có? Phong Lôi Tông lão tổ Phùng Quang Sơn cùng Tinh Vân Tông lão tổ Tạ Chánh Long, hai người bọn họ sắc mặt cũng là trong nháy mắt kịch biến, bọn hắn môn hạ cũng không có một cái đệ tử từ Long Nguyên trong bí cảnh truyền tống ra đến, bây giờ Long Nguyên bí cảnh lối vào đóng cửa. Liền tính đệ tử của bọn họ còn sống, đang đóng Long Nguyên trong bí cảnh chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh rồi. Ma đạo tông môn Phệ Hồn Tông lão tổ Ngũ Hồn Đông, hắn thấy môn hạ của chính mình hai tên thiên tài cũng không có từ đó đi ra, trên mặt hắn ra thịt toàn bộ nhăn thành một đoàn. Thiên Âm môn tông chủ Tô Băng Vân, nàng nhìn thấy đồ đệ của mình Du Thủy Giao không có chuyện gì, người lạnh lẽo khuôn mặt lộ ra một vệt ung dung. Mà Xích Viêm Tông hai vị lão tổ Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An, bọn hắn nhìn thấy Lý Nghiên Nghiên cùng Tả Phi Bạch, bọn hắn khởi điểm cũng là thở phào nhẹ nhõm,
nhưng Diệp Thần Phong nhưng không có được truyền tống ra đến, trái tim của bọn họ lập tức thoát lên tới cổ họng. Tằng Quang Viễn nhanh chóng đi tới Lý Nghiên Nghiên bên cạnh, hỏi, sư phụ ta đâu? Sư phụ ta tại sao không có được truyền tống ra đến? Tiền Vinh An nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn cũng sát theo đó đi tới Lý Nghiên Nghiên cùng Tả Phi Bạch bên cạnh, mở miệng nói, Long Nguyên trong bí cảnh xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao sẽ được sớm truyền tống ra đến rồi? Long Nguyên bí cảnh làm sao sẽ sớm đóng cửa? Du Thủy Giao, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên ba người này, bọn họ là đột nhiên bị truyền tống ra Long Nguyên bí cảnh, chính bọn hắn cũng nghi lý hồ đồ, bọn hắn khi nghe đến chu vi thanh âm của người, bọn hắn đang nhìn đến hoàn cảnh chung quanh sau đó bọn hắn lúc này mới mãnh liệt hồi phục thần trí, đang nhìn đến Long Nguyên bí cảnh lối vào đóng sau đó Tả Phi Bạch lập tức quát, tại sao lại như vậy? Ta lão tổ tông chả ở bên trong đây, này cửa vào làm sao sẽ đóng cửa? Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên trên mặt cũng lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp, hai người bọn họ ánh mắt đều không nháy một cái nhìn chằm chằm cửa vào đóng địa phương, là Diệp Thần Phong cứu tánh mạng của các nàng, bây giờ các nàng từ Long Nguyên trong bí cảnh đi ra, nhưng Diệp Thần Phong chả ở bên trong đây. Hơn nữa cửa vào lại đóng cửa, này để hai người bọn họ ngực chắn được khó chịu. Phệ Hồn Tông lão tổ Ngũ Hồn Đông, thanh âm hắn lạnh lẽo chất vấn, ai có thể cho ta một cái giải thích? Long Nguyên bí cảnh lối vào làm sao sẽ sớm đóng cửa? Môn hạ ta hai cái thiên tài đệ tử đâu? Ngũ Hồn Đông con mắt chăm chú tập trung vào Du Thủy Giao, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên trên người, mà Thiên Kim Chuột Tiểu Kim, bởi vì là chủ nhân Diệp Thần Phong không ở bên người, nó chỉ có thể trốn sau lưng Tả Phi Bạch rồi, nó cũng biết Tả Phi Bạch cùng chủ nhân hắn Diệp Thần Phong quan hệ là tốt nhất. Chương 1712, quyết định, Alien. Không gian kỳ dị bên trong, bầu không khí có vẻ cực kỳ ngột ngạt, không riêng Phệ Hồn Tông Ngũ Hồn Đông lửa giận trong lòng bốc hơi, liền ngay cả Phong Lôi Tông lão tổ Phùng Quang Sơn, Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Chí Dũng cùng Tinh Vân Tông lão tổ Tạ Chánh Long ba người này, bọn hắn lửa giận trong lòng cũng không có chỗ phóng thích. Lần này tiến vào Long Nguyên bí cảnh đều là ba đại tông môn đệ tử thiên tài, bây giờ Phong Lôi Tông các loại ba cái tông môn, thậm chí ngay cả một người đệ tử đều không có được truyền tống ra đến, đây đối với Phong Lôi Tông các loại ba đại tông môn là cực kỳ đau đớn thê thảm đả kích. Đặc biệt là Phong Lôi Tông thiên tài Trần Nguyên Hàn, Kiếm Vũ Sơn Trang thiên tài Giang Ngọc Đường cùng Tinh Vân Tông thiên tài Thạch Thiên Ninh, ba người này tại từng người trong tông môn có địa vị cực cao, thậm chí bọn hắn chính là từng người trong tông môn hy vọng, cái khác thiên tài đệ tử không có bị truyền tống ra đến ngược lại là không sao cả, ba người này đối với ba đại tông môn mà nói tuyệt đối ý nghĩa trọng đại. Du Thủy Giao, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên ba người này, bọn họ cũng đều biết Trần Nguyên Hàn đám người là chết ở Diệp Thần Phong trong tay. Trước đó Diệp Thần Phong đối với bọn họ đề qua, Du Thủy Giao trước tiên đứng ra, nói ra, chúng ta tại Long Nguyên trong bí cảnh gặp một nhóm khác người, bọn hắn khẳng định không phải địa huyền giới người tu luyện, nhưng thực lực của bọn họ siêu cường, bọn hắn còn luôn miệng mà nói địa huyền giới chính là chỗ man di mọi dợ, địa huyền giới người tu luyện chính là hạ đẳng người tu luyện. Tất cả đại tông môn đệ tử hầu như toàn bộ đã bị chết ở tại trong tay bọn họ, chúng ta là trốn vào lên trời các mới tránh thoát một mạng. Chúng ta cũng không biết mình vì sao lại đột nhiên truyền tống ra Long Nguyên bí cảnh. Chúng ta cũng không biết Long Nguyên bí cảnh lối vào vì sao lại đóng. Du Thủy Giao đem Diệp Thần Phong giết chết Trần Nguyên Hàn đám người sự tình che giấu đi, thanh chỗ có trách nhiệm đều đẩy hướng thiên huyền giới Trình Kình Thiên đám người. Khi nghe đến Du Thủy Giao lời nói sau, Ngũ Hồn Đông cùng Phùng Quang Sơn đám người sắc mặt khẽ biến, Phệ Hồn Tông lão tổ Ngũ Hồn Đông hỏi tiếp, tiểu nha đầu, ngươi không có đang gạt chúng ta chứ? Du Thủy Giao ánh mắt kiên định nhìn xem Ngũ Hồn Đông, nói ra, chúng ta thiên âm môn cũng chỉ có ta một người được truyền tống ra đến, ta cần thiết nói dối sao? Hơn nữa đám người kia trong cơ thể chả áp chế một nguồn sức mạnh, bọn hắn ở bề ngoài thực lực tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng bọn họ chính thật sự thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Phệ Hồn Tông lão tổ cùng ba đại tông môn lão tổ, bọn hắn bắt đầu tin tưởng Du Thủy Giao chỗ nói rồi, bọn hắn trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ tới cùng một chuyện. Bây giờ Long Nguyên bí cảnh đã đóng, yếu 100 năm về sau mới có thể lần nữa mở ra. Chỗ này không gian kỳ dị chỉ có chờ Long Nguyên bí cảnh đóng sau đó người ở chỗ này mới có năng lực rời đi. Bây giờ Long Nguyên bí cảnh đóng cửa, bọn hắn đều có thể tự do rời đi. Môn hạ đệ tử thiên tài đã bị chết, Long Nguyên bí cảnh một khi đóng cũng không cách nào mạnh mẽ mở ra.
Vệ Hồn Tông lão tổ Ngũ Hồn Đông, hắn vốn là muốn tới chiếm một cái tiện nghi, nhưng kết quả lại tổn thất hai tên đệ tử thiên tài, hắn đem lửa giận trong lòng toàn bộ chuyển đến chính đạo tông môn trên người. Hắn quát lên, món nợ này ta nhớ kỹ, mà Đế Huyết Thiên liền muốn thức tỉnh rồi, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Nói xong, Ngũ Hồn Đông cắn phá ngón tay, ở trong không khí buộc vòng quanh một cái đồ án, sát theo đó, hắn đã bị truyền tống ra chỗ này không gian kỳ dị. Mỗi một nhóm người được truyền tống ra không gian kỳ dị sau, bọn hắn chỗ đặt chân đều là bất đồng, vô cùng có khả năng lẫn nhau khoảng cách phi thường xa. Cho nên, Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông lão tổ, bọn hắn hiện tại lập tức ra ngoài cũng tìm không được Ngũ Hồn Đông. Phong Lôi Tông lão tổ Phùng Quang Sơn, hắn nhìn xem Xích Viêm Tông hai vị lão tổ. Quát lên, theo lý tới nói, mà Đế Huyết Thiên yếu thức tỉnh, ta không nên vào lúc này truy cứu các ngươi Xích Viêm Tông trách nhiệm, nhưng các ngươi Xích Viêm Tông nhất định muốn toàn bộ hủy diệt. Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông hai vị lão tổ cũng gật gật đầu, trong đó Kiếm Vũ Sơn Trang lão tổ Phạm Chí Dũng, hắn đối với Thiên Âm Môn Tông chủ Tô Băng Vân. Nói ra, Tô Tông chủ, các ngươi Thiên Âm Môn tuy rằng nội tình không sai, nhưng ta khuyên các ngươi không nên cùng Xích Viêm Tông đi quá gần. Vẫn là cùng chúng ta đồng thời thương thảo đối phó ma đạo sự tình đi. Bằng không cũng đừng trách chúng ta ba đại tông môn đồng thời vây công các ngươi Thiên Âm Môn rồi. Tinh Vân Tông lão tổ Tạ Chánh Long cũng sát theo đó. Nói ra, Tô Tông chủ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Ngược lại là tiện nghi cái kia gọi Diệp Thần Phong tiểu rác rưởi rồi, để hắn chết tại Long Nguyên trong bí cảnh, quả thực chính là đối với hắn ban ân. Tô Băng Vân trên mặt vẻ mặt là càng ngày càng lạnh lẽo, trong miệng nàng không nói một lời. Phùng Quang Sơn mấy người cũng lần lượt ở trong không khí phác họa ra một cái đồ án, bọn hắn cũng toàn bộ biến mất ở chỗ này không gian kỳ dị bên trong. Này ba đại tông môn lão tổ ở bề ngoài nhìn như bình thản, kỳ thực bọn hắn lửa giận trong lòng đã sớm tràn ngập đầy toàn thân. Tại ba đại tông môn người sau khi rời đi, bây giờ tại không gian kỳ dị trong, ngoại trừ Xích Viêm Tông hai vị lão tổ, Lý Nghiên Nghiên, Tả Phi Bạch cùng Thiên Kim Chuột bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại Tô Băng Vân cùng Du Thủy Giao rồi. Tô Băng Vân lúc này mới lên tiếng nói, Thủy Giao, các ngươi gặp phải đám người kia có thể là so với địa huyền giới càng cao hơn một cấp vị diện người, cái kia cao hơn vị diện chỉ là một cái truyền thuyết, bây giờ nhìn lại hay là thật sự tồn tại rồi, ta nghĩ Phệ Hồn Tông cùng ba đại tông môn người cũng đoán được điểm này. Tiếp lấy. Tô Băng Vân lại nói, ta nghĩ các ngươi chưa hề đem sự thực toàn bộ nói ra đi. Du Thủy Giao nhìn xem chính mình sư phụ, người do dự nói ra, sư phụ, ta đối với ngươi nói rồi chuyện kế tiếp, ngươi có thể hay không nói cho bất kỳ người nào khác. Về sau ngươi cũng không cần cùng ba đại tông môn liên thủ đối phó Xích Viêm Tông. Tô Băng Vân kinh ngạc nhìn một mắt đồ đệ của mình, người gật đầu nói, ta có thể đáp ứng yêu cầu này. Tô Băng Vân từ trước đến giờ là nói một không hai, người tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm cam kết sự tình, điểm này Du Thủy Giao là rõ nhất. Sau đó, Du Thủy Giao tại tổ chức một cái ngôn ngữ sau, nói ra, mạng của chúng ta là Diệp Thần Phong cứu, Diệp Thần Phong thực lực rất mạnh, thậm chí không kém gì một nhóm kia người thần bí, bất quá, một nhóm kia người thần bí là áp chế thực lực. Còn có, kỳ thực Trần Nguyên Hàn đám người là chết ở Diệp Thần Phong trên tay. Diệp Thần Phong hiện tại hẳn là còn rất tốt sống ở Long Nguyên bí cảnh bên trong, tại chúng ta được truyền tống ra trước khi đến, hắn vừa vặn đi thu được một loại nào đó truyền thừa, loại kia truyền thừa ta hầu như có thể nhất định là toàn bộ Long Nguyên trong bí cảnh quý báu nhất. Sư phụ, người có hay không biện pháp lại mở ra Long Nguyên bí cảnh? Nghe vậy, Tô Băng Vân hai cái mày liễu hơi nhíu lại, người trong đầu hiện lên Diệp Thần Phong dáng dấp, đặc biệt là trước đó người đánh cuộc thua cho Diệp Thần Phong. Nàng và Diệp Thần Phong miệng đối miệng thân ở chung với nhau hình ảnh. Tô Băng Vân tim đập nhanh hơn mấy phần, một lát sau, người trong lòng có chút thất lạc, nhưng trên mặt biểu lộ lại không hề biến hóa, nói ra, trên đất huyền giới không ai có thể mạnh mẽ mở ra Long Nguyên bí cảnh lối vào. Một bên Tả Phi Bạch, Lý Nghiên Nghiên cùng Xích Viêm Tông lão tổ, trong lòng bọn họ là một trận tuyệt vọng. Tả Phi Bạch đột nhiên kiên định nói ra, lão tổ tông tuyệt đối không có việc gì. Đã từng hắn cũng bị vây ở di tích bên trong, nhưng quay đầu lại hắn vẫn là từ trong di tích thật tốt chạy ra. Tả Phi Bạch nhớ tới lúc trước Diệp Thần Phong cũng là bị vây ở Lạc Nhật đảo thượng trong di tích, trên mặt hắn không khỏi khôi phục một ít thần thái.
Xích Viêm Tông lão tổ Tằng Quang Viễn cũng nói, đúng, ta cũng tin tưởng sư phụ tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Tiền Vinh An cũng lập tức nói ra, sư phụ Cát Nhân tự có trời giúp, ta tin tưởng còn sẽ có cùng sư phụ gặp mặt một ngày. Du Thủy Giao nhìn xem chính mình sư phụ Tô Băng Vân, nói ra, sư phụ, chúng ta có thể hay không trước cùng Xích Viêm Tông bọn hắn kết thành minh hữu. Ma đạo tiến công, địa huyền giới nhất định sẽ đại loạn. Du Thủy Giao tiếp lấy lại nói, sư phụ, Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện dược sư, đây là hắn luyện chế sinh cốt tục mệnh đan. Du Thủy Giao đem Diệp Thần Phong luyện chế sinh cốt tục mệnh đan lấy ra. Tô Băng Vân sắc mặt hơi run run, người nhận lấy Du Thủy Giao trong tay sinh cốt tục mệnh đan, người đang quan sát một phen sau đó người xác định đây thật là ngũ phẩm đan dược. Du Thủy Giao đem Diệp Thần Phong thân phận của luyện dược sư nói cho nàng biết sư phụ, người chỉ muốn để sư phụ của nàng giúp một lần Xích Viêm Tông, dù sao mạng của nàng là Diệp Thần Phong cứu. Tô Băng Vân chỉ là một chút trầm tư chốc lát, người liền nói, từ giờ khắc này, chúng ta Thiên Âm Môn liền cùng các ngươi Xích Viêm Tông là đồng minh, ta cùng Diệp Thần Phong đánh cuộc một lần, như vậy ta liền lại đánh cược một lần đi. Ta cá là Diệp Thần Phong còn sống, chỉ cần hắn còn sống, ta tin tưởng tương lai hắn tuyệt đối có thể cho chúng ta Thiên Âm Môn một phần phong phú lễ vật, dù sao hắn nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư. Tô Băng Vân khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Một bên Tả Phi Bạch lập tức nói ra, chúng ta Vân Tiên Tông còn có Lạc Nhật Đảo cũng nguyện ý gia nhập các ngươi ở Lion. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An biết những người này đều là xem ở Diệp Thần Phong trên mặt mũi, nếu như Xích Viêm Tông không có đồng minh, như vậy đối mặt ba đại tông môn lửa giận, đối mặt ba đại tông môn không tiếc giá cao trả thù, bọn hắn Xích Viêm Tông tuyệt đối sẽ hủy diệt. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An đối Tô Băng Vân đám người nói một tiếng cảm ơn. Chương 1713, rèn luyện tâm tính. Lưu lại nơi này nơi không gian kỳ dị bên trong cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì Tằng Quang Viễn bọn hắn căn bản vô pháp mạnh mẽ mở ra Long Nguyên bí cảnh lối vào, lần sau bây giờ ma đạo tông môn dục già dục dịch. Tuy rằng Tằng Quang Viễn bọn hắn làm lo lắng Diệp Thần Phong an nguy, nhưng bây giờ tình thế bức người, bọn hắn không thể lưu lại nơi này nơi không gian kỳ dị trong chờ đợi rồi. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An hai người bọn họ tin tưởng, nếu sư phụ của bọn họ Diệp Thần Phong, có thể đến chỉ tồn tại qua lại trong lịch sử ngũ phẩm luyện dược sư, như vậy bọn hắn nên yếu đối sư phụ của mình có lòng tin. Tại đơn giản tham khảo một cái liên quan với Alliance sự tình sau. Tằng Quang Viễn cùng Tô Băng Vân mấy người cũng dồn dập rời khỏi chỗ này không gian kỳ dị, Thiên Kim Chuột Tiểu Kim là tạm thời đi theo Tả Phi Bạch rồi. Những người này trên mặt đều lo âu buồn phiền, phần lớn đều đang lo lắng về sau có còn hay không cùng Diệp Thần Phong gặp mặt lại hy vọng. Mà ở Tằng Quang Viễn đám người rời đi không gian kỳ dị bên trong thời điểm. Long Nguyên bí cảnh, đường lên trời tối phần cuối tòa kia thần bí trong cung điện. Diệp Thần Phong còn không biết tất cả mọi người được truyền tống ra Long Nguyên bí cảnh, cùng với Long Nguyên bí cảnh lối vào đã hoàn toàn sự tình. Tại bước vào cung điện trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cả người run lên một cái, hắn chỉ cảm thấy cung điện bên ngoài cùng bên trong hoàn toàn là hai cái thế giới. Bên trong cung điện này nhiệt độ thấp đáng sợ, trên mặt đất cùng trên vách tường đều che lấp cực kỳ thâm hậu băng xương. Theo lý tới nói, thực lực đến luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong Diệp Thần Phong. Hắn là không sợ giá lạnh, nhưng hôm nay hắn lại cảm giác bên trong thân thể mình huyết dịch tại ngưng động, khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt cũng từng đợt đâm nhói, có thể tưởng tượng được nhiệt độ của nơi này có cỡ nào thấp. Liền ngay cả luân hồi cảnh nhất trọng thiên cường giả cũng chịu không được. Diệp Thần Phong cảm giác thân thể của mình càng ngày càng cứng ngắc lại, trong lòng của hắn ám kêu không tốt, hắn muốn lập tức lui ra tòa cung điện này. Mà đúng lúc này, hắn bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa xoay tròn. Theo, vạn năm băng tuyết liên hoa xoay tròn, Diệp Thần Phong trong cơ thể huyết dịch đang khôi phục nhiệt độ rồi, tuy rằng thân thể vẫn cảm thấy lạnh, thế nhưng tối thiểu không có nguy hiểm chí mạng rồi. Tại người cứng ngắc khôi phục như cũ sau đó Diệp Thần Phong trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này mới bắt đầu đánh giá bên trong cung điện hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy tòa cung điện này cực kỳ to lớn. Toàn bộ cung điện cũng không hề quá chỗ đặc thù, duy nhất hấp dẫn Diệp Thần Phong liền cắn một cái to lớn quan tài. Chỉ thấy tại cung điện chính giữa phía trước nhất giữa không trung, bốn cái cực kỳ tráng kiện kim loại dây xích giam ở một cái quan tài bốn cái góc thượng.
Này này chiếc quan tài vững vàng sâu ở giữa không trung bên trong. Này chiếc quan tài toàn thân hiện lên màu trắng, trường có tới 20 mét, rộng cũng đầy đủ có 10 mét, người bình thường quan tài lớn nhỏ cùng này chiếc quan tài so với. E sợ liền cái này màu trắng quan tài 1/10 cũng không có. Cái này to lớn màu trắng quan tài, tại quan trên khuôn mặt có một ít rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ, từ nơi này chút bên trong cái hang nhỏ không ngừng có cực hạn lạnh giá nhô ra. Xem ra tòa cung điện này sở dĩ sẽ như thế lạnh giá, phải cùng cái này to lớn màu trắng quan tài có quan hệ. Này chiếc quan tài bên trên trà khắc họa nước cờ đầu trông rất sống động màu trắng cự long, ngoài ra, Diệp Thần Phong liền không cảm giác được cái khác rồi. Diệp Thần Phong tới nơi này là vì thu được long tộc truyền thừa, bên trong tòa cung điện này chỉ có cái này màu trắng quan tài là cổ quái nhất, cho nên hắn hoài nghi long tộc truyền thừa cùng này chiếc quan tài có quan hệ. Có vạn năm băng tuyết liên hoa bảo vệ, Diệp Thần Phong phải không dùng e ngại nơi này lạnh giá rồi, hắn từng bước hướng về được sâu ở giữa không trung màu trắng quan tài đi đến. Nhưng đang đi ra 10 bước sau, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác chu vi trở nên trời đất quay cuồng lên, trong đầu hắn cũng là một trận mê muội, đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh thay đổi, hắn dĩ nhiên về tới thế tục giới phong vệ doanh bên trong. Diệp Thần Phong biết mình là tiến vào một loại nào đó trong ảo cảnh rồi, này chỉ sợ là đạt được long tộc truyền thừa một loại nào đó thử thách. Đang hiểu rõ sự chuyện đã xảy ra sau đó Diệp Thần Phong cảm xúc lập tức bình tĩnh lại. Hắn nhìn thấy Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người, gia gia của hắn, cha mẹ hắn cùng nhi nữ của hắn toàn bộ vừa nói vừa cười, nhưng những người này thật giống hoàn toàn không cảm thấy được Diệp Thần Phong. Dĩ nhiên đã kết luận nơi này là ảo giác. Như vậy Diệp Thần Phong liền bắt đầu cân nhắc phải như thế nào thoát khỏi nơi này. Có thể theo thời gian từ từ chuyển rời. Trong ảo cảnh bốn mùa không ngừng biến đổi, Diệp Thần Phong khởi điểm chả không cho là đúng, nhưng là hắn nhìn thấy trong ảo cảnh nữ nhân của mình, gia gia của mình, cha mẹ của mình cùng nhi nữ của chính mình, đang chậm rãi toàn bộ biến lão. Ảo cảnh thời gian trôi qua phi thường nhanh. Diệp Thần Phong nhìn thấy gia gia của mình bởi vì tuổi tác quá cao rốt cuộc đã chết đi, tất cả mọi người tại phong vệ doanh bên trong giúp Diệp Thần Phong gia gia tổ chức lễ tang. Diệp Thần Phong nhìn xem gia gia của hắn không nhúc nhích nằm ở trong quan tài, mặc dù biết nơi này là huyễn cảnh, nhưng là của hắn tâm lại bỗng nhiên đâm bắt đầu thấy đau, hắn ở trong lòng tự nói, phải tỉnh táo, nơi này hết thảy đều là ảo giác. Trong ảo cảnh lễ tang kết thúc, thời gian lần thứ hai nhanh chóng trôi qua. Chỉ thấy Diệp Thần Phong cha mẹ của nếp nhăn trên mặt đang không ngừng biến nhiều, cuối cùng rốt cuộc cũng là chạy không thoát vừa chết, nhìn mình cha mẹ lễ tang cử hành, nhìn xem trong quan tài cha mẹ mình già nua dáng dấp. Diệp Thần Phong thật chặt cắn môi, trái tim hắn là một trận quặn đau, hắn trong lỗ mũi hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, hắn nghiến răng nghiến lợi quát lên, đây đều là giả dối, đây đều là giả dối. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cha mẹ lễ tang cũng kết thúc. Trong ảo cảnh thời gian lần thứ hai nhanh chóng trôi đi. Diệp Thần Phong nữ nhân một tên tiếp theo một tên già đi, đã chết đi, nhi nữ của hắn cũng chậm chậm lớn lên, già đi cùng đã chết đi. Nhìn xem một hồi lại một hồi lễ tang cử hành. Diệp Thần Phong tâm tư yếu vỡ vụn, hắn sợ nhất chính là mình quá vô năng, không cách nào bảo vệ bên người người thân cùng nữ nhân. Diệp Thần Phong thủ trưởng thật chặt nắm thành quyền đầu, bởi quá mức dùng sức. Đầu ngón tay lâm vào trong lòng bàn tay, tiên huyết theo bàn tay của hắn trơn trượt rơi xuống mặt đất, hắn rốt cục không nhịn được quát khàn cả giọng, không, tất cả những thứ này đều không là sự thật, ta phải bảo vệ bên cạnh ta tất cả mọi người, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ trước tiên cách ta mà đi. Tại Diệp Thần Phong giống cho tới khi nào xong, một giọng già nua truyền vào trong lỗ tai của hắn, thật thật giả giả chân thực, ngươi có thể nói tất cả những thứ này đều là giả dối sao? Người bên cạnh ngươi sớm muộn cũng sẽ rời bỏ ngươi, liền ngay cả ngươi cuối cùng cũng chỉ biết biến thành một nắm cát vàng, cuối cùng biến mất ở vùng thế giới này giữa. Mảnh này thiên nắm trong tay tất cả, nắm trong tay thế gian vạn vật, chỉ có thiên là vĩnh tồn, vạn vật đều cũng có kỳ hạn, người bên cạnh ngươi nhất định đều sẽ từng cái rời bỏ ngươi. Đạo này thanh âm già nua tại Diệp Thần Phong bên tai quanh quẩn, âm thanh này phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực. Để Diệp Thần Phong đã quên chính mình thân ở trong ảo cảnh rồi, khiến hắn lầm tưởng vừa vặn hết thảy tất cả đều là thật, bên cạnh hắn người thân cùng nữ nhân toàn bộ từng cái chết rồi.
Diệp Thần Phong trên mặt khi thì thống khổ, khi thì bi thương, khi thì phẫn nộ, lúc mà cô đơn. Chỉ là ngăn ngắn một phút, Diệp Thần Phong tâm thái biến hóa ngàn vạn, phảng phất là đã trải qua nhân thế gian tang thương, hốc mắt của hắn bên trong chảy ra hai hàng thanh lệ. Chính lúc Diệp Thần Phong một lòng yếu đến sống mãi kiên định đang chậm chậm buông lỏng biến mất thời điểm, từ Diệp Thần Phong sâu trong đáy lòng chợt bộc phát ra nhất cổ không cam lòng cùng nhất cổ phẫn nộ. Nguyên bản tại buông lỏng cùng biến mất kiên định, trong chớp mắt đình chỉ lại. Nước mắt không lại chảy xuôi. Diệp Thần Phong ngực lửa giận yếu muốn nổ tung lên rồi, ngón tay hắn chỉ vào bầu trời, hắn âm vang mạnh mẽ quát lên, dựa vào cái gì? Người bằng quyết định gì vận mệnh của chúng ta? Quyết định chúng ta sinh lão bệnh tử. Ta Diệp Thần Phong không phục, ta Diệp Thần Phong không phục a hát. Diệp Thần Phong con người huyết hồng một mảnh, hắn buông lỏng cùng biến mất kiên định, lại đang từng điểm ngưng tụ, hơn nữa hắn yếu đến sống mãi kiên định trở nên càng thêm ngoan cố rồi. Hắn dùng tận sức mạnh toàn thân quát, ta sẽ không để cho ngươi cướp đi người bên cạnh ta, liền coi như bọn họ đi rồi Diêm Vương Điện, ta cũng yếu đem bọn hắn một lần nữa tìm trở về, trên thế giới này không ai có thể ngăn cản ta Diệp Thần Phong đường đi, liền ngươi lão thiên cũng không được. Ta muốn đến sống mãi, ta muốn để người ở bên cạnh đều đến sống mãi. Tại câu nói này nói xong, Diệp Thần Phong cả người đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn cái kia viên yếu đến sống mãi tâm tư trở nên không gì không xuyên thủng rồi, trở nên không người có thể phá hủy. Tại Diệp Thần Phong bình tĩnh lại trong nháy mắt. Hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh lần thứ hai thay đổi, hắn về tới chỗ kia thần bí bên trong cung điện. Trải qua một phen rèn luyện, Diệp Thần Phong tâm tính biến càng thêm thiên y vô phùng. Dù sao đến sống mãi là một con đường không có lối về, tâm tính chỉ cần có một tia vết nứt cùng bất ổn, cuối cùng đều có khả năng vạn kiếp bất phục. Chương 1714, áo nghĩa tranh huy. Khả tạo chi tài. Két, 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 két. Tại Diệp Thần Phong từ trong ảo cảnh tỉnh lại, trên lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người thời điểm. Chỉ nghe từ cái kia giữa không trung to lớn màu trắng trên quan tài, phát ra từng tiếng khiến người ta tóc gáy dựng lên thanh âm. To lớn nắp quan tài được từng điểm rời đi. Diệp Thần Phong mới từ trong ảo cảnh đi ra, hắn liền lại thấy được một cái tình cảnh quái quỷ, phải biết này quan tài không biết ở nơi này thả bao nhiêu năm tháng rồi, chẳng lẽ nói này chiếc quan tài bên trong người còn sống. Diệp Thần Phong không khỏi nín thở, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm chậm rãi được rời đi nắp quan tài. Theo, nắp quan tài được từng điểm rời đi, từ to lớn trong quan tài nhanh chóng tràn ra mãnh liệt mà lại cực hạn lạnh giá. Diệp Thần Phong thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Cũng may hắn bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa lập tức tăng nhanh vận chuyển tốc độ, này mới khiến trên người của hắn cực hạn lạnh giá đột nhiên một giảm. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất vi vi rung động, nắp quan tài hoàn toàn mở ra, toàn bộ nắp quan tài là mất rơi trên mặt đất. Oanh! Một khí thế bàng bạc từ to lớn màu trắng trong quan tài phóng lên trời, trong đó xen lẫn nồng nặc long khí tức. Bên trong cung điện không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Răng rác, răng rác, răng rác, ầm, ầm, ầm. Thần bí cung điện bên trong dưới đất là nhanh chóng nứt toác, sau đó lại không ngừng phát sinh nổ tung, toàn bộ cung điện chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền biến được thê thảm không nỡ nhìn. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau 5 bước, ánh mắt của hắn nhìn xem quan tài khẩu. Ai, đã bao nhiêu năm? Ta ngủ say đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng coi như đem ta long tộc người hữu duyên trở đến. Từ to lớn màu trắng trong quan tài truyền ra một trận thở dài, một đạo thân ảnh khổng lồ tại trong quan tài ngồi dậy. Này đạo thân ảnh khổng lồ từ trong quan tài đi ra. Chỉ thấy đạo thân ảnh này có tới cao 20 mét, Diệp Thần Phong tại đạo thân ảnh này trước mặt tựu như cùng một cái tiểu ải nhân một loại. Này đạo thân ảnh khổng lồ cố ý thu lại trong cơ thể mình khí thế. Không cho bất kỳ một tia khí thế tiết ra ngoài, nhưng cho dù như thế, Diệp Thần Phong tại đây đạo thân ảnh khổng lồ trước mặt. Hắn có một loại quỳ bái cảm giác. Cũng còn tốt vừa vặn Diệp Thần Phong tâm tính trải qua rèn luyện, tâm tính của hắn trở nên càng thêm không gì không xuyên thủng rồi. Nếu như đổi lại không có rèn luyện tâm tính trước đó, e sợ Diệp Thần Phong căn bản vô pháp tại đây đạo thân ảnh khổng lồ đứng trước mặt rồi. Từng đợt long khí từ nơi này đạo thân ảnh khổng lồ trên người tỏa ra. Nồng nặc long khí hướng về Diệp Thần Phong phả vào mặt,
Này đạo thân ảnh khổng lồ liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, thân thể của hắn liền bắt đầu rút nhỏ. Thẳng đến thu nhỏ lại đã đến cùng người thường một dạng, thu nhỏ lại xu thế mới đình chỉ. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt cái này rút nhỏ đàn ông trung niên. Cái này đàn ông trung niên khí độ bất phàm, người mặc một bộ trường sam màu trắng, chỉ là giữa hai lông mày hữu hóa không ra ưu sầu. Cảm thụ phả vào mặt nồng nặc long khí, Diệp Thần Phong hầu như có thể khẳng định trước mặt cái này đàn ông trung niên chính là long tộc tổ tiên. Tại Diệp Thần Phong đánh giá đàn ông trung niên thời điểm, đàn ông trung niên cũng đang quan sát Diệp Thần Phong, hắn khẽ gật đầu nói, ta tên chính là Long Hướng Thiên, ta là long tộc tổ tiên, đồng dạng cũng là long tộc đời thứ hai tộc trưởng, ta nghĩ ngươi là nhìn thấy long bên trong thần điện thứ tộc trưởng đời thứ nhất lưu lại cuộn tranh, ngươi mới tìm tới nơi này chứ. Không tệ, không tệ, ta sớm liền bố trí ở chỗ này một cái phức tạp mê huyễn trận. Có thể làm cho người nhìn thấy bên người người thân cùng nữ nhân từng cái đều chết đi, nếu như là tâm tính không kiên định người, như vậy tâm trí của hắn đem toàn bộ bị phá hủy. Từ sau đó tu vi đem không cách nào tăng lên. Muốn phải thừa kế ta long tộc truyền thừa, nhất định muốn có không gì không xuyên thủng tâm tính, đã lấy được chúng ta long tộc truyền thừa, chuyện này ý nghĩa là liền muốn cùng lên trời tranh đấu, liền muốn dẫn dắt chúng ta long tộc còn lại huyết mạch thoát khỏi nguyền rủa. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn nhìn xem phía trước mặt khí độ bất phàm Long Hướng Thiên. Hắn kinh nghi bất định nói ra, ngươi là long tộc đời thứ hai tộc trưởng. Ngươi làm sao có khả năng còn sống, ngươi nên là viễn cổ thời đại sơ kỳ nhân vật chứ. Long Hướng Thiên khá là bất ngờ gật gật đầu, nói ra, không nghĩ tới ngươi chả hiểu rõ rất nhiều. Năm đó ta long tộc đi ngược lên trời, thề phải đến sống mãi. Thoát khỏi trời cao trưởng khống. Mà cuối cùng chúng ta long tộc nhận lấy trời cao nguyền rủa. Long tộc cường giả tuyệt thế vô duyên vô cớ vẫn lạc, long tộc thiên tài tuyệt thế toàn bộ sống không qua 100 tuổi, ở tình huống như vậy chúng ta long tộc rất nhanh sẽ lui ra võ đài của thế giới. Cuối cùng chúng ta long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất không tiếc tiêu hao tu vi dò xét thiên cơ, để hắn nhìn thấy một chút chúng ta long tộc hy vọng, bảo lưu lại long tộc một ít huyết mạch, mà ta thân là long tộc đời thứ hai tộc trưởng. Ta ở nơi này chỉ vì chờ đợi ngươi đến. Được rồi, thời gian của ta không nhiều lắm, ta hiện tại liền đem long tộc truyền thừa giao cho ngươi. Hả? Long Hướng Thiên đột nhiên nhíu mày, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong bên hông càn khôn đại, hắn bàn tay phải khẽ động, Diệp Thần Phong liền cảm giác mình không cách nào nhúc nhích mảy may rồi, bên hông hắn càn khôn đại trong nháy mắt bay vào Long Hướng Thiên trong tay. Long Hướng Thiên nói ra, không cần lo lắng. Ta cũng sẽ không ham muốn đồ vật của ngươi, sứ mạng của ta chính là ở chỗ này chờ chờ sự xuất hiện của ngươi, các tướng long tộc truyền thừa giao cho ngươi sau đó ta liền sẽ biến mất ở vùng thế giới này giữa rồi. Nghe vậy, không cách nào nhúc nhích Diệp Thần Phong, hắn lúc này mới hơi chút yên tâm một ít. Cảm thụ không ngừng phả vào mặt nồng nặc long khí, Diệp Thần Phong trong thân thể mơ hồ có một loại rung động. Long Hướng Thiên đem trong túi càn khôn kim long bảo giáp lấy ra ngoài. Hắn khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cái này kim long bảo giáp là Diệp Thần Phong trước đó từ trên người Trần Nguyên Hàn lấy được. Kim long bảo giáp có thể chống đối sự công kích của kẻ địch. Bất quá, ngăn cản công kích càng mạnh, như vậy này kim long bảo giáp hấp thu tiên huyết thì càng nhiều. Này kim long bảo giáp chính là lấy hấp thu tiên huyết để đánh đổi để ngăn cản công kích. Đây là Phong Lôi Tông lúc trước tiến vào Long Nguyên bí cảnh người lấy được. Long Hướng Thiên trực tiếp đem kim long bảo giáp mặc vào người, sát theo đó, từ kim long bảo giáp bên trong thả ra nhất cổ mãnh liệt sinh cơ, này cỗ sinh cơ đột nhiên trào vào Long Hướng Thiên bên trong thân thể. Long Hướng Thiên khí sắc trở nên hồng nhuận mấy phần, hắn nói ra, cái này bảo giáp chính là ta long tộc vật phẩm, có thể hấp thu người tu luyện trong cơ thể huyết dịch, đem huyết dịch chuyển hóa thành sinh cơ chứa đựng tại bảo giáp bên trong. Nguyên bản ta chỉ có thời gian một nén nhang truyền dạy cho ngươi long tộc truyền thừa, nhưng bây giờ ta có hai ngày thời gian rồi, thời gian vô cùng đầy đủ. Này kim long bảo giáp trước đó khẳng định có rất nhiều Phong Lôi Tông người sử dụng qua, trong đó tự nhiên là được tồn trữ một phần sinh cơ. Mà Diệp Thần Phong giờ khắc này lại đối Long Hướng Thiên lời nói chẳng quan tâm, ánh mắt của hắn cực kỳ chăm chú. Đối mặt không ngừng phả vào mặt nồng nặc long khí. Diệp Thần Phong trong thân thể rung động càng ngày càng mãnh liệt rồi, hắn cảm giác thân thể của mình bên trong giường như muốn lao ra một con rồng đến. Long Hướng Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong chuyên chú dáng dấp sau,
hắn không có lựa chọn lại mở miệng rồi, dù sao thời gian của hắn trở nên thừa thải, ở một bên chờ một lát thật cũng không việc. Diệp Thần Phong trước đó hấp thu long tộc số mệnh lực lượng, bây giờ lại không ngừng cảm thụ nhất cổ lại một luồng nồng nặc long khí, trong thân thể của hắn từ từ tự chủ tại hình thành một tia long khí, một tia thuộc về hắn Diệp Thần Phong long khí. Long Hướng Thiên rốt cuộc nhìn ra Diệp Thần Phong tại sao như thế chăm chú. Hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong thật giống nằm ở lĩnh ngộ long áo nghĩa biên giới rồi, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong vẫn có thể ở nơi này lĩnh ngộ long áo nghĩa, xem ra Diệp Thần Phong thiên phú thật là không tệ. Để cho ta tới giúp hắn một tay đi. Long Hướng Thiên đem trong cơ thể mình long khí bước ra, hướng về Diệp Thần Phong tuôn tới long khí là càng thêm nồng nặc, càng thêm mãnh liệt rồi. A hát! Diệp Thần Phong ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Khi hắn gầm rú đồng thời, trong thân thể của hắn truyền ra một tiếng rồng gầm. Một cái to lớn băng long tại Diệp Thần Phong sau lưng không gian hiển hiện, này hư huyễn băng long bên trong hàm chứa rồng thực sự khí. Nói cách khác Diệp Thần Phong lĩnh ngộ long áo nghĩa, lĩnh ngộ long áo nghĩa bên trong băng long áo nghĩa. Này băng long áo nghĩa tác động Diệp Thần Phong trong cơ thể phượng hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo nghĩa. Oanh, oanh, hai tiếng. Sau lưng Diệp Thần Phong, hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân ảo giác cũng tạo thành. To lớn băng long ở chính giữa, hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân phân biệt hai bên trái phải tại băng long hai bên. Có thể nói là ba loại thần thú áo nghĩa lẫn nhau tranh huy rồi. Long Hướng Thiên cũng không biết Diệp Thần Phong trả lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo nghĩa, bây giờ nhìn thấy áo nghĩa tranh huy, hắn cực kỳ hài lòng gật đầu nói. Thực lực tuy rằng kém một chút, nhưng thiên phú tuyệt đối không lời nói, bực này tuổi có thể lĩnh ngộ ba loại cao cấp áo nghĩa, đích thật là một cái khả tạo chi tài, hắn chính là chúng ta long tộc tương lai hy vọng. Chương 1715, xưa nay chưa từng có. Tại Diệp Thần Phong lĩnh ngộ long áo nghĩa bên trong băng long áo nghĩa lúc. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên, hai người bọn họ là hoàn toàn bó tay rồi. Hai người bọn họ tại khi còn sống, từng người cũng mới lĩnh ngộ năm loại áo nghĩa, mà bây giờ Diệp Thần Phong mới bao nhiêu tuổi? Mới chỉ là hơn 20 tuổi. Tại ở độ tuổi này có thể lĩnh ngộ ba loại cao cấp áo nghĩa, e sợ liền long tộc năm đó tuyệt đỉnh thiên tài cũng không cách nào làm được. Lão Bạch, tiểu tử này, ta đã là hoàn toàn không cách nào bình tĩnh, ta là thật sự đố kỵ tiểu tử này, xem ra chúng ta vẫn là quá thấp đánh giá hắn thành tựu tương lai rồi. Khi hắn thu được long tộc truyền thừa sau, thiên phú của hắn còn đem tăng lên thêm một bước. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng lập tức nói ra, lão Hắc, khi tiến vào thiên huyền giới sau, chúng ta thì có hy vọng một lần nữa sống lại. Tất cả những thứ này đều phải xem tên tiểu tử này. Bất quá, tên tiểu tử này xưa nay đều không có để cho chúng ta thất vọng qua. Chờ hắn rời đi nơi này sau đó chúng ta nên sẽ đối hắn nói rõ tường tận một ít chuyện. Bởi Diệp Thần Phong một mực nằm ở lĩnh ngộ băng long áo nghĩa bên trong, hắn căn bản không có nghe được lão Hắc cùng lão Bạch nói chuyện. Băng long ảo giác, hỏa phượng hoàng ảo giác cùng hỏa kỳ lân ảo giác, này ba loại ảo giác trông rất sống động, long khí tức, phượng hoàng khí tức cùng kỳ lân khí tức lẫn nhau đan vào với nhau. Chỉ chốc lát sau, này ba loại ảo giác mới bắt đầu từ từ tiêu tán. Tại ba loại ảo giác biến mất sau đó Diệp Thần Phong từ lĩnh ngộ trạng thái trong thoát ly đi ra. Diệp Thần Phong đương nhiên cũng cảm thấy bên trong thân thể mình biến hóa, trước hắn vẫn muốn lĩnh ngộ long áo nghĩa, không nghĩ tới hôm nay còn thật sự bị hắn lĩnh ngộ, hơn nữa lĩnh ngộ vẫn là băng long áo nghĩa. Băng long áo nghĩa chính dễ dàng ra chỉ tại long tường cửu thiên bên trên. Dù sao long tường cửu thiên cũng là băng thuộc tính. Long Hướng Thiên đang nhìn đến Diệp Thần Phong từ lĩnh ngộ trạng thái trong đi ra ngoài sau đó hắn đem càn khôn đại trả lại cho Diệp Thần Phong. Hắn nói ra cái này bảo giáp đối với ngươi là không có quá nhiều tác dụng. Chỉ có long tộc huyết mạch người mới có thể hấp thu trong đó tồn trữ sinh cơ. Diệp Thần Phong đã sớm khôi phục năng lực hoạt động, hắn vừa nãy cũng cảm thấy đánh úp về phía hắn long khí đột nhiên trở nên nồng nặc. Hắn biết hắn có thể đủ thuận lợi như vậy lĩnh ngộ băng long áo nghĩa, đây nhất định là Long Hướng Thiên trợ hắn một chút sức lực. Kim Long bảo giáp đối với Diệp Thần Phong đến nói hoàn toàn là vô bổ. Hắn đối với Long Hướng Thiên nói ra, Long tiền bối, đa tạ ngươi giúp đỡ. Long Hướng Thiên tùy ý khoát tay áo một cái, nói ra, không cần cảm ơn ta. Ngươi là ta nhóm Long tộc tương lai hy vọng, ta
ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ác ý, hiện tại ta liền đem Long tộc vô thượng công pháp truyền thụ cho ngươi. Này Long tộc vô thượng công pháp nguyên bản chỉ có Long tộc nhân tài có thể tu luyện. Bất quá, có ta ở đây nơi này giúp đỡ ngươi, ta sẽ cho ngươi có thể thuận lợi tu luyện chúng ta Long tộc vô thượng công pháp. Chúng ta Long tộc vô thượng công pháp bá đạo cực kỳ, ta nghĩ ngươi trước đó khẳng định tu luyện còn lại một loại nào đó công pháp chứ. Tại ta đem Long tộc vô thượng công pháp truyền thụ cho ngươi sau. Bên trong cơ thể ngươi những công pháp khác đem toàn bộ tiêu tan. Được rồi. Phí lời ta cũng không muốn nói nhiều, người bây giờ liền chuẩn bị tiếp thu chúng ta Long tộc vô thượng công pháp đi. Long Hướng Thiên không đợi Diệp Thần Phong nói chuyện, bàn tay phải của hắn hướng về Diệp Thần Phong tìm tòi, một đạo hào quang màu vàng óng lập tức từ trong bàn tay của hắn tóe phát ra. Luồng hào quang màu vàng óng này đem Diệp Thần Phong trong nháy mắt bao phủ ở trong đó. Đang bị hào quang màu vàng bao phủ trong nháy mắt. Diệp Thần Phong trong cổ họng không ngớt lời âm cũng không phát ra được, thân thể lần thứ hai không cách nào nhúc nhích, trong lòng của hắn có loại xúc động mà chửi thề rồi, này Long Hướng Thiên cũng quá sốt ruột đi nha. Diệp Thần Phong không phải là chỉ tu luyện một loại công pháp. Hắn nhưng là đã tu luyện thần huyết quyết cùng ma thiên quyết rồi, hắn tuyệt đối không muốn hai loại công pháp được Long tộc vô thượng công pháp chèn ép tiêu tán. Long Hướng Thiên nói ra, tập trung tinh thần. Ta giúp ngươi ở bên trong thân thể vận chuyển chúng ta Long tộc vô thượng công pháp Long Thần Quyết. Tại Long Hướng Thiên vừa dứt lời thời khắc, Diệp Thần Phong trong đầu lập tức nhiều hơn một phần công pháp khẩu quyết, vàng rực rỡ kiểu chữ tại trong đầu của hắn từng cái hiển hiện. Tại Long Thần Quyết khẩu quyết hiển hiện thời điểm. Không cần Diệp Thần Phong đi lĩnh ngộ Long Thần Quyết bên trong ảo diệu, một nguồn sức mạnh đã tại giúp đỡ Diệp Thần Phong vận chuyển Long Thần Quyết rồi. Hắn biết đây nhất định là Long Hướng Thiên đang giúp hắn. Long Hướng Thiên trong cơ thể mãnh liệt long khí không ngừng tuôn vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, Long Thần Quyết chỉ có Long tộc người mới có thể tu luyện, Diệp Thần Phong yếu tu luyện, nhất định muốn dựa vào tuyệt đối nồng nặc long khí, để Long Thần Quyết lầm tưởng Diệp Thần Phong cũng là trong Long tộc người. Chỉ cần Long Thần Quyết ở trong người hoàn toàn vận chuyển lại một lần, như vậy về sau Diệp Thần Phong liền không cần nồng nặc long khí trợ giúp. Một đạo năng lượng màu vàng óng tại Diệp Thần Phong trong gân mạch lưu động. Diệp Thần Phong trong gân mạch có hai cái linh khí dòng sông, một cái linh khí dòng sông là thuộc về thần huyết quyết, một. Khác đầu linh khí dòng sông là thuộc về ma thiên quyết. Theo luồng năng lượng màu vàng óng này lẻn vào, Diệp Thần Phong trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông trở nên bất an. Luồng năng lượng màu vàng óng này đang không ngừng phá hủy Diệp Thần Phong trong gân mạch nguyên bản hai cái linh khí dòng sông. Cái này hai đầu linh khí dòng sông cảm nhận được năng lượng màu vàng óng uy hiếp sau đó chúng nó dĩ nhiên liên hợp lại đồng thời đối kháng năng lượng màu vàng óng rồi. Diệp Thần Phong cảm giác mình toàn thân gân mạch đau đớn vạn phần, hết thảy gân mạch đều có loại yếu nổ tung khó chịu cảm giác. Long Hướng Thiên đang nhìn đến Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt thống khổ sau, hắn nói ra cảm giác thống khổ lập tức sẽ đi qua, Long Thần Quyết chẳng mấy chốc sẽ tại trong cơ thể ngươi vận chuyển lại. Long Hướng Thiên cũng không có phát hiện Diệp Thần Phong trong gân mạch nguyên bản là có hai cái linh khí dòng sông, hắn chỉ là dùng sức mạnh của mình đang giúp Diệp Thần Phong vận chuyển Long Thần Quyết, hắn không có đi tra xét Diệp Thần Phong thân tình huống trong cơ thể. Nhưng mà, Diệp Thần Phong trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông cùng luồng năng lượng màu vàng óng kia là lẫn nhau giằng co. Hai cái linh khí dòng sông liên hợp lại sau đó chúng nó ngược lại là có thể chống đỡ luồng năng lượng màu vàng óng kia phá hủy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Thần Phong toàn thân gân mạch đều xuất hiện từng cái vết rạn nứt rồi. Mà đang lúc này, luồng năng lượng màu vàng óng kia buông tha cho phá hủy mặt khác hai cái linh khí dòng sông rồi, mà cái này hai đầu linh khí dòng sông cũng cho luồng năng lượng màu vàng óng kia nhường ra một cái thông lộ. Luồng năng lượng màu vàng óng kia theo trong gân mạch nhường ra một cái thông lộ lao nhanh mà đi, rất nhanh. Năng lượng màu vàng óng liền ở Diệp Thần Phong bên trong thân thể trong gân mạch lao nhanh một vòng, khi hắn trong gân mạch lại tăng thêm một cái màu vàng linh khí dòng sông. Ba cái linh khí dòng sông tại Diệp Thần Phong trong gân mạch lẫn nhau đều gian cách một khoảng cách nhỏ, ai cũng không đi ảnh hưởng ai. Tại màu vàng linh khí dòng sông hình thành trong nháy mắt, Diệp Thần Phong gân mạch thượng vết rạn nứt trong nháy mắt toàn bộ khép lại. Long Hướng Thiên cũng cảm thấy Long Thần Quyết triệt để tại Diệp Thần Phong trong cơ thể vận chuyển lại rồi,
hắn cười nói, kế tiếp ngươi mi tâm thức hải cũng sẽ bị Long Thần Quyết hình thành thức hải chỗ phá hủy, thay thế được. Diệp Thần Phong cảm thụ trong gân mạch ba cái nước giếng không phạm nước sông linh khí dòng sông, hắn đã là sững sờ rồi, hắn hoàn toàn không nghe thấy Long Hướng Thiên lời nói. Diệp Thần Phong trong mi tâm một mảnh trắng xóa thức hải cùng một mảnh màu đen thức hải đột nhiên trở mình vọt lên. Một điểm kim quang tại hai mảnh trong óc giữa lấp lánh lên. Theo thời gian chuyển rời, kim quang đang không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Màu trắng thức hải cùng màu đen thức hải thật giống cảm thấy uy hiếp, chúng nó bốc lên càng thêm lợi hại rồi. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy trong đầu một trận yếu nổ tung đau đớn. Mi tâm của hắn không ngừng lập lòe kim quang, bạch quang cùng hắc quang. Oanh, một tiếng. Màu trắng, màu đen cùng màu vàng thức hải đột nhiên từ Diệp Thần Phong mi tâm thẩm thấu ra ngoài, này ba mảnh thức hải bao vây ở Diệp Thần Phong bốn phía. Màu trắng cùng màu đen thức hải liên hợp lại chống đỡ màu vàng thức hải. Cuối cùng cùng với trong gân mạch linh khí dòng sông như thế, màu vàng thức hải buông tha cho phá hủy, ba mảnh thức hải khôi phục yên tĩnh. Màu vàng thức hải ở bên phải, màu trắng thức hải ở chính giữa, màu đen thức hải ở bên trái. Tại ba mảnh thức hải triệt để khôi phục lại yên lặng sau. Này ba mảnh thức hải lại thu sạch rút về Diệp Thần Phong giữa chân mày. Long Hướng Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong mi tâm thức hải dĩ nhiên không có bị thay thế được. Hơn nữa Diệp Thần Phong nguyên bản là có hai mảnh thức hải. Bây giờ đang tu luyện Long Thần Quyết sau đó biến thành ba mảnh thức hải. Cho dù Long Hướng Thiên chính là Long tộc đời thứ hai tộc trưởng, hắn cũng hoàn toàn không cách nào bình tĩnh, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, hắn kiểm tra một hồi Diệp Thần Phong gân mạch, trên mặt hắn biểu lộ là càng ngày càng đặc sắc, trong miệng không dám tin nói ra, ba cái linh khí dòng sông. Ba mảnh thức hải, này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói trước hắn liền tu luyện hai loại tuyệt thế công pháp? Long Hướng Thiên thân thể có một chút phát run. Hắn xưa nay chưa từng nghe nói, có người có thể nắm giữ ba cái linh khí dòng sông cùng ba mảnh thức hải, coi như là nắm giữ hai cái linh khí dòng sông cùng hai mảnh thức hải người cũng chưa từng nghe nói. Theo Long Hướng Thiên Diệp Thần Phong tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Chương 1716, Long tộc thứ ba nhiệm tộc trưởng. Trong đầu nổ tung y hệt đau đớn từ từ biến mất rồi. Diệp Thần Phong cảm thụ trong gân mạch ba cái linh khí dòng sông. Cảm thụ trong mi tâm ba mảnh thức hải, hắn biết đạo kim sắc linh khí dòng sông cùng màu vàng thức hải toàn bộ đều là Long Thần Quyết hình thành. Đối với lại mở ra một cái linh khí dòng sông cùng một mảnh thức hải, Diệp Thần Phong cũng không biết đây rốt cuộc là tốt, là xấu. Diệp Thần Phong nhắm mắt thật chặt con ngươi, hắn ở trong lòng lặng lẽ hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, ta bây giờ thân thể hẳn không có vấn đề chứ? Lão Hắc Giang Vận Thiên hồi đáp. Vừa vặn vẫn đúng là làm ta giật cả mình, nếu như bên trong cơ thể ngươi mặt khác hai cái linh khí dòng sông bị phá hủy, ngươi sẽ không có thể thi triển Ma Thiên Quyết cùng Thần Huyết Quyết rồi. May là tại ngàn cân treo sợi tóc Ma Thiên Quyết cùng Thần Huyết Quyết liên hợp đối kháng Long Thần Quyết, này mới đưa đến thân thể của ngươi lần nữa xảy ra dị biến, hình thành ba cái linh khí dòng sông cùng ba mảnh thức hải cùng tồn tại hiện tượng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, tiểu gia hỏa, tương lai ngươi phải đi chính là một cái con đường nghịch thiên. Nếu như ngươi giống như những người khác, vận mệnh của ngươi nhất định hội giống như Long tộc, từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hai loại công pháp đồng thời tu luyện, hình thành hai cái linh khí dòng sông cùng hai mảnh thức hải. Mà ngươi bây giờ là ba loại công pháp đồng thời tu luyện, tạo thành ba cái linh khí dòng sông cùng ba mảnh thức hải rồi, bản thân ngươi bây giờ thân thể không có bất kỳ dị dạng, muốn đến sống mãi, muốn để người bên cạnh ngươi đến sống mãi. Ngươi liền đã chú định phải đi một cái không giống bình thường đường. Ngươi yên tâm đi, ta cùng Lão Hắc hội thời khắc chú ý ngươi thân biến hóa trong cơ thể, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi xuất bất kỳ sai lầm nào. Diệp Thần Phong nghe được Lão Hắc cùng Lão Bạch lời nói sau, hắn lập tức yên tâm rất nhiều. Lâu như vậy thời gian ở chung, hắn bản năng đối Lão Bạch cùng Lão Hắc có một loại tín nhiệm. Tại Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt thời điểm, Long Hướng Thiên cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Trên mặt hắn biểu lộ không nhìn ra là cao hứng, vẫn là khổ sở, hắn do dự một lát sau, hắn thở dài, nói ra, hay là đây chính là tương lai ngươi phải đi đường đi. Hay là cũng chỉ có như vậy ngươi mới có thể dẫn dắt chúng ta Long tộc còn lại huyết mạch thoát ly nguyền rủa. Ba cái linh khí dòng sông,
ba mảnh thức hải, một ngày nào đó nếu như ngươi có thể bước lên đỉnh cao, ngươi khả năng thật sự có thể cùng ông trời đối nghịch, xem ra ta Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất theo dõi cái kia một tia thiên cơ không có phạm sai lầm. Hiện tại ta liền đem đại biểu Long tộc tộc trưởng dấu ấn cùng Long tộc một loại bí pháp truyền thụ cho ngươi, một khi ngươi tiếp nhận rồi Long tộc tộc trưởng dấu ấn, như vậy hết thảy người Long tộc tại trước mặt ngươi đều không hề chống đối lực lượng. Long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong có nhất cổ đối Long tộc thành viên khác áp chế lực. Tại ngươi thu được Long tộc tộc trưởng dấu ấn sau đó ngươi là sẽ trở thành chúng ta Long tộc đời thứ ba tộc trưởng, tương lai ngươi gặp đến chúng ta Long tộc còn lại huyết mạch. Bọn hắn đang nhìn đến dấu ấn sau, bọn hắn đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Chúng ta Long tộc thành chỗ có hy vọng đều đặt ở trên người ngươi, ngươi nhất định không để cho chúng ta thất vọng a hát. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tại ngươi tiếp thu Long tộc tộc trưởng dấu ấn sau đó thực lực của ngươi cũng sẽ có nhất định biên độ nhỏ tăng lên. Long tộc đời thứ ba tộc trưởng. Diệp Thần Phong biết hắn một khi đã trở thành Long tộc đời thứ ba tộc trưởng. Như vậy trên người hắn liền sẽ nhiều một phần trói buộc. Dù sao hắn đã nhận được Long tộc truyền thừa, nếu như hắn đem đến đối Long tộc huyết mạch hờ hững, như vậy tu vi của hắn rất có thể liền sẽ phải chịu trở ngại. Tiếp thu Long tộc tộc trưởng dấu ấn, vậy thì đại biểu Diệp Thần Phong một phần hứa hẹn, vi phạm hứa hẹn của mình, nhất định sẽ đối tu luyện của mình tạo thành ảnh hưởng. Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt chậm rãi trở nên kiên định lên, dù sao hắn muốn đến sống mãi, để người ở bên cạnh đến sống mãi. Đây đều là muốn cùng ông trời đối nghịch, giúp một lần Long tộc thì lại làm sao? Hắn hiện tại cần chính là không ngừng thu được sức mạnh. Diệp Thần Phong vẻ mặt trịnh trọng nói, Long tiền bối. Ta chuẩn bị sẵn sàng. Long Hướng Thiên gật đầu cười, hắn nhìn ra Diệp Thần Phong quyết tâm, hắn đem nửa người trên quần áo thoát khỏi. Ở sau lưng của hắn có một cái màu vàng đại long đồ án, này màu vàng đại long hết sức lập thể, phảng phất đều phải từ Long Hướng Thiên sau lưng thượng lao ra bình thường. Này màu vàng đại long chính là Long tộc tộc trưởng dấu ấn rồi, mỗi một nhiệm Long tộc tộc trưởng cũng là muốn đạt được đời trước Long tộc tộc trưởng công nhận, bằng không dù ai cũng không cách nào ngồi trên Long tộc tộc trưởng vị trí, bởi vì chỉ có đời trước Long tộc tộc trưởng tự mình đem chính mình tộc trưởng dấu ấn truyền thụ. Lúc này mới có thể thực sự trở thành Long tộc tộc trưởng. Long Hướng Thiên nghiêm túc nhìn xem Diệp Thần Phong, trong không khí để lại đạo đạo tàn ảnh, hắn trong nháy mắt xuất hiện Diệp Thần Phong trước mặt, hai tay nhanh chóng chống đỡ ở Diệp Thần Phong trên ngực. Sát theo đó, Long Hướng Thiên trên người đột nhiên che kín từng cái màu vàng mạch lạc, những này mạch lạc trải rộng hắn mỗi một tấc da thịt, sau lưng của hắn cái kia màu vàng đại long đồ án, vào đúng lúc này, phảng phất là sống lại. Này màu vàng đại long trong con người mắt lộ ra hung quang, thân thể không ngừng tại Long Hướng Thiên sau lưng thượng giãy giụa, nhưng rậm rạp chằng chịt màu vàng mạch lạc cũng bao trùm lên này màu vàng đại long, những này mạch lạc tạo thành một chiếc võng, để này màu vàng đại long dù như thế nào cũng thoát đi không đi ra ngoài. Long Hướng Thiên hai con song trưởng hào quang chói lọi. Một cỗ năng lượng trào vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể, nhanh chóng tại dung hợp tiến trong thân thể của hắn. Nồng nặc long khí đem Diệp Thần Phong hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Diệp Thần Phong không có cảm giác đến bất kỳ thống khổ cảm giác, trái lại trong thân thể là hết sức sảng khoái. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, trước mặt Long Hướng Thiên, toàn thân hắn da thịt lại bắt đầu chậm rãi trở nên nhăn nheo rồi. Nguyên bản khí độ bất phàm Long Hướng Thiên đang nhanh chóng già nua, tóc của hắn cũng đang chậm rãi biến trắng rồi. Thấy cảnh này Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn đột nhiên có loại khó chịu cùng không đành lòng. Trên mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều Long Hướng Thiên, hắn cực kỳ nhẹ nhõm nói ra, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, ta thân là Long tộc đời thứ hai tộc trưởng, ta cất giữ cuối cùng sinh cơ lâm vào trường miên bên trong, ta chính là vì chờ đợi sự xuất hiện của ngươi. Chỉ cần tương lai ngươi tìm đến chúng ta Long tộc còn dư lại huyết mạch, tận ngươi có khả năng để cho bọn họ thoát khỏi nguyền rủa, đây chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Không phải nghĩ nhiều cái khác, tập trung tốt tinh thần. Diệp Thần Phong nghe được Long Hướng Thiên kiên quyết lời nói sau, hắn đem trong lòng còn lại tâm tình bài trừ ra ngoài, chăm chú tiếp thu nồng nặc long khí tẩy lễ cùng trong cơ thể năng lượng dung hợp. Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế là nhanh nhanh kéo lên. Hắn đột phá đến luân hồi cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong không bao lâu đây. Bây giờ hắn bình cảnh lần thứ hai buông lỏng rồi. Khí thế một tầng tiếp lấy một tầng dâng mạnh.
Luân hồi cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, luân hồi cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ, luân hồi cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Tại thực lực nhanh chóng tăng lên tới luân hồi cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong sau đó Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế chỉ là hơi chút dừng lại một chút. Lần nữa bắt đầu một đường hát vang rồi. Luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, luân hồi cảnh tam trọng thiên trung kỳ, luân hồi cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Tại Diệp Thần Phong thực lực vượt vào luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong sau. Hiska zzza, hiska zzza, hiska zzza. Diệp Thần Phong nửa người trên quần áo toàn bộ biến thành mảnh vải rơi vào trên mặt đất. Mà Long Hướng Thiên sau lưng cái kia giấy giụa màu vàng đại long cũng đã biến mất. Diệp Thần Phong nguyên bản trắng nõn trên lưng, từ từ hiện lên một cái màu vàng đại long đồ án. Tại màu vàng đại long đồ án triệt để tại Diệp Thần Phong trên lưng hình thành trong nháy mắt, Long Hướng Thiên buông lỏng ra hai tay, đầu hắn phát đã toàn bộ trợn nhìn, da trên người là nhăn nheo cực kỳ. Hắn nói ra, nếu như ngươi là ta nhóm trong long tộc người, ngươi đang tiếp thu tộc trưởng dấu ấn thời điểm, thực lực của ngươi vẫn có thể nhiều tăng lên rất nhiều, bất quá, ngươi cũng không cần đáng tiếc, ngươi tiếp nhận rồi long tộc tộc trưởng dấu ấn, tiếp nhận rồi ta nồng nặc long khí tẩy lễ. Tuy rằng thực lực của ngươi chỉ có tăng lên tới luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng là thiên phú của ngươi là mức độ lớn tăng lên, nói cách khác, về sau ngươi tại lĩnh ngộ các loại bí pháp thời điểm, ngươi sắp trở nên càng thêm ung dung, hoặc là nói rất nhiều bí pháp cùng bí thuật ngươi một học là có thể biết. Hơn nữa long tộc tộc trưởng dấu ấn có thể tăng nhanh ngươi tốc độ tu luyện, về sau ngươi sẽ từ từ phát hiện này dấu ấn chỗ tốt. Từ giờ khắc này, ngươi chính là chúng ta long tộc đời thứ ba tộc trưởng. Long Hướng Thiên khóe miệng lộ ra một vệt phát ra từ nội tâm nụ cười, mà Diệp Thần Phong lập tức kiên quyết không rời nói, long tiền bối, ngươi yên tâm, nếu ta đã trở thành các ngươi long tộc đời thứ ba tộc trưởng, như vậy các ngươi long tộc sự tình chính là ta Diệp Thần Phong sự tình. Ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi long tộc còn lại huyết mạch thoát khỏi nguyền rủa. Chương 1717, rời đi, hỗn loạn, trở nên già nua Long Hướng Thiên, hắn gật đầu nói, ngươi có phần tâm này là tốt rồi, bây giờ ngươi đã có thể tu luyện Long Thần Quyết, cũng tương tự đã lấy được chúng ta long tộc tộc trưởng dấu ấn, cuối cùng ta lại truyền thụ ngươi một môn chúng ta long tộc bí pháp đi. Thời gian của ta đã không nhiều lắm, ta có thể truyền dạy cho ngươi cực kỳ có hạn. Ta long tộc còn lại huyết mạch hẳn là ẩn cư tại vùng thế giới này một nơi nào đó, chỉ cần ngươi tìm tới ta long tộc còn lại huyết mạch, trong tay bọn họ nắm giữ ta long tộc toàn bộ vô thượng bí pháp, lấy thực lực của ngươi bây giờ tiếp xúc quá thật lợi hại bí pháp cũng không hề dùng. Hiện tại ta liền truyền dạy cho ngươi một môn tên là Long Thần Phiên Thiên Ấn bí pháp, bất quá, Long Thần Phiên Thiên Ấn chỉ có chờ thực lực của ngươi đã đến niết bàn cảnh, ngươi mới miễn cưỡng có thể thi triển đệ nhất ấn. Long Thần Phiên Thiên Ấn. Một ấn nhưng phiên hải. Hai ấn nhưng hám địa. Ba ấn khả phá thiên. Long Hướng Thiên ngón tay một điểm Diệp Thần Phong cái trán, từ đầu ngón tay của hắn bay ra một vài kim quang, tại kim quang chui vào Diệp Thần Phong trong đầu sau đó liên quan với Long Thần Phiên Thiên Ấn pháp môn tu luyện liền toàn bộ hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Long Hướng Thiên tiếp tục nói, ghi nhớ kỹ, chỉ có chờ ngươi đã đến niết bàn cảnh. Ngươi mới có thể tu luyện Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ nhất ấn, về phần thứ hai cùng đệ tam ấn, chỉ có chờ thực lực của ngươi đã đến niết bàn cảnh bên trên, ngươi mới có thể chính thức tu luyện, nỗ lực tăng cao thực lực đi. Thế giới này là thuộc về cường giả. Diệp Thần Phong tra xét trong đầu Long Thần Phiên Thiên Ấn pháp môn tu luyện, hắn phát hiện mình chỉ có thể kiểm tra đến đại khái giới thiệu, muốn tiến một bước kiểm tra pháp môn tu luyện thời điểm, trong đầu của hắn liền sẽ một trận căng đau. Xem ra đây là Long Hướng Thiên bày cấm chế, chỉ có chờ Diệp Thần Phong có đủ thực lực, hắn mới có thể kiểm tra Long Thần Phiên Thiên Ấn cụ thể pháp môn tu luyện. Ta có thể truyền dạy cho ngươi liền nhiều như vậy, mau chóng tìm tới ta Long tộc còn dư lại huyết mạch đi. Như vậy ngươi là có thể thu được càng nhiều hơn Long tộc vô thượng bí pháp rồi. Long Hướng Thiên thanh âm có khàn khàn, hắn già nua tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn trực tiếp chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Tại chợ Diệp Thần Phong có thể tu luyện Long Thần Quyết, sau đó lại đem Long tộc tộc trưởng dấu ấn giao cho Diệp Thần Phong sau, Long Hướng Thiên trong cơ thể cơ năng đang nhanh chóng kiệt sức, bây giờ hắn liền tay giơ lên đều vô cùng cố hết sức, hắn không cách nào đang truyền thụ cho Diệp Thần Phong cái khác rồi. Cái gọi là anh hùng xế chiều,
chính dễ dàng để hình dung trước mắt Long Hướng Thiên. Ngồi ở trên mặt đất Long Hướng Thiên, trên mặt hắn biểu lộ rất bình tĩnh, trên đầu biến trắng tóc tại một cái rơi xuống, thân thể cũng đang chậm rãi càng ngày càng suy yếu. Nhưng là trong mắt của hắn thủy chung là như vậy ác liệt. Diệp Thần Phong biết tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, này Long Hướng Thiên khẳng định cũng là trèo lên đỉnh đại nhân vật. Diệp Thần Phong trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, chính lúc hắn yếu mở miệng thời điểm, Long Hướng Thiên khoát tay áo một cái. Nói ra, ngươi rời đi đi, tại ta điểm cuối của sinh mệnh một quãng thời gian, ta nghĩ một người yên lặng một chút, thật tốt dư vị ta lúc còn trẻ sự tình. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ bây giờ ngươi đã là chúng ta Long tộc đời thứ ba tộc trưởng là được rồi. Diệp Thần Phong biết ở lại chỗ này cũng không làm nên chuyện gì, hắn muốn phải bồi Long Hướng Thiên đi đến cuối cùng một quãng thời gian, nhưng Long Hướng Thiên nếu muốn một người, như vậy Diệp Thần Phong cũng không tiện tại nói thêm cái gì. Diệp Thần Phong hướng về Long Hướng Thiên sâu đậm khom người chào, nói ra, Long tiền bối, ta sẽ nhớ kỹ Long tộc tộc trưởng thân phận này. Long Hướng Thiên gật đầu liên tục cũng trở nên hơi cố hết sức, hắn hữu khí vô lực nói ra, người từ đường cũ trở về đi. Tại tòa cung điện này phía dưới mảnh kia trong quảng trường có một cái truyền tống trận. Bây giờ cái truyền tống trận kia cũng đã mở ra, người dựa vào cái truyền tống trận kia là có thể rời đi nơi này rồi. Diệp Thần Phong hỏi, Long tiền bối, cái kia nguyên bản ở nơi này những người khác đâu? Long Hướng Thiên hồi đáp, bọn hắn sớm đã bị truyền đã đưa ra ngoài. Mảnh kia trên quảng trường truyền tống trận có phần đặc thù, người khi tiến vào truyền tống trận sau, nhất định phải mau sớm rời đi. Dứt tiếng, Long Hướng Thiên liền không lên tiếng nữa rồi, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, trên mặt biểu lộ không đoạn giao thay, hắn phảng phất thật sự đang nhớ lại lúc còn trẻ sự tình. Diệp Thần Phong lại cho Long Hướng Thiên khom người chào sau, hắn mới xoay người rời đi chỗ này cung điện. Diệp Thần Phong trên người đã đổi lại một cái sạch sẽ trường sa màu đen rồi, hắn thực lực hôm nay đột phá đến luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, kèm theo thực lực tăng lên, cơ thể hắn cường độ cũng theo luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, tăng lên tới niết bàn cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Bởi nhục thân cường độ là theo thực lực tăng lên mà tăng lên, cũng không phải là bởi vì tu luyện chiến vương cường thân quyết tăng lên, cho nên chiến vương cường thân quyết vẫn không có đột phá, vẫn cứ nằm ở tầng thứ hai giai đoạn. Thực lực lần nữa tăng lên sau đó Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết lại tăng nhiều, hắn bây giờ đã có thể liên tục thi triển 6 lần là bất tử kim thân. Rời đi cung điện sau đó Diệp Thần Phong theo cầu thang nhanh chóng đi xuống. Trước đó đã xác định quá rồi đoạn này đường không có bất cứ vấn đề gì rồi, cho nên Diệp Thần Phong đem tốc độ của mình tăng lên cực hạn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong về tới mảnh kia trôi nổi ở trên bầu trời trên quảng trường. Chỉ thấy giờ khắc này trên quảng trường ánh sáng màu trắng tăng mạnh, toàn bộ quảng trường đều bị bao phủ ở ánh sáng màu trắng bên trong. Xem ra quảng trường này thượng truyền tống trận đích thật là mở ra. Tại Diệp Thần Phong đi vào ánh sáng màu trắng trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy đầu chìm xuống, đợi được tỉnh hồn lại thời điểm, hắn phát hiện mình nằm ở một cái thẳng tắp trong thông đạo. Cái lối đi này một đường hướng phía trước kéo dài. Diệp Thần Phong luôn cảm giác bốn phía có chút kỳ quái, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh vội vàng nói, tiểu gia hỏa, người bây giờ thân ở truyền tống trận bên trong rồi, cái truyền tống trận này cực kỳ phức tạp, người muốn một đường thông qua cái lối đi này, người mới có thể chính thức rời đi Long Nguyên bí cảnh. Người không cần chậm trễ thời gian nữa rồi, sử dụng tới người cực hạn tốc độ đến, cái truyền tống trận này bên trong thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, nơi này một phút bằng với bên ngoài thế giới một tháng. Diệp Thần Phong nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, hắn này mới nhớ tới vừa vặn Long Hướng Thiên nhắc nhở, hắn lập tức nhanh chóng thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông, bóng người không ngừng hướng về trước thông đạo phương lao đi. Một phút đồng hồ trôi qua. Hai phút đồng hồ trôi qua. Diệp Thần Phong trong lòng là càng ngày càng sốt ruột rồi, vạn nhất chờ hắn đã đến thế giới bên ngoài, đã qua mấy năm, như vậy Diệp Thần Phong nhưng liền hối hận địa phương cũng không có. Cũng còn tốt tại thời gian sắp đến 3 phút thời điểm, Diệp Thần Phong nhìn thấy phía trước của mình xuất hiện một vệt ánh sáng, thân ảnh của hắn đột nhiên vào tới ánh sáng bên trong. Đợi đến con mắt chậm rãi thích ứng thời điểm, Diệp Thần Phong phát hiện mình đã rời đi trong thông đạo, hắn thân ở một tòa núi cao trước, hắn có thể khẳng định mình là về tới địa huyền giới.
bỏ ra 3 phút. Địa huyền giới đã lại qua 3 tháng. Chính lúc Diệp Thần Phong muốn tìm người nhiều địa phương tìm hiểu một cái bây giờ địa huyền giới tình huống lúc, khi hắn ngay phía trước mênh mông cuồn cuộn đi tới một nhóm thanh niên, một cái phê thanh niên thực lực đều tại thần niệm cảnh cùng tạo hóa cảnh trong lúc đó, trên người tản ra nhàn nhạt ma khí, vừa nhìn liền là ma đạo trong tông môn người rồi. Những này ma đạo tông cửa đệ tử hào không ngoài suy đoán nhìn thấy Diệp Thần Phong, bởi Diệp Thần Phong khí thế nội liếm, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trẻ tuổi như vậy, bọn hắn kết luận Diệp Thần Phong thực lực tuyệt đối cao không đi nơi nào. Thế là, những này ma đạo tông cửa đệ tử liền từng cái kêu gào lên. Tiểu tử, ngươi cho ta thật tốt đứng tại chỗ, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không toàn mạng. Vận khí lại lốt như vậy, ở nơi này rõ ràng cũng có thể gặp phải lạc đàn chính đạo tông môn đệ tử. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn khí thế trên người trong giây lát bạo phát, bóng người nhanh chóng hướng về đám kia ma đạo tông cửa người lao đi rồi. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. Ngoại trừ một tên tạo hóa cảnh ma đạo tông môn đệ tử còn sống, những người còn lại toàn bộ được Diệp Thần Phong giải quyết, những người này thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Dù sao Diệp Thần Phong bây giờ chính là thứ thiệt luân hồi cảnh cường giả. Tên kia tạo hóa cảnh ma đạo tông môn đệ tử, hắn là hoàn toàn trợn tròn mắt, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh rồi, Diệp Thần Phong chỉ là lãnh đạm nói một câu, nói cho ta bây giờ địa huyền giới tình huống, không cần nói bất kỳ một câu phí lời, bằng không ta lập tức đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Nghe vậy, tên này ma đạo tông cửa đệ tử, hắn lập tức tỉnh táo lại, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thân thể run lẩy bẩy, hắn muốn yêu cầu tha cho, nhưng là muốn đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn sợ mình nói rồi phí lời, thật sự sẽ trực tiếp bị đưa đi thấy Diêm Vương gia. Cho nên, tên này ma đạo tông cửa đệ tử, hắn chỉ có thể ngữ khí run rẩy nói với Diệp Thần Phong một lần bây giờ địa huyền giới tình huống. Diệp Thần Phong khi nghe đến tên này ma đạo tông môn đệ tử tự thuật sau, hắn biết bây giờ địa huyền giới là hoàn toàn hỗn loạn. Hơn nữa, mà đế huyết thiên lại có thêm 15 ngày liền muốn triệt để thức tỉnh rồi. Chương 1718, một vạn năm tuổi thọ. Sớm một tháng trước, thần ở U Minh quỷ vực ma đạo tông môn liền phạm vi lớn tiến công chính đạo tông môn rồi. Có thể nói bây giờ chính đạo tông môn bên trong rất nhiều môn phái nhỏ là tràn ngập nguy cơ, rất nhiều chính đạo tông môn trong lúc đó đều tạo thành alliance quan hệ, toàn bộ huyền giới nằm ở một loại khói thuốc súng tràn ngập trong trạng thái. Bởi tên này ma đạo tông cửa đệ tử, hắn mới vừa mới rời đi U Minh quỷ vực không bao lâu, hắn chỉ là hiểu rõ một chút ra lông mà thôi. Đang tương mình biết rõ sự tình đại khái nói một lần sau đó tên này ma đạo tông cửa đệ tử, hắn phù phù. Một tiếng, hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, hung hăng dập đầu nói, tiền bối, ta cầu ngài buông tha ta một lần đi. Ta vừa mới từ U Minh quỷ vực rời đi không bao lâu, ta hiện tại lập tức chạy trở về U Minh quỷ vực. Ta bảo đảm không lại bước ra U Minh quỷ vực rồi. Đối với ma đạo tông cửa đệ tử, Diệp Thần Phong cũng không có hạ thủ lưu tình quen thuộc, hắn khí thế trên người đột nhiên dâng lên, ở tên này ma đạo tông môn đệ tử chả chưa kịp phản ứng thời điểm, ngón tay của hắn từ nơi này tên ma đạo tông môn đệ tử trên cổ xẹt qua. Tên này ma đạo tông cửa đệ tử, hắn trong nháy mắt trợn to hai mắt, cảm giác trên cổ một trận đâm nhói, cảm giác trong đầu ý thức đang chậm chậm biến mất. Trong miệng hắn không cam lòng nói ra, ngươi không giữ chữ tín. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, ta cho ngươi chớ nói nhảm được rồi, ngươi này liên tiếp cầu xin tha thứ chẳng lẽ không phải phí lời sao? Ta Diệp Thần Phong thật là giữ chữ tín, ngươi đã nói rồi phí lời, như vậy ta liền nhất định phải đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Tên này ma đạo tông môn đệ tử trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, theo vết máu không ngừng mở rộng. Từ trên cổ của hắn phun ra ấm áp tiên huyết, cuối cùng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Diệp Thần Phong mặt không thay đổi tự nói, ma Nitrogen trời còn có 15 ngày liền muốn thức tỉnh. Một khi ma Nitrogen thiên thức tỉnh, e sợ toàn bộ huyền giới tình thế sắp trở nên càng thêm hỗn loạn. Xem ra ta cũng cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, tại chuẩn bị sẵn sàng trước đó, ta muốn trước đem thế tục giới người nhận được địa huyền giới đến. Ta có thể đem bọn hắn trước tiên dàn xếp tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới, để cho bọn họ tại bên trong tiểu thế giới từ từ tăng cao thực lực. Đúng rồi, bây giờ thực lực của ta tăng lên nhiều như vậy, hỗn độn nhẫn tiểu thế giới cần phải cũng phát sinh biến hóa rồi chứ. Diệp Thần Phong trong đầu suy nghĩ hơi động,
thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên chỗ, tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Bây giờ dĩ nhiên đã rời khỏi Long Nguyên bí cảnh, như vậy hỗn độn nhẫn tự nhiên là không chịu đến bất kỳ đã hạn chế. Khi tiến vào bên trong tiểu thế giới sau, Diệp Thần Phong là trọn vẹn sửng sốt số 10 giây đồng hồ. Chỉ thấy toàn bộ tiểu thế giới là hoàn toàn biến dạng rồi, không chỉ diện tích lại làm lớn ra rất nhiều lần, hơn nữa cao sơn lưu thủy không thiếu gì cả rồi. Tiểu thế giới này trong không khí ẩn chứa linh khí cũng càng phát nồng nặc. Hạ Tử Ninh, Lâm Hân Di cùng Bạch Tiểu Nhu khoảng thời gian này một mực lưu tại bên trong tiểu thế giới này. Tại Diệp Thần Phong tiến vào hỗn độn nhẫn không bao lâu, một vệt bóng người màu trắng đang nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong mảnh này xẹt qua đến. Này bôi bóng người màu trắng trực tiếp nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Một trận nhàn nhạt hương vị nhất thời bay vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi. Này bôi thân ảnh màu trắng chính là Bạch Tiểu Nhu. Bạch Tiểu Nhu thân thể hung hăng hướng về Diệp Thần Phong trong lồng ngực chen. Người thập phần vui sướng nói, Diệp đại ca, người cuối cùng cũng coi như vào được A-Hát. Tiểu Nhu khoảng thời gian này rất nhớ Diệp đại ca ngươi, ta còn tưởng rằng Diệp đại ca ngươi đã quên Tiểu Nhu nữa nha. Diệp Thần Phong mặc cho Bạch Tiểu Nhu tựa ở trong ngực của hắn, hắn cũng đã quen Bạch Tiểu Nhu loại này thân cận, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhu sau lưng. Cũng không lâu lắm, Hạ Tử Ninh cùng Lâm Hân Di cũng xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, hai nàng này người nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt tràn đầy tư niệm tình. Đang cùng Bạch Tiểu Nhu, Hạ Tử Ninh, Lâm Hân Di hàn huyên vài câu sau đó Diệp Thần Phong tại ba người nữ nhân này đồng hành. Hắn đầu tiên đi tới bên trong tiểu thế giới mở ra một dòng sông trước. Con sông này bên trong nước sông hết sức trong suốt, trong đó thậm chí còn ẩn chứa một ít linh khí. Diệp Thần Phong uống một hớp loại này nước sông, mùi vị vô cùng ngọt ngào, hơn nữa đem bình thường dùng nước lấy loại này linh thủy thay thế lời nói, như vậy đối tu vi tăng lên khẳng định cũng là có chỗ tốt. Nguyên bản bên trong tiểu thế giới này chỉ có một tòa núi cao, bây giờ lại tăng thêm hai tòa núi cao rồi, Diệp Thần Phong đột nhiên nhớ tới, tại bên trong tiểu thế giới này xuất hiện thứ trên một ngọn núi cao, có một gốc thọ linh thụ, bây giờ tiểu thế giới này xảy ra khổng lồ như thế biến hóa, như vậy thọ linh thụ có hay không mọc ra thọ linh quả? Phải biết mỗi một viên thọ linh quả cũng là có thể kéo dài 500 năm tuổi thọ, hơn nữa thọ linh quả không có bất kỳ tác dụng phụ, vẫn có thể vô hạn trồng chất. Chỉ cần có đủ nhiều thọ linh quả, coi như là người bình thường cũng có thể một mực như thế sống tiếp, thẳng đến không có thọ linh quả phục dụng. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn bên cạnh Bạch Tiểu Nhu đám người, nói ra, về sau các ngươi mỗi ngày liền uống nơi này linh thủy đi. Đối với các ngươi tăng cao thực lực mới có lợi, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Tại bên trong tiểu thế giới này Diệp Thần Phong là thông suốt, hắn muốn đi nơi nào. Chỉ cần trong đầu vừa nghĩ, hắn liền có thể từ nơi nào xuất hiện. Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tòa kia sinh trưởng thọ linh thụ trên núi cao. Làm Diệp Thần Phong nhìn thấy trên núi cao thọ linh thụ sau, trong cổ họng hắn trong nháy mắt trở nên khô khốc cực kỳ, hắn không nhịn được nuốt hai lần nước miếng. Trước đó, này tòa núi cao thượng một gốc thọ linh thụ, chỉnh cây đại thụ là trụi lùi, tại trên cành cây liền một chiếc lá cũng không có. Thậm chí chỉnh cây nhìn qua làm khô quắt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ khô giống như chết. Mà bây giờ, nguyên bản trụi lùi viên này thọ linh thụ, trên cành cây là mọc đầy lá cây, cho người một loại sinh cơ dạt dào cảm giác. Nhất làm cho Diệp Thần Phong không nhìn được nuốt nước miếng chính là trên cành cây sinh trưởng từng viên một màu xanh lục trái cây. Những này màu xanh lục trái cây, mỗi một viên đều to cỡ nắm tay nhỏ, nước mũi hương vị hướng về Diệp Thần Phong vọt tới. Loại này màu xanh lá trái cây phải là thọ linh quả rồi. Lão Bạch, Lão Hắc, này khỏa thọ linh thụ thượng thọ linh quả phải hay không thành thục? Diệp Thần Phong ở trong lòng không khỏi hỏi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, đúng vậy, tiểu gia hỏa, này khỏa thọ linh thụ thượng thọ linh quả toàn bộ thành thục. Khi chiếm được Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh khẳng định sau đó Diệp Thần Phong lập tức đếm một cái thọ linh quả số lượng. Dòng dã 20 viên thành thục thọ linh quả. Một viên thọ linh quả có thể kéo dài 500 năm tuổi thọ, như vậy 20 viên thọ linh quả chẳng phải là có thể kéo dài 10.000 năm tuổi thọ. Diệp Thần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn xem 20 viên thọ linh quả, chính hắn phải không thiếu thời gian, dù sao hắn đã bước lên con đường tu luyện rồi, tuổi thọ là thật to tăng lên.
Diệp Thần Phong lo lắng nhất chính là hắn thế tục giới ra ra cùng cha mẹ đám người, hắn cũng không biết mình lúc nào mới có thể đến sống mãi. Lúc nào mới có thể để người bên cạnh hắn đến sống mãi. Có thọ linh quả sau đó Diệp Thần Phong không cần phải lo lắng hắn thân tuổi thọ của con người kỳ hạn, chỉ cần cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đến sống mãi, nhất định có thể để người ở bên cạnh đều đến sống mãi. Tiểu tử, không dùng tới cao hứng như thế, hỗn độn nhẫn quả nhiên là không giống người thường, 20 viên thọ linh quả đây. Coi như là tại chúng ta thời đại kia, cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người thèm nhỏ dãi vạn phần rồi. Dù sao ở trên thế giới này, chỉ có thọ linh quả đang kéo dài tuổi thọ trong quá trình không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa còn có thể vô hạn trồng chất, rất nhiều đan dược và thiên tài địa bảo tuy rằng cũng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng phần lớn đều chỉ có lần thứ nhất dùng thời điểm có vẻ hiệu quả, đã đến lần thứ hai dùng liền trên căn bản vô dụng. Nếu như ta cùng Lão Bạch không có suy đoán lỗi, sau này theo thực lực của ngươi tăng lên, viên này thọ linh thụ thượng chả sẽ không ngừng mọc ra thọ linh quả tới. Lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Diệp Thần Phong lặng lẽ gật gật đầu, hắn quyết định ngày mai sẽ về một chuyến thế tục giới, thanh người bên cạnh hắn toàn bộ nhận được địa huyền giới đến. Bây giờ hỗn độn nhẫn tiểu thế giới là đầy đủ lớn hơn, để Hạ Tử Ninh đám người một mình ở lại chỗ này cũng không phải biện pháp, đợi được Diệp Thần Phong thế tục giới người thân cũng tiến vào bên trong tiểu thế giới sau, tiểu thế giới này tuyệt đối sẽ trở nên náo nhiệt. Các tướng thế tục giới người thân nhận được địa huyền giới đến sau đó Diệp Thần Phong sẽ phải tay bố cục chuyện kế tiếp rồi, bất quá, chỉ cần ma đạo tông môn không chọc tới hắn Diệp Thần Phong, hoặc là hắn Diệp Thần Phong người, như vậy hắn liền sẽ không chủ động đi cùng ma đạo tông môn đối kháng. Thế nhưng, nếu như ma đạo tông môn dám trêu thượng hắn Diệp Thần Phong, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chương 1719, hoàn toàn mới hiểu rõ. Tu luyện gia tốc. Vào đêm, muộn phong tập tập, Diệp Thần Phong để bên trong tiểu thế giới Bạch Thiên Hắc Giả cùng thế giới bên ngoài đồng bộ rồi. Về phần 20 viên thọ linh quả, Diệp Thần Phong không có trực tiếp hái xuống, này thọ linh quả sinh trưởng ở thọ linh thụ thượng là sẽ không xấu, chỉ khi nào hái xuống, này thọ linh quả liền phi thường khó mà bảo tồn. Tại dụ dỗ Hạ Tử Ninh đám người ngủ sau đó Diệp Thần Phong liền một người ngồi ở bên trong tiểu thế giới dòng sông bên. Đợi ngày mai hắn liền muốn bố trí trận pháp về một chuyến thế tục giới rồi. Công pháp đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng thần cấp, mỗi một cấp lại bị phân là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, tại toàn bộ địa huyền giới, coi như là tứ đại nhất phẩm tông môn, công pháp của bọn họ tu luyện cũng nhiều nhất chỉ có đến thiên cấp hạ phẩm tầng thứ. Mà Diệp Thần Phong tu luyện thần huyết quyết cùng ma thiên quyết đều thuộc về thần cấp thượng phẩm công pháp. Bây giờ Long Thần Quyết công pháp pháp môn tu luyện là ấn khắc ở Diệp Thần Phong trong đầu, Diệp Thần Phong cảm thấy Long Thần Quyết cấp bậc cần phải cũng sẽ không kém, hắn ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, này Long Thần Quyết thuộc về cái gì phẩm bậc công pháp? Ta nghĩ cần phải cũng có thần cấp thượng phẩm tầng thứ chứ? Ai biết Lão Hắc Giang Vận Thiên vô cùng thẳng thừng nói ra, Long Thần Quyết không phải thần cấp thượng phẩm tầng thứ. Diệp Thần Phong một mặt buồn bực nói, Lão Hắc, không thể nào. Đây chính là đường đường Long tộc chí cao vô thượng công pháp, các ngươi không phải một mực nói Long tộc rất châu tách ra đấy sao? Làm sao Long tộc chí cao vô thượng công pháp liền thần cấp thượng phẩm đều không có đến? Lão Hắc Giang Vận Thiên không vui nói, Long tộc tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, nhưng là vạn tộc đứng đầu, này Long Thần Quyết căn bản không dừng thần cấp thượng phẩm. Ta cùng Lão Hắc nhất trí cho rằng Long Thần Quyết hẳn là siêu thần cấp công pháp, so với thần cấp công pháp cao hơn một cái đại tầng thứ. Từ viễn cổ thời đại sơ kỳ cho tới bây giờ, liền ngay cả thần cấp thượng phẩm công pháp số lượng. 10 ngón tay đầu đều đếm ra, đương nhiên thần cấp trung phẩm cùng hạ phẩm công pháp muốn so thần cấp thượng phẩm công pháp nhiều hơn không ít. Thế nhưng, siêu thần cấp công pháp, e sợ duy chỉ có Long Thần Quyết rồi, từ viễn cổ thời đại sơ kỳ cho tới bây giờ chỉ sinh ra một loại siêu thần cấp công pháp. Nếu như người vẻn vẹn tu luyện thần huyết quyết, hoặc là ma thiên quyết bên trong một loại, e sợ tại Long Thần Quyết áp chế xuống. Coi như là thần huyết quyết hoặc là ma thiên quyết cũng sẽ tiêu tán. Bất quá, ngươi là hai loại công pháp đồng thời tu luyện, tại thời khắc quan trọng nhất. Thần huyết quyết cùng ma thiên quyết liên hợp lại chống đỡ Long Thần Quyết rồi, hai loại thần cấp thượng phẩm công pháp liên hợp,
hắn phẩm bậc cũng không yếu hơn siêu thần cấp công pháp, nếu có một ngày ngươi có thể đem thần huyết quyết cùng ma thiên quyết dung hợp. Như vậy trên thế giới này thì có thể sinh ra loại thứ hai siêu thần cấp công pháp. Đang nghe xong lão Hắc liên tiếp lời nói sau, Diệp Thần Phong cảm xúc hơi có chút di động, hắn không nghĩ tới tại thần cấp thượng phẩm công pháp bên trên, vẫn còn có một loại siêu thần cấp công pháp. Tại một chút điều chỉnh một cái tâm tình sau đó Diệp Thần Phong hỏi tiếp, cái kia Long tiền bối truyền thụ cho bí pháp của ta Long thần phiên thiên ấn đâu này? Ta bây giờ còn không cách nào kiểm tra trong đầu Long thần phiên thiên ấn pháp môn tu luyện, xem ra chỉ có chờ đột phá đến niết bàn cảnh mới có thể tu luyện đệ nhất ấn rồi. Lúc này, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng, tiểu gia hỏa, công pháp và chiến kỹ là hỗ trợ lẫn nhau, chiến kỹ đồng dạng được chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng thần cấp. Trong miệng người bí pháp đồng dạng thuộc về một loại công kích phương thức, bí pháp cùng bí thuật không giống. Thi triển bí thuật bình thường đều có tác dụng phụ, mà bí pháp cùng chiến kỹ có phần tương tự, thi triển bí pháp là sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Đáng tiếc tại toàn bộ địa huyền giới bí pháp đã sớm thất truyền, tại lúc trước, bí pháp rất nhiều lúc được người tu luyện cho rằng là so với chiến kỹ cao một cấp độ thủ đoạn công kích, bí pháp power yếu vượt xa khỏi chiến kỹ, đương nhiên là có một ít đặc thù chiến kỹ, kỳ uy lực cũng không yếu hơn bí pháp, nhưng như vậy chiến kỹ là số rất ít. Người tu luyện trọng kiếm vô phong, nếu như tu luyện đến đỉnh phong, phải cùng bí pháp không kém cạnh. Đương nhiên bí pháp cũng có cao tầng thấp phân chia, từ thấp đến cao chia làm nhất tinh bí pháp, nhị tinh bí pháp, tam tinh bí pháp, tứ tinh bí pháp cùng ngũ tinh bí pháp, thông thường ngũ tinh bí pháp chính là bí pháp cao nhất phẩm bậc rồi. Bất quá, cũng có số rất ít bí pháp power muốn cao hơn ngũ tinh bí pháp, loại kia bí pháp được người tu luyện xưng là đỉnh cấp bí pháp. Hiện tại ngươi vẫn không có tu luyện Long thần phiên thiên ấn, ta cùng lão Hắc cũng không có cách nào phân biệt Long thần phiên thiên ấn thuộc về cái gì phẩm bậc bí pháp. Thế nhưng, bí pháp số lượng yếu xa xa so với chiến kỹ thiếu nhiều lắm, cho dù thiên huyền giới bí pháp không có thất truyền, e sợ trên trời huyền giới bí pháp cũng chỉ có mỗi cái tông môn thiên tài có thể tu luyện. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh dừng lại một chút, tiếp tục nói ta cùng lão Hắc bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn rồi. Chúng ta nhớ rõ rõ ràng nhất chính là mình công pháp tu luyện rồi, rất nhiều chúng ta khi còn sống tu luyện thành chiến kỹ cùng bí pháp đã quên đi rồi làm sao thi triển, người đã bây giờ đã biết thiên huyền giới tồn tại, như vậy có một số việc cũng có thể phải nói cho ngươi rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm trở nên cô đơn mấy phần, tiểu gia hỏa, về phần niết bàn cảnh bên trên đẳng cấp, hiện tại nói cho ngươi biết chỉ sẽ ảnh hưởng tâm tính của ngươi, chờ ngươi đã đến thiên huyền giới, ngươi tự nhiên sẽ biết. Mà ta phải nói cho ngươi sự tình chính là liên quan với ta cùng lão Hắc. Ta cùng lão Hắc chả có thể một lần nữa phục sinh, hiện tại chúng ta linh hồn có thiếu hụt, chỉ cần ngươi tìm tới hồn nguyên thất sắc thảo, ta cùng lão Hắc đang hấp thu hồn nguyên thất sắc thảo sau đó linh hồn của chúng ta là có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó chúng ta liền có biện pháp một lần nữa ngưng tụ nhục thân sống lại. Trên đất huyền giới là căn bản không thể tồn tại hồn nguyên thất sắc thảo, dù sao địa huyền giới linh khí quá mức mỏng manh. Chỉ có trên trời huyền giới mới có thể sinh trưởng hồn nguyên thất sắc thảo. Bất quá, cho dù trên trời huyền giới có hồn nguyên thất sắc thảo, cái này cũng là cực kỳ khó mà tìm được, mà ta cùng lão Hắc nhất định muốn hấp thu niên đại đến trăm ngàn năm hồn nguyên thất sắc thảo, hai chúng ta linh hồn mới có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần Phong ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trong lòng của hắn một mực thanh lão Bạch cùng lão Hắc làm sư phụ, nếu là không có hai người bọn họ chỉ điểm. Diệp Thần Phong khẳng định không thể đi tới hôm nay bước này, hắn cực kỳ kiên định ở trong lòng nói ra, lão Bạch, lão Hắc, các ngươi yên tâm, mặc kệ trăm ngàn năm hồn nguyên thất sắc thảo cỡ nào khó mà tìm được, ta cũng nhất định sẽ ta tận hết khả năng để cho các ngươi phục sinh, chờ các ngươi phục sinh ngày đó, ta nghĩ ta hội gọi các ngươi một tiếng sư phụ. Lão Hắc Giang Vận Thiên âm thanh có phần khàn khàn nói ra, tiểu tử, đừng làm cho buồn nôn như vậy. Bất quá. Người tên đồ đệ này ta Giang Vận Thiên là nhận thức rơi xuống. Lão Hắc đang cực lực che giấu chính mình nội tâm không bình tĩnh, hắn nghe được suốt Diệp Thần Phong là phát ra từ nội tâm, mà hắn và Lão Bạch cũng cùng Diệp Thần Phong ở chung được thời gian lâu như vậy, hai người bọn họ làm sao không phải coi Diệp Thần Phong là làm đồ đệ tới đối xử đây này. Diệp Thần Phong cũng lập tức cười nói, Lão Hắc, hiện tại ngươi vẫn không có phục sinh đây. Người sư phụ này ta nhưng sẽ không thừa nhận. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh vui mừng nói ra, tiểu gia hỏa, ta liền biết chúng ta không có nhìn lầm ngươi,
ta nghĩ tương lai chờ ta ngưng tụ nhục thân phục khi còn sống, ta nhất định sẽ bởi vì có ngươi tên đồ nhi này mà cảm thấy vinh hạnh. Diệp Thần Phong khóe miệng khẽ mỉm cười, tại từ Lão Hắc cùng Lão Bạch trong miệng giải trừ muốn biết sự tình sau, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện rồi. Chỉ thấy ngồi xếp bằng tại dòng sông bên cạnh Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn thần huyết quyết, ma thiên quyết cùng long thần quyết luân phiên vận chuyển. Theo, này ba loại công pháp luân phiên vận chuyển. Diệp Thần Phong trong gân mạch ba cái linh khí dòng sông cũng luân lưu chạy vọt lên, hắn chỉ cảm thấy trong gân mạch linh khí dòng sông lao nhanh quá mức, trong cơ thể linh khí cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, dĩ vãng tu luyện, trong gân mạch linh khí dòng sông căn bản sẽ không như thế lao nhanh, linh khí cũng sẽ không ngưng tụ nhanh chóng như vậy. Có thể nói bây giờ linh khí ngưng tụ so với lúc trước trọn vẹn tăng lên mấy chục lần. Diệp Thần Phong trên lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn cái kia màu vàng đại long, tại Diệp Thần Phong vận chuyển công pháp đồng thời, toàn bộ màu vàng đại long tản ra hào quang màu vàng óng, này màu vàng đại long hai con mắt bên trong cũng tản ra tinh quang, căn bản là như là một cái sống sờ sờ long. Diệp Thần Phong cũng cảm giác được trên lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn biến hóa, hắn lập tức đình chỉ vận chuyển công pháp, trên lưng màu vàng đại long cũng lập tức khôi phục bình thường. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong lại luân phiên đã vận hành lên ba môn công pháp, trên lưng màu vàng đại long cũng lần nữa có phản ứng. Hiện tại Diệp Thần Phong có thể khẳng định, hắn trong gân mạch linh khí sông lao nhanh quá mức, trong cơ thể linh khí nhanh chóng ngưng tụ, đây đều cùng long tộc tộc trưởng dấu ấn có quan hệ. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh không nhìn được nói ra, tiểu gia hỏa, này long tộc tộc trưởng dấu ấn quả nhiên không tầm thường, này long tộc tộc trưởng dấu ấn hẳn có thể tăng nhanh ngươi tốc độ tu luyện. Về phần phải hay không còn có còn lại ảo diệu địa phương, chỉ có thể chờ ngươi tự mình chậm rãi phát hiện. Diệp Thần Phong trong lòng suy đoán cùng Lão Bạch tương đồng, khi chiếm được Lão Bạch khẳng định sau đó bàn tay hắn bỗng nhiên nắm thành quyền đầu, lấy như vậy ra tốc tu luyện, hắn không dùng được mấy ngày là có thể lại đột phá rồi, đổi lại là những người khác tại đến luân hồi cảnh sau, muốn đột phá một cái tiểu tầng thứ không có cái thời gian mấy năm căn bản là không làm được, này đã coi như là phổ thông thiên tài y hệt tồn tại. Này long tộc tộc trưởng dấu ấn chẳng khác gì là một người tu luyện gia tốc khí ma. Có này người tu luyện gia tốc khí sau, Diệp Thần Phong tăng cao thực lực tốc độ nhất định có thể mức độ lớn dâng lên. Chẳng trách long tộc tại viễn cổ thời đại sơ kỳ hội cường thịnh như vậy rồi, trong này là không phải không có lý. Chương 1720, bệnh tình nguy kịch. Ngày kế, buổi tối. Ngày hôm qua tu luyện một buổi tối Diệp Thần Phong. Có long tộc tộc trưởng dấu ấn này người tu luyện ra tốc khí, khí thế của hắn tăng lên rất nhiều, lại phối hợp dùng bên trong tiểu thế giới trăm ngàn năm linh trúc diệp, e sợ Diệp Thần Phong luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, tại trong vòng 6 ngày tất nhiên có thể lần nữa đột phá rồi. Sáng sớm hôm nay, Diệp Thần Phong liền báo cho một tiếng Bạch Tiểu Nhu đám người, hắn tự ly khai rồi hỗn độn nhẫn tiểu thế giới, hắn bắt đầu bắt tay bố trí về thế tục giới trận pháp. Diệp Thần Phong tiến vào một mảnh nguyên thủy sơn mạch, ở trong đó tìm một cái cực kỳ địa phương bí ẩn, đồng thời tại bốn phía bố trí một cái phức tạp mê huyễn trận, coi như là niết bàn cảnh cường giả tiến vào bên trong, đồng dạng sẽ bị lạc chừng 7 ngày thời gian. Dù sao tại hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới bố trí trở về thế tục giới trận pháp là không phát huy ra tác dụng. Diệp Thần Phong yếu bố trí chính là tinh thần đấu chuyển trận. Hắn đem bốn cái tinh văn trụ từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra, này bốn cái tinh văn trụ là ban đầu ở Lạc Nhật đảo thượng lấy được, tinh văn trụ chính là bố trí tinh thần đấu chuyển trận ắt không thể thiếu vật phẩm. Yếu bố trí tinh thần đấu chuyển trận ngoại trừ muốn dùng đến tinh văn trụ ở ngoài, còn cần dùng đến 200.000 linh thạch thượng phẩm, bất quá, 200.000 linh thạch thượng phẩm đối với Diệp Thần Phong tới nói quả thực là mưa bụi, dù sao hắn ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa. Nhưng là quét ngang huyết hồn tộc bảo khố. Bố trí tinh thần đấu chuyển trận nhất định phải đem bổn mạng của mình tinh huyết truyền vào trong mắt trận. Bản mệnh tinh huyết đối với người tu luyện tới nói là vô cùng trọng yếu. Một khi tinh thần đấu chuyển trận mở ra sau đó Diệp Thần Phong nhất định muốn tại trong vòng 5 ngày trở về địa huyền giới. Bằng không trong mắt trận bản mệnh tinh huyết hội tán loạn, một khi bản mệnh tinh huyết tán loạn, Diệp Thần Phong thậm chí hội có nguy hiểm đến tính mạng. Tại Lạc Nhật đảo thượng thời điểm, Diệp Thần Phong đã bố trí qua một lần tinh thần đấu chuyển trận, trở về một chuyến thế tục giới được rồi. Này lần thứ hai bố trí ngược lại là thuần thục không ít.
Diệp Thần Phong ở trong lòng xác định thế tục giới phong vệ doanh đại thể phương vị sau, hắn liền nhanh chóng bố trí tinh thần đấu chuyển trận. Tại đem trận pháp bố trí hoàn thành trong nháy mắt, bốn cái tinh văn trụ trong nháy mắt ánh sáng tăng mạnh, sát theo đó, từ tinh thần đấu chuyển trong trận vọt lên một đạo tia sáng chói mắt. Cũng may, có mê huyễn trận che giấu, bằng không nhất định sẽ bị người phát hiện. Tại hào quang ngút trời mà lên, sau đó lại tiêu tan, sau đó Diệp Thần Phong thân ảnh biến mất ở trong trận pháp. Diệp Thần Phong phát hiện mình đi tới một chỗ thẳng tắp trong thông đạo, cái lối đi này hai bên trái phải cùng dưới bàn chân đều là hào quang bảy màu. Đây chính là tinh thần con đường. Chỉ cần đi tới tinh thần chi cuối đường, Diệp Thần Phong liền có thể thuận lợi đến thế tục giới rồi. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đột phá đến luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, tốc độ của hắn đương nhiên muốn so lúc trước nhanh hơn một đoạn dài rồi. Mà ở Diệp Thần Phong không ngừng tiếp cận thế tục giới thời điểm. Thế tục giới, phong vệ doanh bên trong. Diệp Thần Phong ra Diệp Trấn Hồng bên trong căn phòng. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng sắc mặt tái nhợt nằm. Trong phòng cũng đổ đầy các loại chữa bệnh khí tài. Diệp Trấn Hồng trên mu bàn tay tại đánh dịch dinh dưỡng. Trong phòng, Vũ Hiểu Phỉ gia gia Vũ An Quốc, Bạch Tuyết Linh gia gia Trắng Hồng Phương, Dư lão gia tử Dư Năm được mùa cùng Dương lão gia tử Dương Viễn bọn người ở đây. Những này lão gia tử đều là đứng ở đỉnh đầu kim tự tháp đại nhân vật. Đương nhiên Diệp Thần Phong cha mẹ của Diệp Đông Hoa, Tôn Mỹ Cầm, tiểu thúc Diệp Đông Kiện cũng đều tại. Còn có Diệt Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng Phó Minh chủ Lâm Khang Thắng cũng đang. Về phần Diệp Thần Phong nữ nhân và tử nữ cũng không có mặt, Diệp lão gia tử không muốn để cho của mình tăng tôn tử cùng cháu cố gái, nhìn thấy hắn bệnh tình nguy kịch dáng dấp, cho nên hắn để Diệp Thần Phong nữ nhân, cũng chính là của hắn cháu dâu, thật tốt chăm nom hắn tăng tôn tử cùng cháu cố gái, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thấy đến mình bây giờ. Vũ An Quốc cùng Trắng Hồng Phương là một mực ở tại phong vệ doanh trong. Mà Dư Năm được mùa cùng Dương Viễn các loại hắn Dư lão gia tử, bọn hắn tại lúc trước Thiên Minh bị diệt sau. Bọn hắn liền chuyển ra phong vệ doanh, lần trước Diệp Thần Phong lợi dụng tinh thần đấu chuyển trận trở về thế tục giới thời điểm, Dư Năm được mùa đám người đã không ở gió vệ trong doanh trại rồi. Căn cứ lần trước Lão Bạch cùng Lão Hắc phán đoán, Diệp lão gia tử tối thiểu còn có mười mấy năm tuổi thọ. Nhưng người định không bằng trời định. Trước đó Diệp lão gia tử cảm thấy ở tại phong vệ doanh bên trong quá buồn bực, hắn làm hoài niệm lúc còn trẻ, lại tăng thêm bảo bối của hắn cháu trai Diệp Thần Phong một mực không ở bên người, hắn lựa chọn một chỗ không có bị khai phá rừng rậm, hắn muốn đi thân cận một chút thiên nhiên. Có phong vệ doanh thành viên bảo vệ, tất cả mọi người sẽ không cho là có vấn đề, dù sao phong vệ doanh thành viên đều là linh hồn Rikumu tay. Nhưng mà tại Diệp Trấn Hồng rời đi chỗ kia rừng rậm sau 3 tháng, hắn đột nhiên toàn thân co giật ngã xuống trên mặt đất. Tại thế tục giới trong, Diệt Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng Phó Minh chủ Lâm Khang Thắng thực lực là mạnh nhất, bọn hắn lập tức vì Diệp Trấn Hồng trị liệu. Nhưng là Diệp Trấn Hồng bên trong thân thể khí quan kiệt sức thật lợi hại, bọn hắn cũng căn bản không còn cách xoay chuyển đất trời rồi, chỉ có thể tạm thời kéo dài Diệp Trấn Hồng tính mạng. Sau đó Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng chả cố ý đi rồi một chuyến chỗ kia rừng rậm, bọn hắn ở đằng kia nơi bên trong vùng rừng rậm phát hiện một ít màu đen hòn đá, căn cứ phân tích của bọn hắn, những này màu đen hòn đá có thể tỏa ra rất nhiều tai hại khí thể, thân thể một khi hút vào, hậu quả hội không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc trước bồi tiếp Diệp Trấn Hồng đồng thời tiến vào rừng rậm gió vệ đội thành viên, bọn hắn bản thân liền là linh hồn lực cao thủ, bọn hắn có thể đối loại kia khí thể sản sinh miễn dịch. Nếu như lúc trước Diệp Trấn Hồng rời đi chỗ kia rừng rậm, là có thể phát hiện trong cơ thể hắn hút vào vật không rõ nguồn gốc vật chất, như vậy Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng tuyệt đối chắc chắn đem Diệp Trấn Hồng cứu trở về. Nhưng tại Diệp Trấn Hồng bệnh phát sau đó này hết thảy đều đã quá muộn. Vũ lão gia tử Vũ An Quốc, hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệch Diệp Trấn Hồng, hắn nói ra, Trấn Hồng, người nhất định có thể gắng gượng qua, người phải kiên trì lên a hát. Dư lão gia tử Dư Năm được mùa, hắn cũng nói, lão Diệp, Thần Phong đâu này? Vội vàng đem Thần Phong tìm trở về đi, nếu như Thần Phong tại nơi này, như vậy hắn khẳng định có biện pháp. Dương lão gia tử Dương Viễn cũng lập tức nói ra, đúng vậy, chỉ cần Thần Phong tại, như vậy liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề.
Dư Năm được mùa cùng Dương Viễn đã chuyển ra phong vệ doanh đã lâu rồi, lần trước Diệp Thần Phong trở về thế tục giới sự tình, Diệp Trấn Hồng mấy người cũng không có nói cho Dư Năm được mùa bọn hắn, cho nên Dư Năm được mùa cùng Dương Viễn cũng không biết Diệp Thần Phong tình trạng gần đây. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng liếc nhau một cái, Thẩm Kinh Vũ nói ra, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tính mạng của ngươi, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Thần Phong trở về rồi, hắn lúc trước sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ta nghĩ lần này cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Mẫu thân của Diệp Thần Phong Tôn Mỹ Cầm cũng nói, cha, ngươi nhất định phải kiên trì, chờ đợi Thần Phong trở về. Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiệt, thanh âm hắn có phần nghẹn ngào nói, cha, chị dâu nói không sai, ngươi nhất định phải các loại Thần Phong cái kia thằng nhóc trở về, Thần Phong cũng quá không được nhà, chờ hắn sau khi trở về, ta cái này làm thiếp thúc nhất định hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Nằm Diệp Trấn Hồng, hắn đột nhiên trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Đông Kiệt, ở trong mắt hắn cháu của mình Diệp Thần Phong là trọng yếu nhất, coi như là con trai của hắn cũng không thể nói Diệp Thần Phong không phải, tuy rằng hắn biết Diệp Đông Kiệt là đang cổ vũ hắn sống tiếp. Diệp Trấn Hồng âm thanh hư như quát lên, Đông Kiệt, Thần Phong không phải là ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy, chúng ta Diệp gia thua thiệt Thần Phong nhiều lắm, thế giới này thua thiệt Thần Phong nhiều lắm. Nếu không có Thần Phong, chúng ta Diệp gia đã sớm đổ, nếu không có Thần Phong, e sợ Thiên Minh đã sớm thực hiện bọn hắn xưng bá thế giới dã tâm rồi, Thần Phong trên người trọng trách quá nặng đi, đáng tiếc ta bộ xương già này không được việc rồi, bằng không ta nhất định phải giúp cháu của ta chia sẻ một ít trọng lượng. Tiếp lấy, Diệp Trấn Hồng vừa nhìn về phía Thẩm Kinh Vũ, cực kỳ chăm chú hỏi, Trầm Minh Chủ, người nói thực cho ngươi biết ta còn có thể đủ sống bao lâu? Ta không muốn sống được hy lý hồ đồ. Hy vọng ngươi không cần gạt ta. Thẩm Kinh Vũ đã trầm mặc một lát sau, nói ra, chúng ta có thể giúp ngươi duy trì nửa năm tuổi thọ, bất quá, tại trong nửa năm này, trạng huống thân thể của ngươi hội càng ngày càng kém, thậm chí là hoàn toàn tê liệt. Thế nhưng, Thần Phong đối với chúng ta Diệt Thiên Minh có ân, cho dù hao tổn tuổi thọ, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi tận lực kéo dài tuổi thọ. Nằm Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng nghe vậy, hắn gật đầu cười. Nói ra, các ngươi phí tâm, thời gian nửa năm không tệ, ta chỉ hy vọng có thể tại trước khi chết lại gặp một lần cháu của ta, ta cũng biết ta tình huống thân thể của mình, toàn thân khí quan toàn bộ kiệt sức xấu lắm, e là cho dù Thần Phong cũng không thể ra sức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 86.